Thậm chí hắn còn phát hiện, một tối tố ảnh đang thi triển bí pháp, theo dõi thiên cơ, thấy rõ nơi này phát sinh hết thảy. Diệp thần đang nhìn ngay trước cơ hội hình ảnh, thấy Hắc Sơn Quỷ Đế tức giận, ánh mắt tựa như xuyên thấu hư không, trực câu câu nhìn hắn, để cho hắn có chút da đầu tê dại. Hắc Sơn Quỷ Đế ngón tay ở hư không rạch một cái, phảng phất có cái gì thiên cơ quỹ tích bị hắn chặt đứt, Diệp thần hình ảnh trước mắt, chính là ngay tức thì tán loạn biến mất. A! À, một tối tố ảnh rên lên một tiếng, gương mặt có chút trắng bệch, tựa hồ là thiên cơ bị cắt đứt, nàng được chút cắn trả, thân thể lảo đảo lắc lư. Không có sao chứ, tố ảnh cô nương. Diệp thần đỡ nàng thân thể mềm mại, trong lòng âm thầm bội phục, cái này một tối tố ảnh, có thể thống lĩnh thảo thần phái, thực lực quả nhiên không đơn giản, theo dõi thiên cơ, lại có thể nhìn lâu như vậy, mới bị Hắc Sơn Quỷ Đế phát hiện. Không có sao, đây có thể phiền toái, người cuối cùng là bị Hoa Tổ phát hiện. Tố ảnh ánh mắt chuyển động, nghĩ ngợi cách đối phó. Diệp thần biết đại khái, hẳn là đại thánh tặng âm đàn hơi thở, bại lộ mình. Nếu không, hắn có cỏ nhỏ thần hỗ trợ che giấu, là sẽ không dễ dàng bại lộ. Tố ảnh suy nghĩ một chút, liền nói, Diệp đại nhân, ta trước mang ngươi đi luyện đan, ngươi chỉ để ý an tâm luyện đan, chuyện khác giao cho ta. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, vạn nhất. Tố ảnh nói, không việc gì vạn nhất, có ta chấn giữ thảo thần phái, trừ phi cửu hỏa thương long tự mình hạ xuống. Không để ý giá phải trả xé rách ra mặt, nếu không dựa hết vào Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, bọn họ còn không tư cách chân áp ta. Bàn về Thiên Đế khí tu vi, ta không phải bọn họ địch thủ, nhưng ta có thể thông qua một ít đặc thù nghi quỹ, triệu hoán chủ lực lượng hạ xuống. Diệp đại nhân, người có thể còn không có thấy qua, chủ lực lượng, đó là đại biểu cuối cùng uy nghiêm, thế gian không người có thể chống lại. Nói đến cụ thời điểm, tố ảnh giọng lại thay đổi. Đổi được liền không giống như là người bình thường, mà giống như một thành kính đến điên cuồng tín đồ, vậy cổ thần bí hề hề, lại tràn đầy kiên định giọng, đủ để cho người nghe run rẩy. Diệp thần cũng có chút cảm giác ra đầu tê dại, xem tố ảnh hình dáng, hắn cũng cho rằng vậy cuối cùng thần minh, là thật thực tồn tại, hơn nữa không phải cỏ nhỏ thần trong miệng thiên mẫu, mà là tố ảnh nói chủ. Bất quá tố ảnh bộ dáng như vậy, trừ để cho Diệp thần có chút sợ được hoảng bên ngoài, hắn ngược lại là an tâm. Tin tưởng tố ảnh có thể trấn áp bãi, sẽ không bị cửu thiên phục long giáo nghiền ép. Diệp thần và cửu thiên phục long giáo, nhưng mà có to lớn mâu thuẫn, nếu là không có thảo thần phái che chở, phải dựa vào chính hắn đi đối mặt cửu thiên phục long giáo, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Tố ảnh tự tin nói, Diệp đại nhân, người cứ việc yên tâm luyện đan, ta vì ngươi hộ pháp, bảo đảm cũng không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Vừa nói, tố ảnh mang Diệp thần một đường hướng thảo thần phái trong lãnh địa ương đi tới. Ở chính giữa chi địa, là một phiến to lớn violet rừng hoa, màu tím cánh hoa vần theo chiều gió, mười phần nguy nga. Chỉ là, cái này biển cánh hoa không có một bóng người, lộ vẻ được có chút lạnh lẽo thanh. Cái này phiến violet rừng hoa, là kỷ niệm đệ nhất cỏ thần tím Lan Đại Nhân, truyền thuyết nàng là một bụi violet hóa thân, không qua mọi người đều tin phụng cỏ nhỏ thần, chỗ này ngày thường không việc gì tín đồ sẽ đến. Thanh tịnh rất. Tố ảnh chỉ cái này biển cánh hoa, rừng hoa trung ương để một tòa thật to lò luyện đan. Ta từng ở chỗ này luyện đan, hao phí vô số tâm huyết, thậm chí mượn chủ lực lượng, đã bước đầu đem chín hồn đuổi mệnh đan luyện chế được, nhưng còn thiếu cuối cùng nhúng đan trình tự, từ đầu đến cuối không có thích hợp nhúng đan vật liệu. Nàng mang Diệp thần, đi tới rừng hoa trung tâm trước lò luyện đan. Xuyên thấu qua lò luyện đan vách đá lỗ, Diệp thần có thể thấy trong lò luyện đan. Một cổ màu tím bầm sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, mang theo tự nhiên và sinh cơ hơi thở. Ở đó sinh mệnh chi hỏa trên, lơ lửng một viên màu vàng kim đan dược cũng không lớn, nhưng tản mát ra mười phần hào hùng khí tượng, có tất cả chân long, mãnh hổ, thao thiết, quỳ như cùng cự thú viễn cổ thần hồn hư ảnh, vờn quanh trên đó. Làm Diệp thần ánh mắt, tiếp xúc tới viên thuốc viên này thời điểm, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được rất nhiều mãnh thú tiếng gầm gừ, chấn động tâm hồn người. Nếu như không phải là bởi vì có lò luyện đan cấm chế hạn chế, đan dược kia khí tượng xông phá đi ra, chỉ sợ là muốn chấn thiên động địa. Đan dược này đã luyện thành. Diệp thần thầm giật mình, vậy có thể cảm nhận được viên thuốc viên này bàng bạc cùng mạnh mẽ. Tố ảnh nói, còn không đâu, viên này chín hồn đuổi mệnh đan, còn thiếu một bước cuối cùng nhúng đan, mới tính là chân chánh đại viên mãn. Ngươi luân hồi máu,
chính là tốt nhất nhúng đan vật liệu. Nghe Tố Ảnh mà nói, Diệp Thần khóe miệng nhất thời kéo một cái, xem vậy chín hồn đuổi mệnh đan, đan dược hơi thở hào hùng như vậy hình dáng, muốn nhúng đan mà nói, hắn cần tiêu hao luân hồi máu, chỉ sợ cũng là đặc biệt to lớn. Tố Ảnh thấy Diệp Thần vẻ mặt này, mỉm cười cười một tiếng, sử dụng một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp Thần nói, những vật này, liền cho ngươi bồi bổ thân thể, Diệp đại nhân, lần này liền vất vả ngươi. Diệp Thần nhận lấy túi đựng đồ, mở ra vừa thấy, chỉ gặp bên trong đựng rất nhiều màu vàng kim quả táo, mỗi một viên quả táo cũng tản mát ra hòa hợp tiên quang, mùi thơm mê người. Đây là cái gì? Diệp Thần hỏi. Một loại chân quý linh tài, kêu kim ngọc tiên táo, là đệ nhất cỏ thần đại nhân, từ nguyên sơ thế giới mang ra ngoài đồ, ngoại giới là không có. Cái này kim ngọc tiên táo, trồng trọt vô cùng là khó khăn, điều kiện hà khắc, chúng ta toàn bộ thảo thần phái, nắm giữ kim ngọc tiên táo trồng trọt phương pháp người, chỉ có le que mấy người, hơn nữa vì cứu Tôn Di đại nhân, mấy người kia cũng kém không nhiều chết sạch, chỉ còn lại cái cuối cùng Giang Khói Nam người. Nếu là Giang Khói Nam cũng đã chết, như vậy kim ngọc tiên táo, thế gian liền lại cũng không người biết trồng trọt, chỉ có diệt tuyệt kết quả. Tố Ảnh hơi có chút không biết làm sao nói. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nghe Tố Ảnh mà nói, cái này kim ngọc tiên táo, rõ ràng giá trị bất phàm, hơn nữa có tuyệt chủng nguy hiểm. Tố Ảnh lại nói, trước kia thật ra thì, chúng ta liền cùng Độc Cô Già La tiếp xúc qua, vì biểu đạt thành ý, chúng ta cho nàng rất nhiều kim ngọc tiên táo, nàng cầm tới cất làm ra mấy chai vạn năng giải dược, hình như là kêu kim quỳnh ngọc nước bọt tới, có thể hóa giải tất cả kịch độc. Chúng ta cho rằng nàng chịu hợp tác. Không nghĩ tới nàng để lại một số lớn hoàng kim nguyên ngọc, coi là mua bán giá tiền sau đó, liền lại biến mất, à. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái, nói kim quỳnh ngọc nước bọt. Thì ra là như vậy. Trước đây Thái Như Chăn, đã cho Diệp Thần một chai kim quỳnh ngọc nước bọt, dùng để giải khai đại thánh tặng âm cầm cầm trên cung kịch độc. Lúc đầu bình kia kim quỳnh ngọc nước bọt, chính là Độc Cô Già La, lấy kim ngọc tiên táo là nguyên vật liệu, cất tạo nên. Cái này kim ngọc tiên táo, có thể cất làm ra vạn năng giải dược, giá trị có thể tưởng tượng được. Diệp Thần cầm ra một viên quả táo, vứt xuống trong miệng nhai một tí, nhất thời cảm thấy miệng đầy cam nhang, táo thịt ấm áp bên trong mang một chút nhẹ nhàng khoan khoái, linh khí 10 phần dư thừa, nhai một hơi liền giác thể xác và tinh thần thoải mái. Phụ thân, có phải hay không ăn có gì ngon? Cho ta cũng ăn chút, ô! Luân hồi mộ địa, gió tiếng nói hồ tiên bên trong. Tiểu Cấm Yêu ngâm ngâm dưới nước sung sướng, nguyên khí đã kém không nhiều hoàn toàn khôi phục, đang ôm trước mấy khối hoàng kim nguyên ngọc đang gặm, hắn thấy Diệp Thần ăn quả táo sau đó, lập tức cảm thấy hoàng kim nguyên ngọc cũng không thơm, dương mắt nhìn Diệp Thần. Cho ngươi đi. Diệp Thần bật cười khanh khách, đem kim ngọc tiên táo thu hồi, vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong đi, cho Tiểu Cấm Yêu làm quả vặt. Đa tạ phụ thân. Tiểu Cấm Yêu hớn hở vui mừng, hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Mà lúc này Cầm Đế, thì ở rất nhiều trước mộ bia đi đi lại lại, lẩm bẩm. Sốt cuộc là khối kia mộ bia đâu? Độc thủ dược thần lão nhân kia, có phải là thật hay không ở chỗ này? Mấy lần trước luân hồi mộ địa chấn động, để cho hắn cho rằng độc thủ dược thần cũng ở đây luân hồi mộ địa bên trong, hắn nhưng có mấy bút chướng muốn cùng độc thủ dược thần tính một chút. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không để ý như thế nhiều, hướng Tố Ảnh nói, Tố Ảnh cô nương. Ta có thể giúp ngươi nhúng đan, xin ngươi hãy thay ta hộ pháp, không muốn để cho người ngoài quấy rầy. Tố Ảnh đại hỉ, nói, đây là tự nhiên, Diệp đại nhân, vậy làm phiền ngươi, chủ phù hộ cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không tin trong miệng ngươi cái gọi là chủ. Vô vô thờ ý không thần hiện minh vô số, nhưng Diệp Thần sẽ không tin phụng người bất kỳ, có luân hồi huyết mạch hắn, cũng không có bất kỳ thần minh, dám can đảm thu hắn là tín đồ. Tố Ảnh cười nói, không sao, chờ ngươi thấy được chủ lực lượng sau đó, ngươi biết quy theo ngài trong ngực. Nói đến cụ thời điểm, Tố Ảnh liền là một bộ lén la lén lút hình dáng. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới vậy trước lò luyện đan, ánh mắt hơi chăm chú, cảm thụ lò luyện đan bên trong, viên kia chín hồn đuổi mệnh đan hơi thở. Hắn bên tai, phảng phất có rất nhiều mãnh thú đang gầm thét, tâm thần hỗn loạn. Hơi hít sâu một hơi, Diệp Thần bình phục tâm thần, rút ra đao phá vỡ lòng bàn tay, máu tươi phun vải ra, toàn bộ bơm vào đến lò luyện đan bên trong, tưới ở đó viên chín hồn đuổi mệnh đan phía trên.
Rồi sau đó, Diệp Thần vận chuyển đạo tông chú đan thuật, bắt đầu đem mình máu tươi, dung nhập vào đan dược bên trong. Viên đan dược này, đã thành hình, nhưng bên trong rất nhiều dị thú hồn phách hơi thở, còn đặc biệt cáu kỉnh, cho nên cần nhúng đan, chấn áp cáu kỉnh dị thú hơi thở, để cho đan dược năng lượng lắng đọng xuống, trở thành có thể cung cấp người ăn tồn tại. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, kêu hắn luyện chế một viên thông thiên cấp đan dược, vậy thì thật là khó hơn lên trời, nhưng nếu là chỉ tôi thép mà nói, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, sẽ không có khó khăn gì. Chỉ bất quá, Diệp Thần phát hiện, cái này chín hồn đuổi mệnh đan, muốn rèn luyện hoàn thành, hắn mới vừa quán chú luân hồi máu, còn xa xa không đủ. Không biết làm sao, Diệp Thần khẽ cắn răng, đưa tay cổ tay cắt, để cho càng nhiều hơn máu tươi, dọi nghiêng tới đan dược bên trên. Nhúng đan đối Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là không khó, nhưng cái này vậy hy sinh luân hồi máu, hắn tiêu hao nhưng mà quá lớn. Tô Ảnh gặp Diệp Thần lớn như vậy hy sinh, cũng là cảm kích rất, thủ ở một bên, bảo vệ Diệp Thần, miễn được có người ngoài quấy rầy. Luyện đan tiến hành 2 tiếng sau đó, thảo thần lĩnh địa các nơi, nhưng truyền đến từng cơn tiếng chuông. Tiếng chuông này, cũng không phải là tưởng niệm cỏ nhỏ thần chuông báo tử tiếng, mà là từng trận phòng bị báo động thanh âm, ngắn ngủi cấp mau, biểu thị nguy hiểm hạ xuống. Phòng bị tiếng chuông gõ sau đó, các nơi lại truyền ra từng cơn lanh lảnh tiếng kèn lệnh, một phiến nghiêm nghị. Diệp Thần đang luyện đan giây phút, nghe được cái này phòng bị thanh âm, nhất thời nhướng mày một cái. Diệp đại nhân, ngươi không cần để ý tới, tiếp tục nhúng đan, ta tới xử lý. Tô Ảnh liễu nhíu mày một cái, trước nặn quyết phải xuống một tầng kết giới, bảo vệ được Diệp Thần, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phương xa. Đại hỏa, đại hỏa, đại hỏa, tất cả người chú ý. Thảo thần phái lãnh địa các nơi, từng trận ngay ngắn trầm ổn, tràn đầy nghiêm nghị hơi thở uống tiếng vang lên. Đây là thảo thần phái báo động trước tín hiệu, ý là cửu hỏa thương long thống lĩnh cửu thiên phục long giáo, không có đi qua cho phép, liền xâm phạm tiến vào thảo thần phái lãnh địa. Xoát xoát xoát, từng đạo thần quang, từ bốn phương tám hướng phóng tới, thảo thần phái rất nhiều cường giả, dẫn rất nhiều vệ binh, hạ xuống đến Tô Ảnh bên người, Hàn Diễm và Thái Như Chân cũng tới, từng cái bộ dáng như lâm đại địch. Đại tế ti, Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, mang Hoa Tổ một người học trò tới. Một cái thảo thần phái trưởng lão, vội vàng hướng Tô Ảnh bẩm báo. Cái này trưởng lão, và chung quanh rất nhiều thảo thần phái con dân như nhau, đều là quần áo đồ tang, trên cánh tay quấn đai đen, ở cho cỏ nhỏ thần để tang, tưởng niệm nàng chết đi. Bọn họ chỉ cho rằng, là cỏ nhỏ thần chết, đưa tới cửu thiên phục long giáo dã tâm, để cho bọn họ không để ý quy tắc, lại trực tiếp xâm nhập thảo thần phái lãnh địa. Ở nơi này trưởng lão, bẩm báo tiếng rơi xuống không lâu, bầu trời bên trong, liền truyền ra đáng sợ năng lượng ba động, một cổ trắng đêm vậy yêu dị vậy thiên đế khí, cùng một cổ hắc núi vậy trầm ổn hơi thở, từ chân trời cuồn cuộn rơi xuống, lẫn nhau hòa vào nhau hỗn hợp, che khuất bầu trời, rất nhanh ở trên trời hình thành một tầng hỗn độn năng lượng, như mây đen đè thành, làm người ta nghẹt thở. Rồi sau đó, hai đạo thân ảnh, chậm rãi từ vậy hỗn độn vậy bầu trời, hiển hóa đi ra, chính là Bạch Dạ Thiên Đế cùng Hắc Sơn Quỷ Đế. Ở hai người sau khi xuất hiện, giải ngữ hòa bóng người, vậy chậm rãi hiện lên, rồi sau đó là cửu thiên phục long giáo rất nhiều giáo chúng, chi chít, ở chân trời tầng mây gian bày, mười phần nguy nga. Diệp Thần gặp được một màn này, nội tâm cũng là trầm xuống, bất quá hắn còn ở nhúng đan nguy cấp, nhưng là bất tiện hoạt động. Bạch Dạ Thiên Đế, Hắc Sơn Quỷ Đế, các ngươi hai cái làm gì? Không có ta cho phép, các ngươi cũng dám xông vào ta thảo thần phái lãnh địa. Nếu như các ngươi muốn xé rách ra mặt nói, ta đây là tình nguyện phụng bồi. Tô Ảnh ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng nói. Trong tay của nàng, xuất hiện một quyển màu đen thật dày sách, phong bì trên in đế chủ thiên âm bốn chữ. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, thấy quyển sách này, gương mặt đều là biến sắc. Cái này bà đế chủ thiên âm, cũng không phải là pháp bảo gì thần khí, bản thân cũng không có bất kỳ uy lực, chính là một bản thông thường sách, nhưng là một cái đặc thù công cụ, là loại nào đó nghi quỹ đạo cụ. Hai người đều biết, Tô Ảnh có thể thông qua quyển sách này, cùng cái gọi là chủ câu thông, từ đó lấy được thiên tứ lực, bộc phát ra cuối cùng lực lượng, càn quét hết thảy, cực kỳ đáng sợ. Thật ra thì cái gì chủ, Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế đều không tin. Cái gọi là cuối cùng thần minh, là không tồn tại,
không có như thế cường đại thần. Nhưng có một số việc, chính là tà môn như vậy, tin thì có, không tin thì không. Có lúc, tín ngưỡng có thể tạo thần. Tô Ảnh chính là bởi vì tin tưởng, nàng liền có thể được cuối cùng ban phúc. Lòng thành thì linh. Bạch Yên Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, đối với lần này vô cùng kiêng kỵ. Một tối Tô Ảnh, người đừng xung động, không phải chúng ta phá hoại quy củ, là ngươi xúc phạm ta thánh giáo danh giới cuối cùng ở phía trước. Bạch Dạ Thiên Đế trầm giọng nói, ngón tay chỉ Diệp Thần. Ngươi biết rõ cái này luân hồi chi chủ, là ta Cửu Thiên Phục Long giáo tử địch, ngươi vẫn còn muốn thu lưu hắn, nói rõ không cầm ta thánh giáo coi ra gì. Giọng rất có chất vấn ý trách cứ. Tô Ảnh khinh thường cười một tiếng, bàn tay khẽ vuốt ve đế chủ thiên âm, nói ta muốn nhận lưu ai, chẳng lẽ còn phải qua hỏi các ngươi sao? Một bên Hắc Sơn Quỷ Đế, gặp Tô Ảnh một mặt ngạo khí diễn cảm, trong lòng tức giận, nhưng cũng không muốn xé rách ra mặt, nói, một tối Tô Ảnh, ngươi chỉ cần đem luân hồi chi chủ giao ra, còn có vậy hai cái tội nhân, bọn họ đều là hoa tổ muốn tập nã người, ngươi cầm bọn họ giao cho chúng ta, chuyện này cứ tính như vậy, mọi người sau này vẫn là bằng hữu. Hắn chỉ Diệp Thần, vừa chỉ Hàn Diễm và Thái Như Chăn. Tô Ảnh cười nói, các ngươi biết rõ ta Thảo Thần Phái, cùng hoa tổ có huyết cốt đại thù, ngươi còn cầm hoa tổ người, mang tới nơi này, đây là ý gì? Ánh mắt nhìn về Giải Ngữ Hoa. Giải Ngữ Hoa đang muốn nói chuyện, Tô Ảnh ánh mắt âm lãnh nói, ngươi im miệng, ngươi còn không tư cách ở ta trước mặt nói chuyện. Thanh âm mang theo một chút nhân quả luật sát khí, nhất thời ép được Giải Ngữ Hoa câm như hến. Không cách nào nói ra, cổ họng thật giống như bị thứ gì nhét ở, mười phần khó chịu. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng âm thầm bội phục Tố Ảnh thủ đoạn, đồng thời vậy rốt cuộc cảm nhận liền Giải Ngữ Hoa thực lực, lại là vượt qua liền thần đạo cảnh tu vi, nhưng lại không tới thiên nguyên cảnh, thuộc về nửa bước thiên nguyên cảnh phạm vi. Loại cấp bậc này tu sĩ, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi mà nói, cũng cần bỏ ra điểm giá phải trả, phương có cơ hội chiến thắng. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, gặp Tố Ảnh lại ngay trước mặt của hai người, quát hoa tổ người bên dưới, sắc mặt nhất thời cũng âm trầm xuống. Một tối Tố Ảnh, người có ý gì, Giải Ngữ Hoa công tử nhưng mà khách quý của chúng ta, người dám mắng hắn, chính là xúc phạm ta Cửu Thiên Phục Long giáo. Bạch Dạ Thiên Đế trầm giọng quát lên. Tố Ảnh cười nói, vậy thì thật là ngượng ngùng, không quá ta ngày hôm nay không rảnh gọi quý khách, xin các người hãy cũng cho ta cút đi. Bạch Dạ Thiên Đế gặp Tố Ảnh bá đạo như vậy, sắc mặt cũng không khỏi đổi được bộc phát âm lệ đứng lên, hướng Giải Ngữ Hoa nói. Rõ ràng công tử, người cứ việc đi bắt cầm luân hồi chi chủ, một tối Tố Ảnh cái này bà điên, do chúng ta nhìn. Giải Ngữ Hoa nhìn Tố Ảnh vậy ác liệt lãnh khốc tư thái, trong lòng có chút phát mao, cảm thấy kiêng kỵ, nhưng gặp Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, đều ở đây hắn bên người, hắn bây giờ không có sợ đạo lý. Muốn là thật lùi bước sợ, ngược lại thất lạc hoa tổ mặt mũi. Lập tức, Giải Ngữ Hoa cũng sẽ không nói nhảm, lăng không phi hàng đi xuống, liền sải bước hướng Diệp Thần đi tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là dám tổn thương đại ca ta, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Đây là, Hàn Diễm sải bước đi ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, căm tức nhìn Giải Ngữ Hoa, quát to. Chung quanh rất nhiều Thảo Thần phái võ giả, vậy muốn ngang nhiên ra tay. Bảy bảo liên đăng, mở. Giải Ngữ Hoa ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên sử dụng một ly cổ đèn, vậy cổ đèn phơi bầy cốt chất, toàn thân nhưng lưu chuyển ngọc lưu kim quang, Phật mang cuồn cuộn, nguyên bản đóng chặt cánh hoa, vào thời khắc này một phiến phiến dương ra, một món màu vàng kim sáng chói tim đèn lộ ra ra, thụy khí vạn nói, mênh mông uy năng bùng nổ. Oanh! Giải Ngữ Hoa thúc giục bảy bảo liên đăng, một cổ cuồng bạo kim quang rung động, chính là đợt sóng vậy tách thả ra ra. Đem rất nhiều Thảo Thần phái võ giả, toàn bộ bức lui. Hàn Diễm vốn là muốn ra tay, gặp phải bảy bảo liên đang hơi thở chấn áp, nhất thời cảm thấy một cổ ngút trời cự lực gào thét tới, ngay tức thì hô hấp nghẹt thở, xương cốt rắc rắc sát nổ vang. Ở bảy bảo liên đang uy áp cường đại hạ, hắn lại là liền đứng đều không cách nào đứng, tại chỗ quỳ ngã xuống, xương đầu gối cách cũng vỡ vụn, đau nhức bứt rứt. Đây là pháp bảo gì? Hàn Diễm kinh hãi. Cho tới bây giờ không gặp qua, như thế cường đại thần khí. Ở hắn cách đó không xa Thái Như Chăn, vậy bị bảy bảo liên đăng uy áp, rên lên một tiếng, tại chỗ quỳ ngã xuống. Các ngươi hai cái tội nhân, dám mạo hiểm phạm hoa tổ thiên tôn, ta
ta mang các ngươi hồi Mạn Đà Sơn Trang, Hoa Tổ Sư Tôn sẽ từ từ xử lý các ngươi. Giải Ngữ Hoa ánh mắt lướt qua một chút che lấp, ngón tay nặn quyết, bảy bảo liên đăng truyền ra một cổ cường đại pháp lực, tại chỗ liền đem Hàn Diễm và Thái Như Chăn, cũng thu vào tim đèn bên trong. Hàn Diễm và Thái Như Chăn, sợ hãi kêu một tiếng, nhưng là không tự chủ được, tại chỗ liền bị lấy đi. Diệp Thần đang nhúng đan giây phút, thấy Giải Ngữ Hoa sử dụng bảy bảo liên đăng, một tí đại triển thần uy, chấn nhiếp toàn trường, ung dung hãy thu đi Hàn Diễm và Thái Như Chăn, cũng không khỏi thất kinh. Hắn thấy bảy bảo liên đăng đèn diễm, hơi chập chờn, bên trong đổ ánh ra Hàn Diễm và Thái Như Chăn bóng dáng, bọn họ đều là vô cùng thống khổ hình dáng, giống như gặp liệt hỏa nướng. Xem bộ dáng kia, nếu như không đem bọn họ giải cứu ra nói, bọn họ sợ rằng phải sống sờ sờ bị ngọn lửa đốt chết. À, cái này ngọn đèn. Luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế thấy vậy bảy bảo liên đăng, xương trắng đèn thân, lại có vạn trượng màu vàng thủy khí vòng quanh hình dáng, cũng là một hồi kinh ngạc. Cái này ngọn đèn, lại là dùng thiên đế thần cốt đúc thành, hơn nữa không phải thông thường thiên đế cốt, là đặc biệt cao cấp tồn tại, tuyệt đối là cấp 9 thiên đế thần cốt, không đơn giản, không đơn giản à. Cầm Đế khen ngợi, vậy bảy bảo liên đăng phẩm chất, hiển nhiên không tầm thường, lại là dùng cấp 9 thiên đế thần cốt, đúc thành. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng là cảm nhận được liền nóng rực nguy hiểm. Chỉ gặp vậy bảy bảo liên đăng múi sen, đầu tiên là ca sát sát đóng hợp lại, rồi sau đó lại dương ra, đèn diễm hơi đung đưa, cũng đã không thấy được Hàn Diễm và Thái Như Chăn cái bóng, bọn họ sống chết không biết. Luân hồi chi chủ, giờ đến phiên ngươi. Giải Ngữ Hoa cười gần một tí, liền sải bước hướng Diệp Thần xông tới, thúc giục bảy bảo liên đăng, phải đem Diệp Thần vậy thu. Diệp Thần đang nhúng đan cuối cùng, không cho sơ thất, nếu như ra tay chống lại nói, ắt phải đưa đến nhúng đan thất bại, công dã tràng. Càn rỡ, ta Thảo Thần phái địa bàn, nơi nào đến phiên ngươi tới ngang ngược. Tố Ảnh tức giận, mắt đẹp nhìn chằm chằm Giải Ngữ Hoa, đầu ngón tay như phá trúc vậy điện tránh giết ra, thì phải tại chỗ đem Giải Ngữ Hoa đánh chết. Một tối Tố Ảnh, người đối thủ là chúng ta. Đây là, Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, đồng thời hạ xuống, ngăn ở Tố Ảnh trước mặt. Hắc Sơn Quỷ Đế ra tay, bàn tay như núi cao vậy trầm hậu, một chưởng liền đem Tố Ảnh cản trở về. Tố Ảnh lui về phía sau mấy bước, con mắt chớp động, lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn xé rách ra mặt, cùng ta Thảo Thần phái quyết liệt khai chiến. Hắc Sơn Quỷ Đế nói, không dám, ta Cửu Thiên Phục Long giáo và các ngươi Thảo Thần phái, còn coi là bằng hữu, chỉ là ngày hôm nay, luân hồi chi chủ phải đền tội, ngươi không thể nhúng tay. Vừa nói, Hắc Sơn Quỷ Đế và Bạch Dạ Thiên Đế, một trái một phải phân tán đứng ra, có góc thế, kềm chế Tố Ảnh. Bọn họ không chủ động tiến công, chỉ đề phòng Tố Ảnh ra tay. Chỉ cần không có Tố Ảnh ra tay che chở, bọn họ tin tưởng, dựa vào Giải Ngữ Hoa thực lực, đủ trấn áp Diệp Thần. Dẫu sao ở Giải Ngữ Hoa trong tay, có thể là có Hoa Tổ bổn mệnh pháp bảo, bảy bảo liên đăng. Pháp bảo này, uy lực to lớn, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 8 Diệp Thần, muốn ngăn trở, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tố Ảnh sắc mặt âm hàn, trong tay nắm chặt Đế Chủ Thiên Âm, cơn sóng trong lòng phập phồng, suy tính muốn không muốn triệu hoán chủ lực lượng hạ xuống. Nàng biết, một khi vận dụng cái này cuối cùng lực lượng, vậy Thảo Thần phái cùng Cửu Thiên Phục Long giáo, coi như là hoàn toàn quyết liệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà lúc này, Giải Ngữ Hoa gặp Tố Ảnh bị kềm chế, nhất thời trong lòng đại định, liền sải bước xông về Diệp Thần, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, bảy bảo liên đăng ở hắn quanh thân xoay tít xoay tròn, đèn diễm quang hoa tách thả ra, từng luồng như trời lửa vậy nóng bỏng năng lượng khí tức, bơm vào đến hắn trên thân kiếm. Rào! Trong thoáng chốc, Giải Ngữ Hoa trường kiếm ánh lửa nổ tung, viêm mang ngất trời, một kiếm liền đâm về phía Diệp Thần. Suy rồi! Diệp Thần quanh thân, có Tố Ảnh bày ra phòng ngự kết giới, nhưng ở Giải Ngữ Hoa một kiếm ám sát dưới, kết giới tại chỗ tan vỡ, Diệp Thần cả người, cũng bại lộ ở Giải Ngữ Hoa dưới kiếm. Giải Ngữ Hoa trong mắt lướt qua một chút sát khí, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần ngực. Diệp đại nhân, chú ý! Tố Ảnh khẩn trương, cắn răng, liền mở ra Đế Chủ Thiên Âm, ngửa mặt lên trời kêu gọi, Chúa ơi! Lại là muốn không để ý giá phải trả, triệu hoán cuối cùng lực lượng hạ xuống. Tố Ảnh cô nương, đừng xung động, điểm này tình cảnh, ta có thể đối phó. Diệp Thần quát một tiếng, ngăn lại Tố Ảnh.
hắn biết, hôm nay cỏ nhỏ thần vừa mới chết, Tôn Di lại còn không có thừa kế bước lên thần, hôm nay thảo thần phái chính là trống rỗng, không thích hợp cùng Cửu Thiên Phục Long giáo quyết liệt. Mắt xem giải ngữ hoa một kiếm ám sát tới, Diệp Thần lập tức cho gọi ra thiên ma cổ bảo, hóa thành một bộ nhật nguyệt ma bào, khoác ở trên người. Giải ngữ hoa một kiếm đâm tới, lại bị Diệp Thần thiên ma áo choàng ngăn trở, thật giống như đâm vào một tầng mềm mại vách ngăn trên, không cách nào tiến thêm, càng không thể tổn thương Diệp Thần. Mà Diệp Thần hai tay, thì duy trì các loại phiền phức ấn quyết, ở rèn luyện trong lò luyện đan chín hồn đuổi mệnh đan. Ồ! Giải ngữ hoa thấy vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thiên ma cổ bảo phòng ngự, cường hãn như vậy, liền hắn mang theo bảy bảo liên đăng lực lượng kiếm đánh, cũng có thể đỡ được. Tô Ảnh thấy một màn này, diễn cảm chấn định rất nhiều, nếu là Diệp Thần thật có thể giải quyết giải ngữ hoa, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế nhìn nhau một mắt, thần sắc vào thời khắc này nhưng đổi được ngưng trọng xuống. Bọn họ không tiện tự mình động thủ, có thể hay không trấn áp Diệp Thần, thì hoàn toàn xem giải ngữ hoa mình. Nếu là giải ngữ hoa tay cầm bảy bảo liên đăng, cũng trấn không đè ép được Diệp Thần mà nói, vậy cục diện thì phiền toái. Luân hồi chi chủ, người thiên ma cổ bảo này, phòng ngự ngược lại không tệ, chính là không biết, người có thể chống đỡ ta mấy kiếm. Giải ngữ hoa hít sâu một hơi, cũng là nhanh chóng chấn định lại, hắn biết Diệp Thần thiên ma cổ bảo, vẫn là mảnh vụn hình thái, cũng không phải là viên mãn, coi như phòng ngự mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng đạt tới hoàn mỹ bước. Hắn nắm chặt trường kiếm, lần nữa điều động bảy bảo liên đăng năng lượng, xích viêm vậy kiếm khí gào thét lên, lại lần nữa khua kiếm hướng Diệp Thần gai đi giết. Diệp Thần đang nhúng đan giây phút, rút ra không ra tay, nếu là qua loa xuất thủ, không chỉ là nhúng đan thất bại, tự thân vậy phải bị cắn trả trọng thương. Giải ngữ hoa chính là biết rõ một điểm này, lập tức chắc chắn cơ hội, từng kiếm một như mau mưa hắt mực vậy, hướng Diệp Thần quanh thân trên dưới ám sát đi. Diệp Thần sắc mặt nhất thời đổi được khó khăn xem, hắn tuy có thiên ma cổ bảo phòng ngự, nhưng đối mặt giải ngữ hoa dày đặc như vậy ám sát, chỉ sợ cũng không nhịn được bao lâu. Luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế thấy Diệp Thần nguy hiểm, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống, lần trước hắn mượn lực cho Diệp Thần, hôm nay còn đang khôi phục, giây phút, coi như hắn muốn lại trợ lực, cũng là khó mà làm được. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Tiểu Cấm Yêu từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong nhô đầu ra, cảm thấy được Diệp Thần hiểm cảnh, liền muốn ra tay trợ lực. Hắn hôm nay nguyên khí khôi phục, có thể bộc phát ra cực kỳ thực lực cường hãn. Không cần, đứa nhỏ, người thật tốt nằm, ta có thể giải quyết. Diệp Thần cười một tí, Tiểu Cấm Yêu ấp ra còn không bao lâu, thân thể khá là non nớt, cần thời gian trưởng thành, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ không để cho hắn ra để chiến đấu. Huyết Long, thay ta ngăn trở, ta cần một nén nhang thời gian. Diệp Thần trong lòng đưa ngang một cái, kêu gọi Huyết Long nói. Hắn phỏng đoán lại còn một nén hương thời gian, là được hoàn thành nhúng đan. Mà lúc này lúc đó, cần Huyết Long là hắn tranh thủ. Dạ, chủ nhân. Diệp Thần trong cơ thể, truyền ra Huyết Long thanh âm. Rồi sau đó, người ngoại giới cửa, bỗng nhiên cảm thấy gió lớn dâng lên, một hồi lanh lảnh tiếng rồng ngâm, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Rồi sau đó, kinh thiên huyết quang vọt lên, Huyết Long thân thể cao lớn, liều chết xung phong ra, cuồng bạo oai rồng tách thả ra, tại chỗ liền ép được giải ngữ hoa liên tiếp lui về phía sau. Đây là, lực lượng thật là cường đại, con rồng này, nếu là đưa cho sư phụ nhập thuốc, ngược lại là thích hợp rất. Giải ngữ hoa thấy Huyết Long xuất hiện, lấy làm kinh hãi, chợt lại cảm thấy Huyết Long trong cơ thể năng lượng bàng bạc, hắn trong mắt nhất thời lướt qua một chút nóng rực vẻ. Lúc này Huyết Long, đã hoàn toàn tiêu hóa nửa đuôi và hai đuôi năng lượng, cũng cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Từ trên người nó, đã không thấy được bất kỳ đuôi thú không rõ hơi thở, chỉ có lòng uy nghiêm, máu bá đạo. Nó quanh quẩn ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống trần thế, như đem chúng sanh coi là con kiến hôi, thô bạo hết sức. Ngươi muốn thương tổn chủ nhân ta, trừ phi trước hết giết ta. Huyết Long phát ra thanh âm lãnh khốc, long chảo như xé trời, lăng không hướng giải ngữ hoa trấn áp xuống đi. Ha ha! Một đầu xúc sinh, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Giải ngữ hoa cười nhạt, một kiếm rời ra Huyết Long móng vuốt, rồi sau đó thúc giục bảy bảo liên đăng. Bảy bảo liên đăng toát ra nhất là nóng rực Phật quang xích viêm, toàn bộ hội tụ đến kiếm hắn trên mình.
mạn đà chòm sao, lửa trời rừng hoa mưa. Giải Ngữ Hoa quát to một tiếng, đem thân kiếm đổ cắm ở, lạc kiếm thành trận, trên đất xuất hiện một cái đẹp lạ thường ngọn lửa trận pháp, viêm mang ngất trời, bầu trời nhưng nổi lên một cái chòm sao đồ đằng, tinh thần liền kết quy tích, như một phiến cánh hoa múi, chính là mạn đà chòm sao. Trên trời chòm sao, trên đất trận pháp, lẫn nhau đồng tình hô ứng, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Chỉ gặp một chút xíu ánh sao, hóa thành lửa trời sao rơi, như hoa hải thiên nghiêng vậy, cuồn cuộn bạo rơi xuống, toàn bộ hướng huyết long chút xuống đi, trời long đất lở. Những người ở chỗ này, thấy cái này một màn nguy nga, đều là rung động. Chỉ có nửa bước thiên nguyên cảnh Giải Ngữ Hoa, mượn bảy bảo liên đăng, hắn nhưng có thể bộc phát ra so vậy thiên nguyên cảnh thần minh, còn mạnh hơn lực lượng. Như vậy nghiêng bệnh đậu mùa mưa, cuồn cuộn sao rơi, để cho được huyết long cũng là lớn cảm áp lực, nhưng nó không có lùi bước. Bởi vì nó biết, nếu như mình rút lui, vậy bị thương, chính là Diệp Thần. Cửu thiên phục long ấn, cửu long giáng thế, gầm thét đi. Huyết long sử dụng một tôn ấn tỳ, chính là cổ thần khí, phía trên cửu long quanh quẩn, mặt ngoài mang theo đế hoàng oai rồng, như quân lâm thiên hạ, đó chính là trong truyền thuyết cửu thiên phục long ấn. Nó thúc dục pháp quyết, từng đạo linh khí bơm vào đến cửu thiên phục long ấn bên trong, nhất thời để cho được toàn bộ ấn tỳ, bạo phát ra cửu long khí tượng, chín con thần long mang trên tinh không uy lực, liều chết xung phong ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, long đằng bay lượn, đem Giải Ngữ Hoa chiếu nghiêng xuống sao rơi mưa hoa, toàn bộ cản lại. Hồn cảnh thời không là cửu thiên phục long giáo lãnh địa, huyết long ở chỗ này thi triển cửu thiên phục long ấn, lại có thể bộc phát ra nhất là uy lực to lớn. À, là ta thánh giáo chí bảo. Bạch Dạ Thiên Đế thấy vậy cửu thiên phục long ấn, sắc mặt nhất thời thay đổi, muốn xông qua đoạt thu hồi lại. Trắng đêm huynh, an tâm một chút chứa nóng, cùng rõ ràng công tử bắt luân hồi chi chủ, đó thuộc về chúng ta đồ, tự nhiên có thể cũng cầm về. Hắc Sơn Quỷ Đế muốn trầm ổn rất nhiều, thấy cửu thiên phục long ấn hạ xuống, vậy duy trì bình tĩnh, khuyến cáo Bạch Dạ Thiên Đế không nên vọng động. Hiện tại bọn họ hai cái chuyện trọng yếu nhất, chính là chế trụ Tố Ảnh, không để cho hắn ra tay. Còn như Diệp Thần và Huyết Long, có Giải Ngữ Hoa đi đối phó. Giải Ngữ Hoa thấy Huyết Long gọi ra cửu thiên phục long ấn, hơn nữa khí thế còn hung mãnh như vậy, không khỏi được thầm kinh hãi, xoay chuyển ánh mắt, quát to, sư tôn giúp ta. Hắn lần nữa thúc giục bảy bảo liên đăng, đèn diễm nung đưa một tí, liền bộc phát ra một cổ huyết quang ngưng kết thành một dấu bàn tay, hung hăng hướng Huyết Long vỗ tới. Vậy một dấu bàn tay, nhưng là mang theo ngút trời oai, là hoa tổ máu tươi năng lượng diễn hóa thành, uy lực to lớn. Cái này bảy bảo liên đăng, là hoa tổ bổn mệnh pháp bảo, ngày khác đêm nhúng này máu tươi, những thứ này máu tươi năng lượng, bản thân liền có thể bộc phát ra kinh khủng giết hại, như hắn tự mình đích thân tới. Huyết Long nhất thời nghẹt thở, cảm thấy ngập trời trưởng lực gào thét tới, muốn tránh lui, nhưng sau lưng nó chính là Diệp Thần, nó tuyệt không thể lùi bước. Phịch. Huyết Long ánh mắt chớp động, ngang nhiên vung ra long chảo, cùng vậy tinh dấu tay máu, mãnh liệt va chạm tới một chỗ. Ở long chảo cùng trưởng ấn va chạm ngay tức thì, cuồng bạo đợt khí lao ra, Huyết Long cả người xương cốt tựa hồ cũng phải vỡ vụn, phát ra ca sát sát tiếng vang. Nhưng nó cắn răng chống đỡ, tuyệt không thối lui. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tìm cái chết. Ta sư tôn lực lượng, cũng là ngươi xúc sinh này có thể chống lại. Giải Ngữ Hoa hừ một tiếng, tiếp tục thúc giục bảy bảo liên đăng máu tươi lực, vậy bộc phát ra màu máu trưởng ấn, thì trở nên được hung mãnh hơn, đè được Huyết Long cặp mắt cơ hồ muốn nứt ra, ánh mắt thấm vào da máu tươi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo to lớn ông minh tiếng, từ Huyết Long sau lưng truyền ra. Chỉ thấy Huyết Long sau lưng, Diệp Thần đã hoàn thành nhúng đan, viên kia chín hồn đuổi mệnh đan, hoàn toàn rèn luyện xong, từ trong lò luyện đan bay bắn ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, toát ra chín hồn gầm thét cự đại khí tượng. Như vậy khí tượng, để cho được Giải Ngữ Hoa cũng là một hồi kinh hãi. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, thấy viên đan dược kia, cũng không khỏi liếm môi một cái, nói. Thông thiên cấp đan dược, một tối Tố Ảnh, người còn thật luyện chế ra. Ra cái giá tiền, chúng ta thu. Tố Ảnh thấy đan dược thuận lợi ra lò, trong lòng vui mừng, nghe được Bạch Dạ Thiên Đế lời nói. Nhưng là nhìn hờ hững, nói ta không bán. Diệp Thần luyện đan hoàn thành, ở rất nhiều kinh tiện ánh mắt bên trong, cầm ra một cái hộp, đem đan dược thu hồi,
rồi sau đó hướng Huyết Long nói, Huyết Long, vất vả ngươi. Chủ nhân, Huyết Long chống đỡ đã đến cực hạn, nghe được Diệp Thần mà nói, lập tức buông lỏng xuống, nghiêng người trốn một chút. Vậy tia máu sắc trưởng ấn, vượt qua nó thân thể, gào thét vỗ về phía Diệp Thần. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, kiếm mang chớp mắt, Đại Mộ Thần Kiếm kiếm ý bùng nổ, liền đem dấu tay kia trực tiếp nghiền bạo. Giải Ngữ Hoa gặp Diệp Thần tùy ý ra tay, là có thể bùng nổ 33 thiên thần thuật kiếm ý mũi nhọn, trong lòng cũng là cảm thấy kiêng kỵ, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi ngược lại là có chút thực lực. Diệp Thần cười nói, ta thực lực không hiện mạnh, nhưng phải đối phó ngươi, hẳn là đủ rồi. Mới vừa ở nhúng đan giây phút, Diệp Thần cũng có lưu ý trước Giải Ngữ Hoa, đại khái thăm dò hắn thần thông nghĩa sâu xa biến hóa. Hôm nay muốn đánh bại Giải Ngữ Hoa, Diệp Thần ngược lại là có không nhỏ lòng tin. Rất tốt, giọng ngươi ngược lại là cuồng ngạo, thật may ta có sư phụ cho pháp bảo, nếu không còn thật không dám nói có thể trấn áp ngươi. Bảy bảo liên đăng, hoa sen đen nói, vạn liên đèn hiệu, tách thả ra đi. Giải Ngữ Hoa biết Diệp Thần lợi hại, lập tức cũng không dám khinh thường, cắn chót lưỡi, phun ra ra một chùm máu tươi, toàn bộ tưới đến bảy bảo liên đăng trên, đem bảy bảo liên đăng uy năng, bùng nổ đến mức tận cùng. Bảy bảo liên đăng nội bộ, phảng phất có cái gì cổ xưa nghĩa sâu xa, bị Giải Ngữ Hoa kêu gọi, nguyên ly xương trắng đúc thành đèn, tựa như gặp phải kịch độc ô nhiễm vậy, hóa thành màu sắc đen nhánh. Màu đen cổ đèn, ánh sáng tách thả ra, huyễn hóa ra một đóa đóa màu đen hoa sen, nhất thời phủ kín bốn phía, hình thành một tầng thần bí kết giới. Giải Ngữ Hoa liên tục vẫy tay, vậy một đóa đóa màu đen hoa sen, chính là mang kịch độc cùng âm sát hơi thở. Phá không hướng Diệp Thần bay tập kích đi. Diệp Thần đánh hơi được một cổ nồng nặc kịch độc mùi vị, những cái kia màu đen hoa sen, lại là ẩn chứa có đáng sợ kịch độc, cho dù là có cổ độc thần mạch Diệp Thần, nếu như dính liền những cái kia kịch độc, chỉ sợ cũng sẽ đặc biệt phiền toái. Suy, Diệp Thần khua kiếm chém ra một đóa đối diện bắn tới màu đen hoa sen, nhất thời bẩn thỉu, mục nát, hôi thối, hàm chứa kịch độc nọc độc, từ hoa sen bên trong nổ lên, muốn ăn mòn Diệp Thần thân thể. Gió nổi lên. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, mở luân hồi thần mạch ở giữa lăng phong thần mạch, quanh thân tập tục nổ lên, đem vậy đập vào mặt nọc độc, thổi tản mát. Chỉ bất quá, Giải Ngữ Hoa tách thả ra vạn liên đèn hiệu, một đóa đóa màu đen hoa sen không ngừng toát ra, lại không ngừng hướng Diệp Thần bay tập kích tới, coi như Diệp Thần mở ra lăng phong thần mạch, chỉ sợ cũng khó mà toàn bộ ngăn trở. Thanh liên phân thân, ra. Là ta khải đàn. Diệp Thần nhưng cũng không có hốt hoảng, trong lòng sớm có phương pháp phá cuộc, lập tức gọi ra liền thanh liên phân thân. Thanh liên phân thân xuất hiện, mặt ngoài cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, hơn nữa hơi thở tựa hồ vậy không việc gì khác biệt, để cho người ở chỗ này thấy được, đều là thất kinh. Vậy thanh liên phân thân, cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, trước đầu gối để ngang đại thánh tặng âm đàn, hai tay đặt ở trên dây đàn, bắt đầu khải đàn trình diễn. Diệp Thần phân tâm điều khiển thanh liên phân thân, nơi khải đàn khúc đàn, chính là tối hôm qua cầm đế truyền thụ cho hắn kiếm khách hành. Nhất thời, dồn dập, có lực, vang vang, đằng đằng sát khí điệu khúc, từ đại thánh tặng âm trên đàn dòng nước chảy ra. Cái này điệu khúc, mang theo một cổ mạnh mẽ xuyên thấu lực, để cho người nghe được, trước mắt tựa như liền xuất hiện ảo ảnh, thật giống như thấy được một cái thời đại viễn cổ kiếm khách, ở túng kiếm độc bộ thiên hạ, giết hại ngàn dặm. Tự nhiên hết sức ác liệt. Cái này kiếm khách hành tiếng đàn, càng Diệp Thần trợ lực, bài hát này tất cả lực lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Rào. Trong thoáng chốc, Diệp Thần sinh ra lột xác, giống như ở trong nháy mắt, hóa thân thành một cái cổ đại kiếm khách, cả người mỗi một tấc ra, tựa như đều có nhọn kiếm khí bung ra, giơ tay nhấc chân tới giữa, giết hại vô tận, thô bạo ác liệt, kiếm khí trùng tiêu, hào hứng vạn giảm. Suy rồi. Diệp Thần ra lại kiếm, chảm phá trước mắt một đóa hoa sen đen, vậy hoa sen đen trên không bạo diệt, lại không có bất kỳ nọc độc bão tố tràn ra, tất cả nọc độc tạp khí, đều ở đây Diệp Thần dưới một kiếm, hóa thành hư không. Cái gì? Giải Ngữ Hoa thấy vậy, nhất thời hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy kiếm khách hành một khúc vang lên sau đó, Diệp Thần kiếm đạo oai, tựa như cường đại gấp trăm ngàn lần, hóa thân thành thời đại viễn cổ mạnh đại kiếm khách, kiếm chém chư thần, kiếm khí ngang dọc. Mạc Khả ngăn trở. Diệp Thần một kiếm đâm ra, đâm thẳng hướng Giải Ngữ Hoa, cũng không có dùng kiếm pháp gì kiếm chiêu,
chính là bình thường không có gì lạ tiện tay một kiếm, nhưng mang nhọn phá giết liền uy, như có thể xuyên qua tinh không, xuyên qua đại lộ, uy năng cực kỳ đáng sợ. Giải Ngữ Hoa nhất thời hít thở không thông, không nghĩ tới Diệp Thần kiếm khách hành khúc đàn thành tựu, lại đến như vậy lợi hại bước. Một khúc kiếm khách hành, Diệp Thần liền hóa thân thành 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành tuyệt đỉnh kiếm khách, kiếm khí mũi nhọn ác liệt, trong nháy mắt giết thần đạo cảnh vô địch. Cho dù Giải Ngữ Hoa đã đến nửa bước thiên nguyên cảnh bước, nhưng đối mặt Diệp Thần cái này tuyệt đỉnh kiếm khách, cũng là không đỡ được. Lợi hại lợi hại, mộ chủ, người chỉ là một đêm thời gian, là có thể đem bài hát này, lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy, xem ra tương lai đàn của ngươi khúc thành tựu, nhất định có thể vượt qua ta. Luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế thấy Diệp Thần bộc phát ra khúc đàn uy năng, cũng là lớn là khen ngợi, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Hắn cả người đạo thống, coi như là có người kế nghiệp. Sư phụ giúp ta. Giải Ngữ Hoa là hoàn toàn luống cuống, vội vàng thúc giục bảy bảo liên đăng năng lượng cốt lõi, đốt trong đó máu tươi, điều động hoa tổ máu tươi thần uy, hóa thành trăm ngàn đạo hung mãnh màu máu trưởng ấn, hô hô vang dội, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần vỗ tới. Cái này trăm ngàn đạo trưởng ấn, sát phạt dọn ra, cho dù là Diệp Thần, cũng không khả năng toàn bộ ngăn trở. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là chút nào không hoảng hốt, hắn cũng không có muốn cùng những máu kia sắc trưởng ấn, chính diện va chạm dự định. Hắn như một cái đứng ở kiếm đạo đỉnh tuyệt đỉnh kiếm khách, một kiếm đi về trước ám sát ra, từ vậy trăm ngàn đạo trưởng ấn khe hở bên trong, qua lại mà qua, một kiếm thẳng tắp giết hướng Giải Ngữ Hoa. Giải Ngữ Hoa sợ ngây người, giờ phút này Diệp Thần bóng người, thật là táp sấp như sao rơi, chưa từng đếm trong trưởng ấn lướt qua, nhưng không chút tổn hao nào, tự nhiên hết sức. Không tốt. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế thấy vậy, nhất thời thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, một khúc kiếm khách hành, liền hoàn toàn nghiền ép Giải Ngữ Hoa, thậm chí muốn một kiếm đem người sau đánh chết. Giải Ngữ Hoa là Hoa Tổ đệ tử, nếu là chết ở chỗ này, bọn họ không cách nào hướng Hoa Tổ giao phó. Soát. Bạch Dạ Thiên Đế cũng không đoái hoài được như thế nhiều, vội vàng phi thân ra, đi tới Giải Ngữ Hoa đầy trước, một trường giơ lên, như cự vách đá vậy ngăn ở Diệp Thần mũi kiếm trước. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Bạch Dạ Thiên Đế là thiên đế cảnh cao thủ, hắn tự nhiên không thể nào chiến thắng, ở mũi kiếm chạm được Bạch Dạ Thiên Đế bàn tay trước, hắn liền nhanh chóng thu kiếm lui về phía sau, tránh tiếp xúc. Như vậy thu thả tự nhiên, càng để cho người cảm thấy Diệp Thần kiếm đạo tuyệt diệu. Diệp Thần vừa thu lại kiếm, vậy kiếm khách hành một khúc, vậy đi theo rơi xuống, dư âm lượn quanh vang trời. Diệp Thần trên mình như cũ tản ra nồng nặc kiếm đạo khí. Trắng đêm trưởng lão, đa tạ. Giải Ngữ Hoa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chật vật không, hướng Bạch Dạ Thiên Đế nói cảm ơn. Nếu như mới vừa không phải Bạch Dạ Thiên Đế ra tay, hắn đã bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần nắm giữ Cầm Đế cao cấp âm khúc, một khúc kiếm khách hành tấu vang, thân hóa tuyệt đỉnh kiếm khách, thiên nguyên cảnh trở xuống người, không ngăn được Diệp Thần một kiếm, hắn liền cường hãn đến tình cảnh này. Bạch Dạ Thiên Đế, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói, Hoa Tổ và Luân Hồi Chi Chủ tranh đấu, liền giao cho bọn họ giải quyết sao? Ngươi nhúng tay làm chi? Tố Ảnh thấy một màn này, cười lạnh bước ra một bước. Mới vừa Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, còn ngăn trở nàng, để cho nàng không nên nhúng tay. Nhưng hiện tại, Bạch Dạ Thiên Đế mình nhưng nhúng tay. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, nhìn nhau. Nhất thời cảm thấy hết sức khó xử chật vật, không lời chống đỡ. Đang trầm mặc tốt một trận sau đó, Bạch Dạ Thiên Đế nói, một tối Tố Ảnh, ta không thể để cho Hoa Tổ người, chết ở hồn cảnh thời không bên trong. Thôi, chuyện hôm nay, cứ định như vậy đi, chúng ta đi. Vừa nói, hắn đứng dậy, liền muốn rời đi. Giải Ngữ Hoa đã thua ở Diệp Thần dưới quyền, vậy cảm thấy mặt mũi quét sân, xấu hổ vô cùng, liền vậy muốn đi. Chậm. Các ngươi cái này đã muốn đi, cũng quá không đem ta coi ra gì. Tố Ảnh cười lạnh một tiếng. Chung quanh rất nhiều thảo thần phái võ giả, lập tức vây lại. Giải Ngữ Hoa nhớ ra cái gì đó, vội vàng tế động bảy bảo liên đăng, đem Hàn Diễm và Thái Như Chân cũng thả ra. Lúc này Hàn Diễm và Thái Như Chân, nhưng là cả người bị phỏng hình dáng, bị nghiêm trọng đả thương, sớm đã hôn mê rồi, thoi thóp. Hiển nhiên, mới vừa Giải Ngữ Hoa. Đem bọn họ nhận được bảy bảo liên đăng bên trong đi, vậy để cho bọn họ nhận chịu đáng sợ hành hạ. Diệp Thần thấy vậy,
Mặt Python lúc có giúp một tí, hai tròng mắt tràn đầy vô tận lửa giận, nói, làm bị thương người ta, người liền muốn như thế rời đi, không khỏi quá ngây thơ. Bạch Dạ Thiên Đế trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, không nên lấn hiếp người quá đáng, người đoạt đi ta Cửu Thiên Phục Long giáo chí bảo, sổ nợ này, chúng ta còn không coi là. Hắn cố kỵ một tối tố ảnh ở chỗ này, cũng không dám xé rách ra mặt. Chỉ có cùng Diệp Thần thoát khỏi Thảo Thần phái che chở, hắn mới có ra tay trả thù có thể. Tố ảnh mắt lạnh nhìn về phía Giải Ngữ Hoa, nói, ngươi ngày hôm nay mạo phạm ta cũng không giết ngươi, chỉ cần đem ngươi vậy bảy bảo liên đăng lưu lại. Giải Ngữ Hoa bộ dạng sợ hãi kinh hãi, vội vàng đem bảy bảo liên đăng nhận được sau lưng, nói, đây là sư phụ ta bổn mệnh pháp bảo, cũng không thể cho ngươi. Cái này ly bảy bảo liên đăng, cùng hoa tổ bổn mạng khí huyết tương liên, ngang hàng là hoa tổ một cái bên ngoài bộ phận, nếu là được tổn thương gì, hoa tổ vậy phải bị nghiêm trọng liên lụy. Lần này vì trấn áp Diệp Thần, hoa tổ không tiếc cầm ra bảy bảo liên đăng, nếu là Giải Ngữ Hoa không có thể lấy về, vậy chờ đợi hắn, sẽ là so chết còn thảm thiết kết quả. Ngươi hoặc là chết, hoặc là đem pháp bảo lưu lại, chớ ép ta động thủ. Tố ảnh thanh âm bộc phát lạnh lùng, không lưu tình chút nào. Giải Ngữ Hoa run rẩy một chút, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Bạch Dạ Thiên Đế cùng Hắc Sơn Quỷ Đế. Bạch Dạ Thiên Đế sắc mặt âm trầm, giơ tay lên, nói, rõ ràng công tử, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho ta xử lý là được. Giải Ngữ Hoa nói, vội vàng xoay người rời đi. Tố ảnh quát lên, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Nàng đầu ngón tay một nặn quyết, cỏ mộ đạo pháp bùng nổ, một cổ bích lục chói lọi tách thả ra, bơm vào nhập mặt đất rắc rắc sát vang dội, chung quanh violet rừng hoa bên trong, từng bụi cỏ xanh nổ sinh trưởng, hóa thành mười mấy cái cỏ dây leo, như rắn độc vậy lan tràn đi qua. Bót đích một tiếng, liền quấn lấy Giải Ngữ Hoa hai chân. Giải Ngữ Hoa có vẻ sợ hãi, thân thể lập tức mới ngã xuống đất. Một tối tố ảnh, đủ rồi. Bạch Dạ Thiên Đế thấy vậy, nhất thời tức giận. Giải Ngữ Hoa là hoa tổ đệ tử, hắn cũng không thể để cho hắn chết ở chỗ này, nếu không cách nào hướng hoa tổ giao phó. Suy rồi. Bạch Dạ Thiên Đế tại chỗ liền rút ra trường kiếm, đem tố ảnh gọi ra cỏ dây leo, toàn bộ chặt đứt. Một tối tố ảnh, người thân là Thảo Thần phái đại tế ti, cần gì phải cùng một cái hậu bối tức giận. Một bên Hắc Sơn Quỷ Đế, tiến lên trước một bước, sau lưng ẩn nhiên có một tòa thật to sơn nhạc nguy nga khí tượng nổi lên, chế trụ tố ảnh hơi thở. Giải Ngữ Hoa áp lực biến mất, hướng Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế chắp tay nói, đa tạ hai vị trưởng lão cứu mạng. Liền xoay người nhanh chóng thoát đi. Tố ảnh vui vẻ cười to, tóc xanh tung bay, giống như là điên ma vậy, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, ở Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế trên mình lưu chuyển, lớn tiếng nói. Rất tốt, đây là các ngươi ép ta. Chúa ơi, mời biểu dương sự vĩ đại của ngươi, hạ xuống đi. Tố ảnh chợt mở ra trên tay thư tịch, từ vậy đế chủ thiên âm sách bên trong, trôi nổi lên từng đạo cổ xưa phù văn. Những phù văn này, mang theo đặc biệt minh mông đại lộ quy luật thần uy, thần mang vạn trượng, chậm rãi bay lên lên, chấn động hư không, trong hư không lại có thể phát ra từng trận cổ xưa ngâm sướng, giống như có chư thiên thần ma, ở đáp lại tố ảnh cầu nguyện. Nguy rồi! Cái này bà nương lại nổi điên. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế nghe được tố ảnh triệu hoán, nhất thời thần sắc đại biến, cả người như run cầm cập vậy run rẩy. Diệp Thần cũng là một hồi khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, làm tố ảnh phát ra triệu hoán thanh âm sau đó, ở giữa thiên địa, thì có một cổ vô hình năng lượng khí tức, bạo dũng ra. Cái này cổ hơi thở, uy áp vô cùng mãnh liệt, thậm chí vượt qua thiên đế, vượt qua hết thảy, mang theo chí cao vô thượng, chí tôn vô địch, nghiền ép hết thảy, uy sắp hết thảy, ngạo thị hết thảy, xẻ thịt chúng thần khí thế. Diệp Thần cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, mãnh liệt như vậy hơi thở. Liền hôm nay không bên trong, xuất hiện trăm ngàn loại màu sắc ánh sáng, mưa hoa rực rỡ, thủy ải thăng hà, từng cái hồng kiều tách thả ra, xuyên qua bát phương, có vô số thần ma hư ảnh hiện lên, tất cả thần ma đều là phơi bày quỳ bái tư thái, trong miệng ngâm sướng tán tụng, thanh âm chấn động càn khôn, làm ra đầu tê dại. Ở vô số thần ma quỳ bái vây quanh, một tôn to lớn thần minh hư ảnh, chậm rãi nổi lên. Vậy tôn thần minh, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, sơn hà rừng rậm so sánh với, nhỏ bé như ở trước mắt.
mạnh mẽ, chí cao, vô thượng bá đạo uy nghiêm, từ vậy thần linh trên thân thể tràn ngập ra. Vậy thần minh là không mặt, không có ngũ quan, trên khuôn mặt trống không một phiến, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Ngài thân thể, khoác một bộ màu trắng áo choàng, phía trên thêu ngàn vầng trăng sáng, vạn luân mặt trời gay gắt, huy hoàng rực rỡ, thân thể đường cong đều bị áo choàng che lại, cũng không nhìn ra là nam hay nữ. Làm người khác chú ý nhất, chính là cái này thần linh sau lưng, mọc 16 rực, đen trắng lần lượt thay nhau, 8 cánh là hắc, 8 cánh là trắng, vô số thần thánh cùng ma đạo trói lọi quấn quanh toát ra, thấm ra một cổ trung cực, viên mãn, trật tự, vĩ đại mùi vị. Diệp thần thấy được cái này thần minh hư ảnh, liền cảm thấy từng cơn mãnh liệt uy áp, thậm chí muốn phải quỳ xuống đi thần phục. Hắn cắn chặt hàm răng, ổn định lại đạo tâm, mới để cho tinh thần mình không có rơi vào tan vỡ. Ca ngợi thiên chủ, chỉ có ngươi, mới thật sự là duy nhất chủ thần. Tố ảnh giang hai cánh tay, lấy một cái chiêu thánh giả tư thái, nghênh đón cái này tôn 16 rực thiên thần đến. Cái này tôn 16 rực thiên thần, chính là nàng nơi sùng bái trung cực thần, là nàng chủ. Thiên mẫu nương nương, chung quanh thảo thần phái mọi người, rối rít quỳ xuống, hướng cái này 16 rực thiên thần quỳ bái, miệng hô thiên mẫu. Thậm chí bọn họ ngôn hành cử chỉ, phảng phất là đối mặt thế gian chí cao. Ừ, Diệp thần nhỏ cảm thấy kinh ngạc, lại đi xem vậy 16 rực thiên thần, nhưng không thấy có cái gì bản năng của người mẹ trói lọi. Nhưng, Diệp thần nhưng quỷ dị, từ vậy 16 rực thiên thần trống không trên khuôn mặt, thấy được mình hình dáng. Hắn rất giật mình, mơ hồ bắt được một cổ chí cao thiên cơ. Cái gọi là trung cực thần, nhưng thật ra là không tồn tại, hoặc là nói, là tin thì có, không tin thì không. 1000 cái trong mắt người, có thể thì có 1000 cái trung cực thần. Diệp thần thấy trung cực thần, là mình hình dáng, đó là bởi vì, hắn không thờ phượng người bất kỳ, chỉ tin tưởng mình. Hắn tin tưởng có thể thành lập trung cực trật tự người, nhất định chính là hắn. Hắn tức là trung cực. Còn như thảo thần phái người, phần lớn người thờ phượng trung cực, và cỏ nhỏ thần như nhau, chính là thiên mẫu. Tố ảnh một mặt say mê, nàng nhìn thấy trung cực thần, gương mặt chính là không trắng, không phải người bất kỳ tướng mạo, chỉ có không tương, mới thật sự là bao la vạn vật, chí cao vĩ đại. Cái này tôn 16 rực thiên thần hư ảnh, mang theo cuối cùng lực lượng, tuy không có bộc phát ra, nhưng toàn trường tất cả người, cũng cảm nhận được liền rung động. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, đều là hô hấp nghẹt thở, trợn mắt hốc mồm, không nói gì với nhau. Mới vừa ở chạy trốn giải ngữ hoa, ở đó 16 rực thiên thần uy áp hạ, tại chỗ thân thể run rẩy, lại mới ngã xuống đất. Diệp đại nhân, mau giết hắn. Tố ảnh quát lên. Nàng tuy triệu hoán ra chủ hư ảnh, nhưng tựa hồ cũng không thể mượn dùng chủ lực lượng, càng nhiều là thành tựu mua loại uy hiếp tồn tại. Diệp thần ở trong mộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, lập tức khua kiếm bạo giết, một chiêu đại mộ thần kiếm, mang cuồn cuộn thiên táng kiếm ý, ngang trời hướng giải ngữ hoa chém tới. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, ở đó 16 rực thiên thần uy hiếp, cả người cứng ngắc, không cách nào ra tay ngăn trở. Diệp thần lớn mộ kiếm khí, liền trực tiếp chém đến giải ngữ hoa trước mặt. Giải ngữ hoa hoảng hốt, hắn lúc này vậy bị cuối cùng uy áp, cả người áp lực to lớn, cơ hồ nghẹt thở, đối mặt Diệp thần một kiếm, nhất thời không còn sức đánh trả chút nào. Mắt xem hắn liền phải bị giết, sống chết trước mắt, hắn lại là sử dụng bảy bảo liên đăng, đinh một tiếng, chặn lại Diệp thần kiếm. Diệp thần kiếm khí uy lực cực lớn, lúc này đem bảy bảo liên đăng đánh rơi. Thu! Diệp thần biết cái này bảy bảo liên đăng chân quý, bàn tay lập tức cách không một chảo. Sử dụng đại hoang trộm thiên thuật, liền đem vậy bảy bảo liên đăng cướp đoạt lại. Ta pháp bảo. Giải ngữ hoa cả kinh thất sắc, pháp bảo này nhưng mà hoa tổ chí bảo, nếu như bị Diệp thần đoạt đi, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Hắn lập tức liền muốn quay người xông lên trở về, nhưng lao ra hai bước, thân thể nhưng lại cứng lên. Hắn cho dù có bảy bảo liên đăng, vậy không đánh lại Diệp thần, hôm nay thất lạc, thì như thế nào là Diệp thần địch thủ? Tố ảnh gặp Diệp thần lấy được rồi bảy bảo liên đăng, trong lòng đại hỉ, hướng về phía giải ngữ hoa quát lên. Lăn đi chết đi. Nàng vung tay lên, nàng nơi cho đòi kêu chủ, vậy một tôn 16 rực thiên thần, vậy đi theo vẫy tay, một cổ không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ bạo xông lên ra, phịch đích một tiếng, liền đem giải ngữ hoa thân thể đánh bể, người sau hóa thành đầy trời tung tóe máu thịt,
tại chỗ chết thảm, thời gian tuyến toàn bộ mất đi. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, thấy Giải Ngữ Hoa cuối cùng là chết, nhất thời trong lòng giật mình. Đây nếu là bị Hoa Tổ truy cứu xuống, đó đúng là thiên đại phiền toái. Một tối tố ảnh, người dám giết người. Bạch Dạ Thiên Đế tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tố ảnh. Tố ảnh gặp mới vừa chủ bóng người, đi theo nàng đồng loạt ra tay, chính là Thụ Sủng Nhược Kinh, mặt đầy mừng như điên, chỉ cho rằng lấy được chủ đồng ý, nghe được Bạch Dạ Thiên Đế mà nói, nhất thời khinh thường cười lạnh nói. Làm sao, ngươi không phục? Ngươi nếu là không phục, ta liền ngươi vậy cùng nhau giết. Vừa nói, tay nàng bên trong liền hiện ra một thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí. Bầu trời bên trong, vậy một tôn 16 dực thiên thần, trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm, cầm kiếm tư thế cùng tố ảnh giống nhau như đúc. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, đều là chấn động chỉ, lập tức không dám nói tiếp nữa. Vừa lúc đó, bầu trời bên trong, nhưng truyền đến kinh người tiếng sấm. Chỉ gặp từng luồng thương thanh khí, điên cuồng tràn ngập, thiên đế uy nghiêm tách thả ra, các loại kinh khủng kiếp nạn chập chờn, vậy đi theo bạo dũng ra. Những cái kia kiếp nạn hơi thở, đều là thiên tai họa, binh, hạn, lạo, viêm, gió, yêu, dịch, chết, không vân. Vân, chừng 9 loại tai họa khí, không ngừng nhô lên xen lẫn, như muốn ngưng kết thành chí cao thiên kiếp, hơi thở đặc biệt khủng bố. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế thần sắc đại hỉ, lại tràn đầy kính sợ kêu lên. Giáo chủ đại nhân đến. Diệp thần cảm nhận được cái này đáng sợ tai họa khí, trong lòng cũng là rét một cái. Hắn liền thấy, bầu trời bên trong, chậm rãi nổi lên một cái to lớn thương long, móng có 9 chỉ, quanh thân 9 họa thiên tai vần quanh, uy nghiêm vô địch, giống như bao trùm ở chúng sanh bên trên. Vậy thương long trong mắt thâm trầm, nhìn xuống toàn trường. Rồi sau đó thân thể thoáng một cái, liền hóa thành hình người, tai họa hơi thở bộc phát nồng nặc. Hắn chính là Cửu Thiên Phục Long giáo giáo chủ, danh hiệu Cửu Họa Thương Long. Cửu Họa Thương Long, ngươi lại có thể xuất quan. Tố ảnh thấy Cửu Họa Thương Long hạ xuống, trong mắt nhất thời lướt qua lau một cái nồng nặc kiêng kỵ. Hóa thân thành hình người Cửu Họa Thương Long, quanh thân tai họa hơi thở tuy mạnh mãnh liệt, nhưng da rất là trắng nõn, như một cái văn nhã thư sinh. Hướng tố ảnh cười nói. Ngươi không tiếc giá phải trả, triệu hoán cuối cùng lực lượng hạ xuống, ta dĩ nhiên phải ra tới xem. Bất quá, cái gọi là trung cực thần, là không tồn tại. Chí ít, trước mắt không tồn tại. Thật ra thì ta cũng có chế tạo cuối cùng ý tưởng, Thanh Liên đạo tổ là cái đầu tiên thử, hắn trong mơ mộng trung cực thần, là vợ hắn, hắn thậm chí liền phong tước hiệu cũng nghĩ xong, liền kêu thiên mẫu. Ha ha. Đúng là điên cuồng à, cầm trung cực thần làm vợ. Hai đời cỏ thần đô thờ phượng thiên mẫu, ngươi không tin, nhưng đi tin cái gì chủ, cái này để cho ta thật bất ngờ. Hơn nữa ngươi tín niệm, tựa hồ còn thật tạo hóa ra một cái chủ đi ra, đoán chừng là thiên mẫu không nhẫn tâm để cho ngươi thất vọng, ban thưởng tới giả tướng đi. Nếu là giả tướng, vậy cũng không cần phải lưu lại, nhiễu loạn ta hồn cảnh thời không trật tự. Nói xong lời cuối cùng. Cửu Họa Thương Long bình tĩnh đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thần quang bắn ra. Suy, bầu trời bên trong, vậy 16 dực thiên thần hư ảnh, liền bị hắn chỉ một cái xuyên qua, hóa thành đầy trời nhỏ vụn ánh sáng, hoàn toàn tán loạn đi. Mới vừa vô cùng mạnh mẽ, như vậy uy sắp chư thiên vậy chủ, lại bị hắn chỉ một cái đầu đâm phá. Phốc xích, tố ảnh tại chỗ hộc máu, đầu đầy tóc đen đổi được trắng bệch. Vô cùng kinh hãi nhìn Cửu Họa Thương Long, không thể tưởng tượng nổi nói. Điều này sao có thể, không thể nào. Ở nàng trong lòng, chủ là vô địch tồn tại, nhưng lại bị Cửu Họa Thương Long chỉ một cái đâm phá. Giáo chủ uy vũ, Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, nhất thời mừng như điên rung động kinh hô lên. Cửu Họa Thương Long thu hồi ngón tay, chắp hai tay sau lưng, một bộ dửng dưng bình tĩnh hình dáng, tựa hồ hắn mới vừa đâm phá. Cũng không phải là cái gì chí cao vô thượng chủ, mà là một đạo giả tướng ảo ảnh thôi. Rồi sau đó, Cửu Họa Thương Long ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi dám đến địa bàn ta. Ta là muốn giết ngươi, nhưng xem ở Nhâm Phi Phàm mặt mũi, ta sẽ không đích thân động thủ. Nếu không, ta giết ngươi, Nhâm Phi Phàm tới đây ngược giết giáo ta phái đệ tử, ta cũng không chịu nổi, ha ha.
Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế cùng kêu lên, giáo chủ. Bọn họ nghe Cửu Hỏa Thương Long ý, tựa hồ là chẳng muốn làm khó Diệp Thần. Nếu là để cho Diệp Thần chạy, sau này còn muốn đoạt lại Cửu Thiên Phục Long Ấn, vậy thì muôn vàn khó khăn. Cửu Hỏa Thương Long in nhưng là khoát khoát tay, vẫn là lạnh nhạt hình dáng, hướng Diệp Thần cười nói. Nếu Nhâm Phi Phàm không có tổn hại qua giáo ta phái đệ tử, ta tự nhiên cũng không thể làm khó ngươi. Nhưng, ngươi đoạt đi giáo ta phái chí bảo, hơn nữa lại nuốt riêng hồn thiên đế đại nhân quyết tử ma nhãn, ta không thể bỏ qua ngươi. Ta có tên học trò, hắn kêu Mây Thương Mộ, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, hắn sẽ thay ta ra tay giết ngươi. Dừng một chút, Cửu Hỏa Thương Long hướng một phiến hư không nói, Thương Mộ, đi ra gặp gặp luân hồi chi chủ. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy phiến hư không vặn vẹo, một bóng người xuất hiện. Đó là một cái tương đương trẻ tuổi nam tử, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy đường cong rõ ràng, trên người tinh xích trước, để lộ ra so pho tượng còn hoàn mỹ hơn thân thể. Hắn trên người mặt, lại là có từng đạo xích viêm đồ đằng, xem tu vi rõ ràng chỉ là thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng trên người nhưng ẩn nhiên có bữa đế khí vần quanh, mười phần kỳ diệu. Tại hạ Mây Thương Mộ, là sư phụ tọa hạ nhất không ra hồn đệ tử, gặp qua luân hồi chi chủ. Nam tử kia mười phần lễ độ hình dáng, khách khí hướng Diệp Thần thi lễ. Bạch Dạ Thiên Đế, Hắc Sơn Quỷ Đế, còn có Cửu Thiên Phục Long giáo rất nhiều giáo chúng, Thảo Thần phái rất nhiều các võ giả, thấy cái này kêu Mây Thương Mộ nam tử xuất hiện, đều là một hồi kinh ngạc. Thương Mộ thiếu gia, nghe nói hắn vạn năm trước, xuất ngoại tìm Viêm Thiên Đế thân thể, không phải đã thất bại đã chết rồi sao? À, lúc đầu Thương Mộ thiếu gia còn sống. Các người xem, Mây Thương Mộ tên này, nên sẽ không đã luyện hóa Viêm Thiên Đế thần thể liền đi. Rất nhiều nghị luận thanh âm phân khởi, tất cả người đều là kinh ngạc. Diệp Thần nhìn về Mây Thương Mộ, con ngươi nhưng là kịch liệt co rúc lại. Bởi vì hắn phát hiện, Mây Thương Mộ thân thể, tản mát ra một cổ để cho hắn hết sức quen thuộc hơi thở. Đó là Viêm Thiên Đế hơi thở. Viêm Thiên Đế thân thể, đã bị ngươi dung hợp luyện hóa. Diệp Thần trong mắt lướt qua một chút che lấp, hỏi. Ban đầu Viêm Thiên Đế chết trước, đem người chia nhỏ thành đầu lâu, thân thể, tứ chi, tổng cộng lục bộ phút. Diệp Thần lấy được hai cánh tay và một cái đùi phải, hiện tại hắn xem Mây Thương Mộ hình dáng, rõ ràng là lấy được Viêm Thiên Đế thân thể, thậm chí đã dung hợp luyện hóa, hoàn toàn chấp trường. Viêm Thiên Đế thân thể, năng lượng vô cùng bàng bạc, so với Diệp Thần được đùi phải, uy năng còn cường hãn hơn rất nhiều. Nếu có thể dung hợp luyện hóa, đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh. Nếu là cái này Mây Thương Mộ, thật dung hợp Viêm Thiên Đế thân thể, vậy cục diện liền khó giải quyết. Đáng tiếc chỉ có thân thể, hai cánh tay, hai chân, đầu lâu, đều không ở trên người ta. Mây Thương Mộ lắc đầu một cái, tựa hồ không quá thỏa mãn. Cửu Hỏa Thương Long chỉ Diệp Thần, nói Thương Mộ, Viêm Thiên Đế hai cánh tay và một cái đùi phải, đều ở đây luân hồi chi chủ trên mình. Cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, người giết hắn, những thứ đó, dĩ nhiên là tài sản của ngươi. Nghe vậy, Mây Thương Mộ ôn hòa trong mắt bên trong, nhất thời bộc phát ra một cổ nhọn sát khí, hết sức ác liệt, rồi sau đó tất cả sát khí lại yên lặng xuống, hắn lần nữa khôi phục loãng yên tĩnh hình dáng, hướng Diệp Thần cười nói. Luân hồi chi chủ, vậy cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, chúng ta gặp mặt lại đi. Ở ngày hôm nay trước khi mặt trời lặn, người tốt nhất có thể rời đi hồn cảnh thời không? Xin lỗi, ta không quá vui vẻ luân hồi trật tự mùi vị, muốn đến sư phụ vậy không thích. Cửu Hỏa Thương Long chỉ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, trong tay người bảy bảo liên đăng, là hoa tổ chí bảo, người nếu như chịu cho ta, ta ở đạo tông thi đấu bắt đầu trước, có thể vì ngươi cung cấp che chở. Nếu không, người cướp đi pháp bảo này, hoa tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù có vô số quy tắc hạn chế hắn, nhưng hắn mất đi bảo này, đó là cái gì quy củ đều sẽ không quản, hắn nếu là tự mình ra tay giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhâm Phi Phàm là ngươi hộ đạo giả, mọi người đều biết, hoa tổ cũng biết, hắn đang xuất thủ trước, nhất định sẽ che đậy thiên cơ, bảo đảm Nhâm Phi Phàm không biết ngươi nguy hiểm, vậy ngươi mất đi che chở, tuyệt không có thể còn sống, chỉ có ta mới có thể bảo vệ được ngươi, ngươi kết quả là muốn bảo vật, vẫn là muốn còn sống. Diệp Thần nghe được Cửu Hỏa Thương Long đòi bảy bảo liên đăng, còn cầm hậu quả nói được như thế nghiêm trọng,
khẽ mỉm cười, nói. Không nhọc tiền bối treo tim, nếu như ta thật bị hoa tổ giết chết, đó cũng là mạng ta bên trong nên có kiếp số. Cái này bảy bảo liên đăng chân quý như vậy, Diệp Thần tự nhiên không thể nào giao cho cửu họa thương long. Hắn có thể cảm giác được, cái này bảy bảo liên đăng, hàm chứa hoa tổ vạn cổ tới nay máu tươi năng lượng. Pháp bảo này, là hoa tổ bổn mệnh pháp bảo, hắn thường xuyên dùng máu tươi nuôi rèn luyện. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu là hiến tế bảy bảo liên đăng, điều động bên trong máu tươi năng lượng, có lẽ có thể lấy hoa tổ máu, có ở đây không chết thiên thư trên viết xuống cỏ nhỏ thần tên chữ, từ đó đem nàng sống lại. Cửu họa thương long gặp Diệp Thần không chịu giao ra bảy bảo liên đăng, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, vậy không bắt buộc, nói, vậy ngươi liền từ cầu nhiều phúc, luân hồi chi chủ. Dừng một chút, liền hướng Bạch Dạ Thiên Đế, Hắc Sơn Quỷ Đế, Mây Thương Mộ các người nói, chúng ta đi. Đoàn người đi theo cửu họa thương long, ào ào rời đi. Theo cửu thiên phục long giáo người, toàn bộ rời đi, thảo thần phái các con dân, chố mắt nhìn nhau, đều là có lòng dư quý. Mới vừa thiếu chút nữa thì bùng nổ quyết chiến, thật may Diệp Thần luân hồi trận doanh, uy danh đủ vang dội, cửu họa thương long cũng không dám trực tiếp xé rách ra mặt, mà là phái học trò ra tay, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, hắn học trò Mây Thương Mộ, sẽ cùng Diệp Thần quyết chiến. Mây Thương Mộ đã dung hợp luyện hóa Viêm Thiên Đế thân thể, hiển nhiên là một kình địch. Diệp Thần trong lòng tự nhiên vậy là không dám khinh thường, bất quá ngày hôm nay, hắn thu hoạch 10 phần phong phú, có thể nói là hài lòng. Giải ngữ hoa chết, hắn lấy được rồi bảy bảo liên đăng, có sống lại cỏ nhỏ thần hy vọng. Diệp Thần đi tới Tố Ảnh bóng người, muốn cùng nàng thương lượng. Nhưng, Tố Ảnh nhưng là thất hồn lạc phách hình dáng, đầu đầy đã đổi trắng tóc, vô cùng khô cằn. Thậm chí liền trên gương mặt, cũng nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, tựa như lập tức giải yếu đạt tới vạn tuế. Diệp đại nhân, chủ không tồn tại. Tố Ảnh nắm Diệp Thần tay, tay nàng rất lạnh như băng, hiển nhiên mới vừa cửu họa thương long kích phá chủ bóng người, mang cho nàng to lớn rung động, tựa hồ để cho nàng tín ngưỡng cũng sụp đổ. Diệp Thần gặp nàng mất hồn mất vía hình dáng, liền nói chủ vẫn luôn ở đây, ta cái này luân hồi chi chủ, vậy coi là chủ. Tương lai tôn di thừa kế cỏ mộ đạo thống, nàng cũng là ngươi chủ thần. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần cũng là bắt chặt Tố Ảnh tay, một món Phật Pháp hơi thở bơm vào đi qua. Tố Ảnh cả người run lên, lung tung kia ánh mắt tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, hít sâu một hơi, lại thán ra một ngụm chọc khí, nói, luân hồi chi chủ, xin lỗi, là ta thất thố. Nàng khẽ cắn răng, trong mắt khôi phục tinh mang, tái nhợt tóc dần dần đổi hồi đen nhánh, trên da nếp nhăn vậy tản đi. Chủ vẫn luôn ở đây, mới vừa nhất định là cửu họa thương long, khiến cho cái gì yêu pháp, ngăn cách ta và chủ câu thông. Hừ, nhất định là như vậy, cái này cửu họa thương long, thật là đáng ghét à. Hắn nói chủ là cái gì giả tướng, muốn loạn ta đạo tâm, thật là hèn hạ. Tố Ảnh cắn răng nghiến lợi, cực hận cửu họa thương long. Diệp Thần thấy nàng bộ dáng như vậy, nhất thời cười khanh khách. Xem ra, cho dù cửu họa thương long kích phá chủ bóng người, vậy không có thể dao động Tố Ảnh tín ngưỡng, nàng như cũ thờ phượng chủ. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, vậy không muốn can thiệp quá nhiều, trong lòng chỉ tưởng nhớ thanh niên, hỏi, ta lấy được rồi bảy bảo liên đăng, nếu như hiến tế bảo này, rút ra lấy ra hoa tổ máu tươi, chẳng biết có được không sống lại thanh niên muội muội. Tố Ảnh nói, người muốn hiến tế bảy bảo liên đăng. Đây thật là phí của trời à, pháp bảo này uy lực lớn rất. Diệp Thần nói, nếu là có thể sống lại thanh niên muội muội, hy sinh một kiện pháp bảo, lại coi là cái gì? Hắn pháp bảo rất nhiều, coi như bảy bảo liên đăng chân quý nữa, hắn vậy không quan tâm, chỉ muốn tiểu thảo thần thanh niên có thể sống lại. Tố Ảnh yên lặng một tí, cũng đại khái có thể cảm nhận được Diệp Thần tâm tình, nói, bảy bảo liên đăng là cao cấp thần khí, muốn hiến tế vậy không dễ dàng, cần phải có cao cấp thiên đế chủ thần chủ trì nghi thức. Ta thực lực không đủ, ngươi tốt nhất trở về ngươi luân hồi trận doanh, hỏi một chút ngươi bên kia người. Nếu như cỏ nhỏ thần đại nhân có thể sống lại, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá nàng đạo thống, là nhất định phải truyền cho tôn di đại nhân, tất cả nghi quỹ đều đã chuẩn bị xong, cỏ thần hoàng quan vậy chế tạo đi ra. Chỉ có tôn di đại nhân, mới có thể chế tạo ra rừng rậm sách. Cùng rừng rậm sách chế tạo ra tới. Chúng ta liền có thể xây một bụi thông thiên cây lớn, đi thông tinh không bờ bên kia. Đến lúc đó, chúng ta là có thể đích thân cảm nhận được,
chủ vinh quang. Diệp Thần nghe xong Tố Ảnh một phen, khóe miệng không khỏi có chút co quắp, xem Tố Ảnh hình dáng, nàng cung phụng cỏ thần, chẳng qua là muốn tạo rừng rậm sách, kiến tạo ra đi thông tinh không bờ bên kia cây lớn, đi yết kiến nàng mơ ước bên trong chủ. Lắc đầu một cái, Diệp Thần cũng không muốn như thế nhiều, tuy nói Tố Ảnh ý niệm có chút điên cuồng, nhưng nàng dẫu sao là đứng ở hắn nơi này, sau này phụ trợ Tôn Di bước lên thần, còn cần nàng trợ lực. Cái này chín hồn đuổi mệnh đan, ta đã rèn luyện tốt lắm, cho ngươi. Diệp Thần móc ra một cái bình thuốc, đưa cho Tố Ảnh, trong bình chứa, chính là hắn vất vả rèn luyện chín hồn đuổi mệnh đan. Vì rèn luyện viên đan dược này, Diệp Thần hao phí đại lượng luân hồi máu, hôm nay chiến đấu chắc trở kết thúc, thần kinh căng thẳng của hắn thanh tĩnh lại, rốt cục thì cảm thấy có gật đầu choáng váng yếu ớt. Đa tạ, bất quá đan dược này, vẫn là ngươi cầm đi. Ngươi sắc mặt có chút trắng bệch, cái này kim ngọc tiên táo cho ngươi bổ máu. Tố Ảnh sử dụng một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần lấy tới vừa thấy, trong túi đựng đồ chứa, quả nhiên là từng hạt tròn kim ngọc màu sắc quả táo, linh khí nhô lên. Hắn móc ra mấy viên tiên táo nhai, chợt cảm thấy một dòng nước ấm vào cơ thể, tinh thần sảng khoái, cả người ấm áp, trước đây tiêu hao hết khí huyết, cũng là nhanh chóng bổ sung trở về. Cái này quả táo không tệ, còn nữa không? Diệp Thần vừa ăn kim ngọc tiên táo, một bên hỏi. Cái này kim ngọc tiên táo, đích xác là không thể có nhiều linh tài, tiểu cấm yêu vậy thích ăn. Tố Ảnh vuốt tay, nói, không có, trước cũng cầm đi đưa cho độc cô Già La. Diệp Thần quơ quơ trong tay bình thuốc, nói, ngươi không phải nói viên đan dược này, cũng phải cần đưa cho độc cô Già La sao? Hiện tại cho ta. Tố Ảnh cười nói, đan dược này, ta là muốn ngươi cầm đi, tự tay đưa cho độc cô Già La. Diệp Thần cau mày nói, muốn ta tự mình ra tay. Tố Ảnh nói, dĩ nhiên, muốn mời độc cô thêm la rời núi, nơi nào có như thế dễ dàng, chỉ có ngươi cái này luân hồi chi chủ, tự mình ra mặt, mới có thể đánh động nàng. Độc cô thêm la, là thiên hạ độc công đệ nhất mạnh mẽ tồn tại, hơn nữa tựa hồ cùng hoa tổ cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu như có thể mời nàng rời núi, có nàng trợ lực, lại đi đối phó hoa tổ, vậy dĩ nhiên là đơn giản nhiều. Diệp Thần cũng biết độc cô thêm la thân phận trọng yếu, hơn nữa hắn cũng muốn gặp cái này độc cô thêm la, liền hỏi, nàng người ở địa phương nào? Tố Ảnh nói, nàng ẩn cư ở thêm la núi thần, ta thủ hạ có cái kêu giang khói nam đắc lực người tài, đã ở thêm la núi thần canh chừng, liền chờ ngươi cầm đan dược đi qua. Ta giúp ngươi hẹn thời gian, 3 ngày sau như thế nào? Vừa nói, Tố Ảnh đưa ngón tay một chút, một đạo linh quang đánh vào Diệp Thần ấn đường, là thêm la núi thần tọa độ. Chỗ đó, vốn là độc thủ dược thần lãnh địa, sau đó độc thủ dược thần chết, liền do con gái hắn độc cô thêm la thừa kế. Diệp Thần trầm ngâm một lát, nói, 3 ngày sau, thêm la núi thần, có thể, ta sẽ đúng lúc đi. Tố Ảnh gật đầu nói, nếu là có thể mời độc cô thêm la rời núi, vậy bước kế tiếp, chúng ta đến lượt đi thiên ma tinh hải, nghĩ biện pháp cầm cỏ thần hoàng quan, giao đến Tôn Di trong tay đại nhân. Hôm nay cỏ thần hoàng quan, ở Diệp Thần trên tay, hội tụ 2 đời cỏ thần tâm huyết, nếu như có thể thuận lợi giao đến Tôn Di trong tay, Tôn Di liền có thể thừa kế cỏ mộ đạo thống, một lần hành động bước lên thần, thậm chí tương lai chế tạo ra rừng rậm sách. Trực tiếp đi gặp Tôn Di sao? Diệp Thần tim mãnh mãnh liệt nhảy lên, nhớ tới cùng Tôn Di trải qua một màn, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Tố Ảnh nói, đúng vậy, không thể kéo dài được nữa, nếu là trì hoãn nữa, vạn nhất tử thần giáo đoàn thật nắm trong tay thiên ma tinh hải, vậy nàng liền vĩnh viễn vậy không ra được. Hôm nay tử thần giáo đoàn, còn không có thể khống chế thiên ma tinh hải, chúng ta còn có tiến vào có thể. Chỉ bất quá, tử thần giáo đoàn người, ở trên trời ma tinh biển ra, mắt lom lom, nếu là Tôn Di đại nhân tùy tiện đi ra, nhất định gặp đuổi giết, nàng chỉ có núp ở thiên ma tinh trong biển, mới có thể bảo đảm an toàn. Diệp Thần nói, vậy tổng không thể cả đời ẩn núp. Tố Ảnh nói, đúng vậy, cho nên chúng ta phải đem cỏ thần hoàng quan, giao cho Tôn Di đại nhân, để cho nàng thừa kế cỏ mộ đạo thống, một bước nghịch thiên bước lên thần, liền có thể không sợ tử thần giáo đoàn, quang minh chánh đại đi ra. Mà muốn đem cỏ thần hoàng quan, mang tới thiên ma tinh trong biển, chúng ta nhất định phải có độc cô thêm la trợ lực, nếu không khẳng định sẽ bị tử thần giáo đoàn phát hiện, rất phiền toái. Trước chúng ta thảo thần phái, đã chết rất nhiều người, không thể lại người chết, phải thận trọng làm việc.
Tố Ảnh là bị giết sợ, trước người chết quá nhiều, nàng đã không dám lại đơn độc phái người đi gặp Tôn Di, nếu không Tử Thần giáo đoàn vô cùng giết hại, Thảo Thần phái thật sự là không chịu nổi. Chỉ có mời Độc Cô Thêm La rời núi, mới có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, tránh Tử Thần giáo đoàn tai mắt, lặng yên không tiếng động lẻn vào Thiên Ma Tinh trong biển. Diệp Thần rõ ràng tới đây, hiện tại nhiệm vụ của hắn, chính là mang chín hồn đuổi mệnh đan, đi mời Độc Cô Thêm La rời núi, lại cùng đi Thiên Ma Tinh Hải, đem cỏ thần hoàng quan giao cho Tôn Di. Nghĩ đến sắp có thể thấy Tôn Di, Diệp Thần tâm tình vậy kích động, nói Tố Ảnh cô nương, không cần cùng ba ngày như thế phiền toái, ta ngày mai là có thể đi Thêm La núi thần. Tố Ảnh lắc lắc đầu nói, Diệp đại nhân, không cần gấp như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước ba ngày, dưỡng hảo tinh thần, hơn nữa ta người bên dưới, vậy cần thời gian, ngoài định mức thu thập lễ vật, hơn nữa ngươi đan dược trong tay, cùng nhau đưa cho Độc Cô Thêm La. Diệp Thần không biết làm sao, nói, được rồi. Hắn lại nhìn xem Hàn Viêm và Thái Như Chăn, hai người vẫn là bị thương hôn mê hình dáng. Tố Ảnh cô nương, ta Hàn đệ liền giao cho ngươi chiếu cố, ta cáo từ trước. Diệp Thần giao phó một tiếng, lại hao phí điểm nguyên khí, điều động gió tiếng nói hồ tiên linh thủy, luyện chế ra mấy viên thuốc, giao cho Tố Ảnh, dùng làm chữa trị Hàn Viêm. Hết thảy phân phó thỏa đáng. Diệp Thần liền cáo từ rời đi, xuất hiện ở hồn cảnh thời không sau đó, chính là ngồi Titan thần hạm, trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Lần này hồn cảnh thời không chuyến đi, để cho Diệp Thần sâu hơn cắt cảm nhận được, Nhâm Phi Phàm lợi hại. Vốn là hắn còn lấy là, mình bại lộ sau đó, Cửu Hỏa Thương Long sẽ xuất thủ giết hắn, không nghĩ tới Cửu Hỏa Thương Long cố kỵ Nhâm Phi Phàm, lại là không dám động thủ, mà là phái học trò ra tay, chuẩn bị ở đạo tông trên thi đấu, lại đường đường tránh tránh cùng hắn quyết đấu. Quả nhiên ở vô thời không, thực lực mới đại biểu hết thảy. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền mới có thể bảo vệ được người bên người, trấn nhiếp kẻ địch. Không biết lúc nào, ta cũng mới có thể có Nhâm tiền bối loại thực lực đó. Diệp Thần than thở một tiếng, nhưng vào lúc này, hắn trong sâu thẳm, lại bắt được một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này hơi thở, là từ Nhâm Phi Phàm trên mình tản mát ra. Thậm chí giống như một đầu ác ma quấn vòng quanh Nhâm Phi Phàm nhân quả. Nhâm Phi Phàm có thể trở thành cao cấp thiên đế, là mượn dùng luân hồi vãng thế thư lực lượng, cưỡng ép sửa đổi đi qua đạt thành. Như vậy sửa đổi, quá mức nghịch thiên cùng ngoại hạng, Nhâm Phi Phàm vậy ắt sẽ chịu đựng to lớn giá phải trả. Cái loại này giá phải trả, Diệp Thần còn không xác định cụ thể là cái gì, nhưng tất nhiên là đặc biệt khủng bố. Diệp Thần ngồi Titan thần hạm, rất nhanh trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Mà lúc này Nhâm Phi Phàm cũng ở đây Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, đang cùng Gia Gia ở một cái nhỏ bên trong đỉnh uống trà. Nhâm tiền bối, người đến đây lúc nào? Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm tới, trong lòng đại hỉ, đi tới vậy nhỏ bên trong đình, ở một cái băng đá ngồi xuống. Khẩn cấp thông báo, bắt đầu sử dụng địa chỉ mới, mời lần nữa siêu tầm sách ký. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần nhìn nhau cười một tiếng, nói ta cũng là vừa tới không lâu, ngươi ở hồn cảnh thời không gây ra động tĩnh, thực sự quá lớn, ta coi như xa ở Thích Già Phật Môn, cũng là rõ ràng cảm nhận được. Cửu Hỏa Thương Long vậy thật là cho ta mặt mũi, lại có thể không có ra tay tổn thương ngươi. Diệp Thần cười nói, Nhâm tiền bối, người uy nghiêm, xem ra liền Cửu Hỏa Thương Long cũng không dám xúc phạm. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói cũng không phải, hắn chỉ là không muốn gây phiền toái thôi, hơn nữa hắn cũng cảm thấy được, hắn học trò Mây Thương Mộ, có đánh chết ngươi thực lực, dẫu sao liền Viêm Thiên Đế thân thể, đều đã bị hắn dung hợp luyện hóa, vậy thân thể đối thần đạo cảnh người mà nói, cơ hồ là không thể nào luyện hóa, hắn có thể làm được, đúng là có giết ngươi tư cách. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ở Viêm Thiên Đế rất nhiều thân thể vị trí bên trong, thân thể là lực lượng mạnh nhất, linh khí nội tình thâm hậu nhất tồn tại. Mây Thương Mộ dung hợp Viêm Thiên Đế thân, so với Diệp Thần một đôi Thiên Đế cánh tay, một cái Thiên Đế đùi phải, giá trị cộng lại còn to lớn hơn. Vậy Viêm Thiên Đế thân, không chỉ là thân thể vỏ ngoài như thế đơn giản, còn có nội tạng tồn tại, một khi dung hợp luyện hóa, tự thân ngũ tạng lục phủ, cũng có thể được nghịch thiên rèn luyện. Chỗ tốt to lớn. Dừng một chút, Diệp Thần tự mình châm một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp, có chút ngưng trọng nói. Cái đó Mây Thương Mộ, đúng là không thể khinh thường, ở đạo tông thi đấu trước, ta sẽ mau sớm tăng lên mình thực lực, thu nhỏ lại và hắn chênh lệch.
Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt, người có tiến bộ tâm tư liền tốt, người cướp được hoa tổ bảy bảo liên đăng, đây chính là không thể có nhiều thần khí, người tế luyện chấp trưởng sau đó, thật tốt lợi dụng, tương lai vậy có thể đối phó mây thương mộ. Diệp Thần sử dụng bảy bảo liên đăng, yên lặng một tí, nói, Nhâm tiền bối, cái này ngọn đèn, ta dự định hiến tế, rút ra lấy trong đó máu tươi, dùng để sống lại cỏ nhỏ thần. Vừa nói, Diệp Thần lại lấy ra không chết thiên thư, đem mở ra. Không chết thiên thư là hoàn toàn trống không, Diệp Thần định dùng hoa tổ máu, ở phía trên viết cỏ nhỏ thần tên chữ, xem có phải là thật hay không có sống lại hiệu quả. Nhâm Phi Phàm vừa nhìn thấy không chết thiên thư, nhất thời thiên cơ bắt, cái gì cũng rõ ràng, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói. Không chết thiên thư, trung cực thần ban cho hồn thiên đế đồ. Chẳng lẽ cái gọi là trung cực thần, thật tồn tại sao? Dừng một chút, hắn cong ngón tay tính toán, trầm ngâm nói, ừ. Hẳn là Thanh Liên đạo tổ tạo hóa đi ra ngoài thiên mẫu nữ thần, cũng không phải là chân chính trung cực. Ngươi dùng cái này không chết thiên thư, nếu như nhân quả dấu vết đủ, đích xác có thể sống lại cỏ nhỏ thần. Nhưng, ngươi phải giết chết hoa tổ, mới có thể hoàn toàn sống lại nàng, nếu như chỉ là một ly bảy bảo liên đăng, bên trong máu tươi còn chưa đủ. Diệp Thần nhất thời có chút thất lạc, nói, không đủ sao. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần cái này thất vọng hình dáng, lại trầm ngâm một hồi, nói ta có thể thử một chút, nhưng không xác thực định có thể thành công hay không, hơn nữa bỏ mặc thành bại, bảy bảo liên đang bị hiến tế hết, hoàn toàn biến mất, hoa tổ cũng sẽ hận ngươi tận xương, có thể không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết ngươi, ta chưa chắc có thể bảo được ngươi. Giống vậy thiên đế chủ thần, đều là có lý trí, sẽ cố kỵ Nhâm Phi Phàm tồn tại, sẽ không trực tiếp hướng Diệp Thần ra tay. Nhưng nếu như Diệp Thần hiến tế hết bảy bảo liên đăng, hủy diệt hoa tổ bổn mệnh pháp bảo, vậy hoa tổ ắt phải đánh mất lý trí. Tới đi, ta cũng không là dễ giết như vậy. Ta chỉ muốn Thanh Nghiên muội muội sống lại. Diệp Thần khẽ cắn răng, biết rõ hoa tổ có thể sẽ trả thù, nhưng hắn vậy không có lùi bước. Trừ Nhâm Phi Phàm bên ngoài, hắn còn có luân hồi mộ địa lá bài tẩy này, coi như hoa tổ tập sát, hắn cũng sẽ không nói liền lập tức chết. Hiện tại hắn chỉ muốn sống lại tiểu thảo thần Thanh Nghiên, cho dù bất chấp hoàn toàn đắc tội chết hoa tổ nguy hiểm, cũng là ở không tiếc. Diệp Thần, ra ra chống đỡ ngươi. Vẫn không có mở miệng Diệp Tà Thần, cũng là tỏ thái độ chống đỡ Diệp Thần. Thấy Diệp Tà Thần cũng gật đầu, Nhâm Phi Phàm liền không do dự nữa, nói, ngươi cùng ta tới. Hắn vẫy tay mở ra một cái thời không kẽ hở, trước hành đi vào. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, mang theo bảy bảo liên đăng và không chết thiên thư, vậy đi theo Nhâm Phi Phàm đi vào. Kẽ hở sau không gian, là một phiến mênh mông hoang dã, vô biên vô tận, trong hoang dã đứng sừng sững một tòa thật to hình người pho tượng, phơi bày khom người trầm tư hình dáng, tuy là trầm tư tư thái, nhưng pho tượng kia khác vẻ ánh mắt, nhưng là đặc biệt trống rỗng, không có bất kỳ tư tưởng ánh sáng tồn tại. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Là người ngu hoang dã một khối lãnh địa, ta trước đây không lâu mới vừa chém xuống tới. Nhâm Phi Phàm nói, người ngu hoang dã, và, người ngu có liên quan sao? Diệp Thần nghe được người ngu hai chữ, nhất thời con người có giúp một cái. 33 thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất tồn tại, liền kêu người ngu. Cửa này người ngu thần thuật, 10 phần quỷ dị, không biết là ai tác phẩm nghĩ ra được, có lời đồn đãi là đạo tông đại chủ tể. Nhưng chân tướng như thế nào, không người biết. Cái này người ngu ý nghĩ, 10 phần đáng sợ ly kỳ, muốn núp nóng chư thiên nơi có sinh linh, cầm nơi có sinh linh núp nóng thành một cái này người chính là người ngu. Đến lúc đó, chư thiên không tồn tại những sinh linh khác, chỉ có người ngu tồn tại. Đây là cuối cùng trật tự, chỉ có một cái người ngu, không có người khác, cũng sẽ không có tranh đấu, sẽ không có bất kỳ hỗn loạn nào ra đời. Sáng tạo người ngu thần thuật người thần bí nhân, thậm chí cho rằng tư tưởng cũng là dư thừa, chỉ cần không có tư tưởng, cũng sẽ không có thống khổ, cho nên kêu người ngu. Người ngu chính là ngu muội hồ đồ tồn tại, không có tư tưởng, vĩnh viễn cũng sẽ không thống khổ. Đối với cửa này thần thuật, Diệp Thần dĩ nhiên là khắc sâu ấn tượng, khó mà quên trong lòng. Nhâm Phi Phàm nói người ngu hoang dã, rõ ràng cùng người ngu có liên quan. Đúng vậy, cái này người ngu hoang dã. Là người ngu các tín đồ, tạo thành một cái tổ chức đặc thù. Dĩ nhiên, người ngu ý nghĩ, 10 phần điên cuồng,
coi như là người ngu trong hoang dã mặt, cũng không có mấy người chân chính tin tưởng. Bọn họ thờ phượng người ngu, chẳng qua là mượn người ngu tên, thực hiện mình dã tâm. Bọn họ thậm chí muốn đem ngươi nắm tới, làm núc nóng người ngu vật liệu, bị ta sau khi phát hiện, bọn họ liền chạy mất dạng, ta đem bọn họ lãnh địa, nhất trung tâm linh khí dư thừa nhất một khối, chém xuống, làm là một cái tu luyện thế giới nhỏ. Nhâm Phi Phàm mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía trước tòa kia khom người cúi đầu trầm tư pho tượng, đó chính là người ngu pho tượng. Muốn bắt ta đi núc nóng người ngu, đám người này, đúng là điên cuồng à. Diệp Thần vậy không nhịn cười được một tí. Nhâm Phi Phàm nói, tốt lắm, không nói bọn họ, phía trước có một cái tế đàn, ngược lại là thích hợp chúng ta sử dụng. Hắn mang Diệp Thần, đi về phía trước, tiến về phía trước một khoảng cách, quả nhiên liền thấy một tòa vết máu loang lổ tế đàn, muốn đến người ngu hoang dã cái tổ chức này, trước kia vậy hiến tế sống người. Pháp bảo cho ta. Ừ. Diệp Thần đem bảy bảo liên đăng đưa tới. Nhâm Phi Phàm nhận lấy. Hơi có chút thương tiếc thở dài một cái. Hiến tế bảy bảo liên đăng, dùng để sống lại cỏ nhỏ thần, hắn không biết có đáng giá hay không được, chỉ biết là cái này bảy bảo liên đăng, vô cùng chân quý, nếu là hiến tế hết, chân thực quá đáng tiếc. Thật muốn hiến tế sao? Pháp bảo này là dùng cao cấp thiên đế thần cốt đúc, cực kỳ chân quý. Ta suy đoán Thiên Cơ, ngày này đế thần cốt, hẳn là đến từ một cái viễn cổ đại thần, kêu độc thủ dược thần. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng sờ bảy bảo liên đăng, cảm thụ cổ xưa đi qua. Độc thủ dược thần. Diệp Thần nghe được cái tên này, nhất thời tim giật mình, lấy làm kinh hãi. Độc thủ dược thần, chính là độc cô già la phụ thân, ngày xưa độc công ngang dọc chư thiên tồn tại. Chẳng lẽ nói, vậy độc thủ dược thần, cũng là bị hoa tổ giết chết. Hoa tổ cầm hắn hài cốt, đúc tạo thành cái này ngọn đèn. Diệp Thần một hồi rợn cả tóc gáy. Nếu như chuyện này là thật, vậy hoa tổ thật là làm ác đa đoan. Giết độc thủ dược thần, lấy hài cốt đúc đèn. Giết cầm đế thiên tôn, cầm thi thể làm vườn phân bón. Thủ đoạn tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng. Ha ha, có thể đi, ta điều tra qua hắn đi qua, hắn là muốn ô nhục Thanh Liên đạo tổ thê tử, cuối cùng là bị Thanh Liên đạo tổ đuổi ra ngoài. Đạo tông đại chủ tể, cùng ta nói qua hắn sự việc. Nhâm Phi Phàm diễn cảm lạnh lùng, đối vậy hoa tổ, cũng là tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Theo như lời hắn Thanh Liên đạo tổ, là mở ra ra nguyên sơ thế giới đại thần, bản thể là một bụi thanh liên, tạo ra hỗn độn trời, vô cùng lợi hại. Diệp thần Thanh Liên đúc thánh pháp, ảo tưởng ngọn nguồn chính là Thanh Liên đạo tổ. Hoa tổ lúc ban đầu thời điểm, chính là Thanh Liên đạo tổ một người thủ hạ đạo đồng. Diệp thần là ngây dại. Không nghĩ tới hoa tổ còn có như thế xấu xa đi qua, còn muốn ô nhục Thanh Liên đạo tổ thê tử. Nhâm tiền bối, ngươi còn biết đạo tông đại chủ tể. Hắn cũng là bạn ngươi. Càng để cho Diệp thần khiếp sợ, chính là Nhâm Phi Phàm biết sự việc, là đại chủ tể nói cho hắn. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta vốn là không nhận biết, nhưng ta sửa đổi đi qua, liền cùng đại chủ tể thành bằng hữu. Diệp thần rợn cả tóc gáy, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua. Lại sửa đổi đến đại chủ tể trên đầu, cái này quả thực quá vô cùng gan dạ. Hắn cũng không sợ đại chủ tể hàng giận sao. Diệp thần thấy Nhâm Phi Phàm thời điểm cười, khóe mắt có nếp nhăn hiện lên, trước kia là không có. Trước kia Nhâm Phi Phàm là một bộ ngọc thụ lâm phong hình dáng, nhưng hôm nay xuất hiện nếp nhăn, năm tháng tựa như rốt cuộc ở hắn trên mặt, để lại dấu vết. Nhâm tiền bối, trên mình ngươi đã có năm tháng dấu vết. Diệp thần nói. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, thật ra thì từ vận dụng luân hồi vãng thế thư, sửa đổi sau khi đi qua, ta liền nhận chịu to lớn giá phải trả, một mực không cách nào ngủ, năm tháng dấu vết, vô vô thờ ý không hắc ám, không ngừng ăn mòn ta. Chỉ muốn thoát khỏi như vậy khốn khổ, trừ phi ta có thể bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nhưng, siêu phẩm thiên đế, thật quá khó khăn, ta đã có thể thấy ngưỡng cửa, nhưng lại không sợ tới. Nhâm Phi Phàm trên mặt hơi có chút không biết làm sao, vô vô thời ý không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, cần phải giữ vững ổn định làm tức, mới có thể bước đầu thành lập được trật tự, đối kháng hỗn loạn, nếu không thân thể rất dễ dàng sụp xuống, bị hắc ám chiếm đoạt. Mà Nhâm Phi Phàm, đã cực kỳ lâu, không có nhập ngủ. Một mực thanh tỉnh là một cái to lớn thống khổ, không thể chìm vào giấc ngủ, chính là hắn sửa đổi đi qua giá phải trả một trong. Còn như những thứ khác giá phải trả.
có một cái biện pháp có thể chậm tách ra, chính là Phật Tổ nói nhân quả trần. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Nhâm Phi Phàm còn chưa đi. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm bộ dáng như vậy, vậy có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Không sao, ta còn có thể chịu được. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, tốt lắm, không nói cái này, ta trước giúp ngươi sống lại cỏ nhỏ thần, miễn được ngươi trong lòng có cái gì tiếc nuối, đạo tâm bị long đong, vậy cũng thật to không ổn. Diệp Thần gật đầu, hắn tuyệt không muốn nhìn thấy cỏ nhỏ thần chết, nếu như cỏ nhỏ thần thật vĩnh viễn biến mất, vậy hắn tất nhiên là ý khó dằn, nội tâm chung quy sẽ có tiếc nuối. Nhâm Phi Phàm không nói gì thêm, đi tới trên tế đàn, cắn bể đầu ngón tay, tích xuất máu tươi. Máu tươi chậm rãi rơi xuống, ở trên tế đàn cấu trúc thành một cái cổ xưa trận pháp, từng luồng ánh sáng tách thả ra, phù văn xen lẫn. Nhâm Phi Phàm đem vậy bảy bảo liên đăng, thả vào trên tế đàn, trong miệng nhẹ nhàng tụng niệm dạy hiến tế thần chú. Rắc rắc, vậy bảy bảo liên đăng, xương trắng chế tạo đèn thân, nhất thời liền nứt ra, từ bên trong chảy ra nồng nặc máu tươi. Đó là hoa tổ máu. Rắc rắc sát, hiến tế kéo dài. Bảy bảo liên đăng lên vết rách, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, từ bên trong chảy ra máu tươi, vậy càng ngày càng nồng đậm, mang theo minh mông thiên đế khí, một giọt máu có thể uy áp tinh không vũ trụ, cực kỳ bá đạo. Rất nhiều thiên đế máu tươi, ở trên tế đàn tích tụ không tiêu tan, dần dần, lại có thể sôi trào cấu trúc thành hình người. Diệp Thần kinh ngạc thấy, vậy tia máu sắc hình người, chính là hoa tổ. Là hoa tổ máu tươi ý chí biến thành. Nhâm Phi Phàm, người muốn làm gì, người muốn hiến tế ta pháp bảo. Ngươi dám. Hoa tổ dữ tợn gầm hét lên, tràn đầy lửa giận cùng sợ hãi. Pháp bảo này nếu như bị hiến tế, hắn tự thân vậy tất nhiên gặp to lớn vết thương. Ta vì sao không dám? Nhâm Phi Phàm cười, ngón tay một nặn quyết, vậy bảy bảo liên đăng liền hoàn toàn bể tan tành, năng lượng bàng bạc phóng lên cao, xé thương khung hư không, chấn động vạn dặm. Nguyên phiến bầu trời đều bị nhuộm thành liền màu máu. Diệp Thần phúc tới tâm linh, lập tức sử dụng không chết thiên thư, chuẩn bị nghênh đón cái này cổ năng lượng bàng bạc. À à à, bảy bảo liên đăng bị hiến tế hết, hoa tổ phát ra cuồng loạn gầm to, cực đoan thống khổ cùng tức giận. Nhâm Phi Phàm, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không được tử tế. Các ngươi cho chúng ta chết, dám hiến tế ta pháp bảo, ta muốn các ngươi để mạng lại bổ sung. Luân hồi chi chủ chết chắc, người không gánh nổi hắn. Hoa tổ lạc giọng kêu to, vậy tia máu sắc hình người, bỗng nhiên hóa thành một đạo máu tươi, nghỉ đích một tiếng tiêu xạ nhi ra, liền hướng Diệp Thần đánh chết đi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, bàn tay vung lên, cách không chặn lại máu kia mũi tên, bàn tay lại dương lên, máu tươi bay đi bầu trời, cùng trên bầu trời bàng bạc năng lượng dung hợp, hóa thành một cổ huyết long tựa như thất luyện, liền hướng Diệp Thần trong tay không chết thiên thư. Xông lên rơi xuống đi. Đây là bảy bảo liên đăng hiến tế sau năng lượng, 10 phần dư thừa hung mãnh. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, bước chân trầm ổn đứng trên mặt đất, tay bưng không chết thiên thư, nghênh đón vậy bảo xông lên mà rơi đáng sợ năng lượng. Ung ung, bảy bảo liên đăng hiến tế năng lượng, cuồng bạo xông vào không chết thiên thư bên trong, hoa tổ máu tươi, cũng là toàn bộ thấm vào đến tờ giấy bên trong. Cái này không chết thiên thư. Nhìn như mong mỏng một bản, nhưng lại ung dung chịu đựng được bảy bảo liên đăng hiến tế đánh vào, ngược lại là Diệp Thần, có dũng khí đứng ở dưới thác nước cảm giác, thiếu chút nữa bị đập sập. Hắn liền thấy, hoa tổ máu tươi thấm vào sau đó, chỉ có một trang giấy bị nhiễm đỏ, hơn nữa đỏ ửng nhanh chóng biến mất, trong sách này mặt tựa như cất giấu một đầu ác ma, ở cắn nuốt hết thảy năng lượng vậy. Thật quỷ dị thiên thư! Có hiệu lực thật không? Diệp Thần trong lòng rét một cái. Tinh thần ý chí bao trùm đến thiên thư trên, để cho hoa tổ máu tươi, dựa theo mình ý chí, phác họa thành hai chữ, chính là cỏ nhỏ thần tên chữ, thanh niên. Đồng thời, Diệp Thần đầu óc bên trong, vậy tích chữ suy nghĩ thanh niên bóng người. Ung ung, thanh niên tên chữ, vừa xuất hiện ở trên trời trong sách, trong hư không, tựa như sẽ có cái đó thần bí năng lượng bị xúc động, cuồn cuộn sấm sét bùng nổ, từng tầng một thần quang cùng ma hy tách thả ra. Một màn nguy nga xuất hiện, trong hư không, nổi lên thiên thiên vạn vạn thần ma, bọn họ ngâm sướng, quỳ bái vây quanh, hai tay rối rít giơ lên, giống như ở thờ phụng cái gì. Ở chư thiên thần ma vây quanh, một cái bé gái bóng người, chậm rãi từ chân trời đáp xuống.
bé gái quanh người có một phiến phiến lông vũ xen lẫn, những cái kia lông vũ có hắc có trắng, phân bay lượn động, vây quanh bé gái vậy non nớt trắng như tuyết thân thể, hình ảnh khá là lộng lẫy. Bé gái đó chính là tiểu thảo thần thanh niên, nàng nhắm mắt lại, tựa như vẫn còn ngủ say bên trong. Những cái kia đen trắng đan vào lông vũ, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc, hắn nhớ lại vậy cái gọi là chủ, tố ảnh nơi cho đòi kêu xuống 16 dực thiên thần. Tiểu thảo thần thanh niên chậm rãi rơi xuống, chư thiên thần ma như chúng tinh phủng nguyệt bưng nàng, những cái kia đen trắng đan vào lông vũ, ở trên người nàng hóa thành một bộ ưu nhã tinh xảo vũ y. Thanh niên non nớt thân thể, lại bắt đầu lớn lên, nàng bề ngoài vốn là cái 7-8 tuổi bé gái, nhưng vào thời khắc này nhanh chóng trưởng thành, thật giống như lập tức trở nên lớn 10 tuổi, lớn lên một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, thân thể nhỏ hết sức, thon dài, thấm ra thiếu nữ thanh thuần cùng sức sống, hơi có vẻ thanh sáp dáng vẻ, phối hợp bột điêu ngọc trác vậy gương mặt, thấm ra lau một cái động lòng người đẹp. Diệp thần ca ca, thanh niên mở mắt ra, mắt đẹp như thu thủy cắt đồng, minh lệ động lòng người. Nàng diễn cảm mang chút kinh ngạc, nhìn xem mình, nhìn xem Diệp thần, lại nhìn bầu trời một chút bên trong, hàng tỷ thần ma quỷ bái hạo đại khí tượng, trong lòng cảm thấy mê mang. Thanh niên, Diệp thần đại hỉ, kêu gọi một tiếng, không chết thiên thư quả nhiên hữu hiệu, dùng hoa tổ máu, lại có thể thật đem thanh niên sống lại. Vậy chư thiên thần ma khí tượng, chậm rãi tản đi, thanh niên mất đi vây quanh, ai yêu một tiếng thét kinh hãi, lại từ trên trời cao rơi xuống. Diệp thần lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân lên, đem nàng ôm lấy, đón về mặt đất, nhưng cảm thấy nàng trong cơ thể không có chút nào linh khí tồn tại, giống như là một người bình thường. Thanh niên muội muội, ngươi lực lượng. Diệp thần mười phần kỳ dị, coi như thanh niên cầm cỏ mộ đạo thống, truyền thụ cho tôn di, tự thân cũng có thể cất giữ nhất định tu vi, tuyệt sẽ không giống hôm nay như vậy, không có chút nào linh khí nội tình như thế trống rỗng. Ta không biết. Thanh niên vậy cảm thấy thân thể trống rỗng, nàng cũng muốn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nàng lấy vì mình đã chết, không nghĩ tới Diệp thần còn có thể cầm nàng sống lại. Nhâm phi phàm trên dưới quan sát thanh niên một mắt, cong ngón tay hơi đẩy một cái coi là, nhất thời trao mày, nói. Hoa tổ máu tươi còn chưa đủ, nàng coi như sống lại, lực lượng cũng không thể khôi phục, trừ phi cầm hoa tổ giết, bắt được hắn toàn bộ thiên đế máu, mới có thể hồi phục nàng lực lượng. Diệp thần trong lòng ngạc nhiên, nhìn về phía không chết thiên thư, liền thấy không chết thiên trong sách tiên vết máu, đã hoàn toàn đạm hóa đi xuống. Hắn mới vừa viết xuống thanh niên tên chữ, vậy hoàn toàn biến mất, quyển sách này lần nữa biến thành 001 chữ, hoàn toàn trống không hình dáng. Mới vừa bảy bảo liên đăng hiến tế, không có thể ở quyển sách này trên, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thấy một màn này, Diệp thần mắt đồng teo lại tới. Cái này không chết thiên thư, lại quỷ dị như vậy, thật chẳng lẽ đại biểu cái gì trung cực thần lực lượng. Thanh niên lực lượng không có hồi phục, nàng cũng không quá quan tâm, mỉm cười nói, không quan trọng, ta thời đại đã qua, coi như mất đi lực lượng, vậy không có gì lớn không. Nhâm phi phàm lắc đầu một cái, nói, không phải vậy, vô thời ý không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, nếu như không có đầy đủ lực lượng đối kháng, chỉ sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, bị năm tháng ăn mòn thành xương khô. Ngươi lần này sống lại, thân thể tuổi thọ đại khái chỉ có thể duy trì 10.000 tuổi, hơn nữa bởi vì không có lực lượng nội tình chống đỡ, ngươi không cách nào chống lại vô thời y không hắc ám, mỗi ngày đều phải chịu đựng 5 tháng mài mòn. Khẩn cấp thông báo, bắt đầu sử dụng địa chỉ mới, mời lần nữa siêu tầm sách ký. Ngươi mỗi một ngày qua, đại khái liền sẽ già yếu 10 tuổi, 10.000 tuổi tuổi thọ, tối đa chỉ có thể đủ ngươi chống đỡ 1.000 trời, cũng chính là không tới 3 năm. Cái này 3 năm thời gian, trừ phi là giết chết hoa tổ, dùng hắn thiên đế máu, chân chính có ở đây không chết thiên thư trên, viết lên ngươi tên chữ, nếu không ngươi cuối cùng muốn biến mất. Thanh niên ngẩn ngơ, nhìn xem mình trưởng thành rất nhiều thân thể, lẩm bẩm nói, phải không? Lúc đầu, ta không phải lớn lên, ta là già yếu. Trước kia Tử Lan tỷ tỷ kêu ta, một mực duy trì trẻ em trạng thái, nàng nói chỉ có ngây thơ, mới khá nắm giữ tự nhiên. Thiên địa cùng sinh mạng tinh túy. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn lớn lên, ta hiện tại muốn chết già sao? Nàng thanh âm càng nói xong lời cuối cùng, thì càng thương cảm. Cỏ mộ đạo thống mang có sinh mệnh quy luật, nhưng đối với kháng năm tháng mài mòn, cho nên nàng cho dù trải qua hàng tỷ đời, cũng có thể giữ bé gái hình dáng. Nhưng hôm nay,
nàng đã mất đi tất cả lực lượng, nhưng không cách nào duy trì nữa dáng vẻ trước kia, thậm chí 1000 thiên hậu, thì phải tuổi thọ hưu quạnh mà chết. Không có chuyện gì, thanh niên, có ta ở bên người ngươi, ngươi sẽ không biến mất. Diệp Thần mỉm cười một tí, nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên gò má, an ủi nói. Muốn có ở đây không đến thời gian trong 3 năm bên trong, đánh chết Hoa Tổ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng, Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng, luôn có những biện pháp khác, có thể trì hoãn thanh niên 5 tháng mài mòn. Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi. Thanh niên ôn hòa cười một tiếng, trong lòng 10 phần cảm kích, bàn tay lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một tấm phủ chiếu, đưa cho Diệp Thần nói. Cái này đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Diệp Thần cầm lấy phủ chiếu vừa thấy, liền thấy phù này chiếu trên, in vũ trụ tinh không đồ đằng, làm hắn ánh mắt, đưa mắt nhìn cái này vũ trụ tinh không thời điểm, tựa như nghe được rất nhiều kêu thê lương thảm thiết gầm thét, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây là thiên mẫu nương nương ban cho đồ ta trước không phải chết đi, mà là và Tử Lan tỷ tỷ như nhau, trở về đến thiên mẫu trong ngực. Thiên mẫu nương nương đã từng chế tạo một kiện rất pháp bảo lợi hại, kêu đế rơi vũ trụ, đủ để cho thiên đế chết, uy lực 10 phần to lớn. Phù này chiếu, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng, có thể cho ngươi phòng thân. Có đạo bùa này chiếu, thiên hạ tới giữa, liền không người có thể giết chết ngươi. Thanh niên cười nói, đế rơi vũ trụ. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái này đế rơi vũ trụ, hắn trước kia tựa hồ nghe Huyền Trần Thiên Đế nói qua. Đó là thập đại cổ thần khí một trong, uy lực to lớn. Năm đó Huyền Trần Thiên Đế, chính là bởi vì tranh đoạt đế rơi vũ trụ thất bại, người bị thương nặng, cuối cùng bị Thái Hải Thiên Đế nhân cơ hội giết chết. Cái này đế rơi vũ trụ, hôm nay ở địa phương nào, không người biết. Thanh niên cho Diệp Thần phù chiếu, đang cùng đế rơi vũ trụ có liên quan, có thể mượn dùng một lần đế rơi vũ trụ lực lượng. Đế rơi vũ trụ, phù chiếu cho ta xem. Nhâm Phi Phàm cũng có chút giật mình chấn động hình dáng, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần liền đem phù chiếu đưa cho Nhâm Phi Phàm, Nhâm Phi Phàm lấy tới vừa thấy, lại nhắm mắt cảm ứng, bắt thiên cơ, đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng thấm vào ra một chút máu tươi. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Nhâm Phi Phàm tuét miệng cười một tiếng, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, nói, không việc gì, cái này đế rơi vũ trụ, có thể nói là cường đại nhất cổ thần khí, nếu như chúng ta có thể được mà nói, vậy thì vô địch. Ta mới vừa nghĩ thấu qua phù này chiếu, suy diễn đế rơi vũ trụ tọa độ, nhưng tựa hồ xúc động cái gì ý chí mãnh liệt, ta suy diễn bị cắt đứt. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Nói, ha ha, xem ra ngươi nói vị kia thiên mẫu nương nương, đúng là không đơn giản. Thanh niên nói, dĩ nhiên, thiên mẫu nương nương là cuối cùng thần minh, nàng dĩ nhiên lợi hại. Nhâm Phi Phàm nói, cuối cùng thần minh sao? Ha ha, không có cái loại này thần, nếu như trung cực thần đã ra đời, vậy đã sớm thành lập hoàn mỹ trật tự, đã sớm thiên hạ thái bình. Thanh niên bĩu môi nói, ngươi không hiểu. Nhâm Phi Phàm lại là cười một tiếng. Đem phù chiếu trả lại cho Diệp Thần, nói cái này cái gọi là thiên mẫu, còn có đế rơi vũ trụ tin tức, ta sẽ đi điều tra. Diệp Thần, người có phù này chiếu, chỉ tánh mạng là có bảo đảm. Bước kế tiếp, người phải nghĩ biện pháp cầm Tôn Di cứu ra, nếu không cùng tử thần giáo đoàn hoàn toàn khống chế thiên ma tinh hải, người liền lại không cơ hội. Ha ha, cỏ thần nhất phái trung cực khái niệm, cái gọi là rừng rậm sách, ta cũng muốn xem. Rốt cuộc có thể hay không chế tạo ra tới. Nghe nói vậy rừng rậm sách ý nghĩ, đủ để cùng luân hồi vãng thế thư sánh bằng, ta là thật muốn xem. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tôn Di cứu ra. Thương nghị đã định, Diệp Thần cầm thanh niên thu xếp ở Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong. Mà Nhâm Phi Phàm, vậy ở lại Thượng Hoàng Thiên Cung, và Diệp Thần ra cùng nhau điều tra thiên mẫu, đế rơi vũ trụ cùng bí mật. Diệp Thần rốt cục thì thanh tịnh xuống, trở lại mình trong tẩm cung, nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn nghĩ đến Nhâm Phi Phàm lại không thể xem hắn như vậy, bình thường chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Thanh tịnh là một cái to lớn thống khổ. Diệp Thần nghĩ tới ám hương phù dạ, đó là cầm đế sáng chế thập đại giang khúc một trong, có mãnh liệt thôi miên hiệu quả. Tiền bối, người bài ám hương phù dạ, khúc phổ có thể hay không lại cho ta xem.
Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Cầm Đế Thiên Tôn hỏi nói. Nếu như ám hương phù dạ hữu dụng, có lẽ có thể giúp Nhâm Phi Phàm chìm vào giấc ngủ, chậm tách ra nỗi thống khổ của hắn. Ha ha, là muốn giúp Nhâm Phi Phàm ngủ sao? Cầm Đế cười nói. Ừ, Diệp Thần nói. Cầm Đế nói, bài hát này cũng không dễ dàng, ta sợ ngươi còn không học biết, mình liền ngủ. Vừa nói, Cầm Đế sử dụng một bản trục cuốn, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần mở ra trục cuốn, chỉ gặp trục cuốn phía trên, in từng đạo nốt nhạc, chính là ám hương phù dạ khúc phổ. Ở đưa mắt nhìn cái này khúc phổ thời điểm, Diệp Thần quả nhiên cảm thấy đầu mơ màng nặng trĩu, muốn chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vững chắc đạo tâm, lại đi học hỏi khúc phổ, nhưng vẫn là mơ màng buồn ngủ, khó mà giữ thanh tình. Hắn đạo tâm 10 phần cường hãn, thật ra thì coi như là Cầm Đế tự mình trình diễn, hắn cũng chưa chắc sẽ bị thôi miên. Nhưng hiện tại, hắn là mình chủ động tính toán cảm ngộ, vậy ám hương phù dạ các loại diệu pháp, chính là xuyên thấu hắn tâm linh, trực kích linh hồn, để cho hắn tinh thần lảo đảo lắc lư, xem uống rượu say liền vậy. Có chút ý tứ. Diệp Thần nhếch mép, rút ra một cái đoạn đao, phá vỡ mình lòng bàn tay, đau đớn truyền tới, hắn tinh thần thanh tỉnh rất nhiều, nhưng chỗ đau còn chưa đủ sâu sắc, rất nhanh lại bị ùn ùn kéo đến buồn ngủ cuộn sạch. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần khẽ cắn răng, dứt khoát cầm tim đưa ngang một cái, dùng đoạn đao đâm xuyên bàn tay mình, mũi đao từ lòng bàn tay lọt vào, mờ u bàn tay thấm ra, máu tươi đầm đìa. Một cổ dây rất đau nhức, nhất thời truyền tới, để cho được Diệp Thần mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Lần này là hoàn toàn thanh tỉnh. Cầm Đế Thiên Tôn thấy vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói thằng nhóc ngươi, thật là tàn nhẫn. Hắn là không nghĩ tới, Diệp Thần vì giữ thanh tỉnh, tu tập ám hương phù dạ khúc phổ, lại bỏ được từ tàn. Nhưng hắn không biết, hắn và Nhâm Phi Phàm quan hệ, đã vượt ra khỏi hết thảy. Cũng không phải là huynh đệ. Cũng không phải là thầy trò. Là hải đăng, là hy vọng. Diệp Thần đang đau đớn dưới sự kích thích, tâm thần vô cùng thanh tỉnh, lại đi cảm ngộ ám hương phù dạ khúc phổ, rốt cục thì chịu đựng ở vậy thôi miên buồn ngủ ăn mòn, rất nhanh liền đem bài hát này hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiền bối, ngươi không phải sáng lập thập đại giang khúc. Dứt khoát cũng truyền thụ cho ta. Diệp Thần hỏi. Trước mắt Cầm Đế sáng chế thập đại giang khúc, hắn đã nắm giữ kiếm khách hành ám hương phù dạ không sơn tân vũ phá trận tử. Cái này mỗi một thủ âm khúc, đều là kỳ diệu vô cùng, cùng thế gian thông hành võ đạo thần thông, khác hẳn không cùng, diệu pháp vô cùng, Diệp Thần cũng muốn học nhiều một chút. Cầm Đế lại nói, tham hơn không nhai nát, người trước mắt nắm giữ bài hát, đã đủ rồi, cùng tương lai đoạt lại cửu tiêu hoàn bội cầm, ta lại truyền cho ngươi một bài nằm mộng xuân hiểu, liền coi là công đức viên mãn. Ha ha, ta cũng có thể có người kế nghiệp. Nằm mộng xuân hiểu là Cầm Đế sáng chế tinh diệu nhất bài hát, một khúc đàn tấu, là được để cho địch nhân vĩnh viễn rơi vào xuân hiểu mộng bên trong, không thoát thân được. Chỉ bất quá, bài hát này uy lực quá lớn, cho dù là Cầm Đế mình, vậy nhất định phải dựa vào cao cấp đàn khí tới trình diễn. Thế gian chỉ có cửu tiêu hoàn bội cầm, có tư cách trình diễn nằm mộng xuân hiểu. Được. Diệp Thần gật đầu, đem cắm ở lòng bàn tay đoạn đao, chậm rãi rút ra, thúc giục đạo tông chú đan thuật chữa thương. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Thần liền một bên chữa thương, một bên tu tập ám hương phù dạ. 3 ngày trôi qua, vậy ám hương phù dạ, Diệp Thần đã nắm giữ được đặc biệt thuần thục. Mà ngày này, vậy đến hắn và Thảo Thần phái ngày ước định, hắn là thời điểm lên đường đi Giả La núi thần. Bất quá ở trước khi đi, Diệp Thần quyết định là Nhâm Phi Phàm khải đàn một khúc. Hắn cầm Nhâm Phi Phàm ước đến một cái đình nhỏ bên trong, hai người nấu rượu mà ngồi. Ngươi muốn là ta đánh đàn. Nhâm Phi Phàm uống một hớp mới vừa nấu noãn rượu, chân mày hơi cau lại, không biết Diệp Thần trong hồ lô bán thuốc gì. Diệp Thần đã đem đại thánh tặng âm đàn, bày đặt ở trước mặt trên bàn đá, mỉm cười nói, Nhâm tiền bối, lại nghe ta vì ngươi khải một bản, có lẽ có thể chậm tách ra ngươi thống khổ. À, Nhâm Phi Phàm liền lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hai tay đặt ở trên dây đàn, liền bắt đầu nhẹ nhàng khải đàn. Một cổ nhu hòa, ấm áp, lại hơi có vẻ lạnh lẽo tiếng đàn, từ Diệp Thần trong ngón tay dòng nước chảy ra, mang hoàng hôn đêm trăng yên lặng hơi thở. Nhâm Phi Phàm vừa nghe đến tiếng đàn này, thân thể nhất thời run lên, tựa như thấy được một màn thi ý hình ảnh,
sơ ảnh hoành tàn nước thanh thiển, ám hương lững lờ tháng hoàng hôn. Ở nơi này tĩnh mật tiếng đàn bên trong, hắn cũng là cảm thấy một hồi yên lặng, tựa như thế gian tất cả ân oán tranh đấu, đều tan thành mây khói, thế giới đổi được vô cùng bình thản. Nhâm Phi Phàm cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, vô biên mỏi mệt xông lên đầu, hắn ngẩn ngơ, nắm ly rượu, đem rượu dự uống cạn, như mộng nghệ bàn nói, ta say. Lách cách, chị, ly rượu rớt xuống đất, mà Nhâm Phi Phàm, chính là ngã xuống trên bàn đá, chầm chầm ngủ đi. Đây là hắn bước vào vô vô thời ý không tới nay, lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần trong lòng lại là vui sướng, lại là than thở, phân phó xuống người chăm sóc kỹ Nhâm Phi Phàm, liền một mình lên đường đi Giả La núi thần. Dựa theo Thảo Thần phái kế hoạch, trước hết mời độc cô Giả La rời núi, mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thiên Ma tinh hải, không bị Tử Thần giáo đoàn phát hiện. Đem đi đối phó Hoa Tổ, độc cô Giả La cũng là trọng yếu trợ lực. Diệp Thần ra Thượng Hoàng Thiên Cung, liền trực tiếp ngồi Titan thần hạp, phá toái hư không, rất nhanh xuyên việt liền trùng trùng vũ trụ tinh hà, đi tới đã từng độc thủ dược thần lãnh địa, Giả La núi thần. Cái này Giả La núi thần, nguy nga cao lớn, vách núi to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, là thế giới hiện thật không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần liền thấy, có ngàn trăm ngôi sao, vây quanh Giả La núi thần xoay tròn, những cái kia ngôi sao to lớn, ở càng to lớn Giả La núi thần nổi bật hạ, lại như viên bi vậy nhỏ bé, có thể tưởng tượng được, ngọn núi này lớn đến có bao nhiêu ngoại hạng. Khổng lồ như vậy vách núi, chỉ là trọng lực, là có thể cầm vậy thần đạo cảnh tồn tại, sống sờ sờ nghiền nát. Cái này độc thủ dược thần, quả nhiên không đơn giản, lại có thể tạo hóa ra to lớn như vậy núi thần. Diệp Thần ngần than thầm, biết cái này Giả La núi thần, là năm đó độc thủ dược thần sáng tạo, nguy nga, trên núi trồng đầy rất nhiều kịch độc hoa cỏ, lại có rất nhiều độc trùng độc thú, hoành hành trong đó, đậm đà chướng khí sương mù dày đặc, vờn quanh cả ngọn núi thể, người bình thường tiến vào, chỉ có bị chướng khí khói độc ăn mòn thành xương khô kết quả. Diệp Thần có cổ độc thần mạch, tự nhiên không sợ, bất quá vậy thán phục độc thủ dược thần danh tác. Độc cô Giả La nếu như có thể hoàn toàn thừa kế độc thủ dược thần đạo thống, vậy đủ để ở vô vô thời y không xưng bá một khối. Bất quá, độc cô Giả La tựa hồ cũng không có tranh bá ý niệm, chỉ ẩn cư ở nơi này tòa Giả La núi thần bên trong, nếu như không phải là Thảo Thần phái xài số tiền lớn điều tra, cũng không thể tra được nàng tồn tại. Diệp Thần đi tới Giả La núi thần vòng ngoài. Nơi này sớm đã có Thảo Thần phái người, đang đợi hắn. Chỉ gặp một người mặc màu trắng đạo bào người đàn ông trung niên, mang mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ, trước tới đón tiếp Diệp Thần. Tại hạ Thảo Thần phái chấp sự Giang Khói Nam, gặp qua Luân Hồi chi chủ. Vậy người đàn ông trung niên nói lên danh hiệu, sau lưng mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ, cũng là cung kính hướng Diệp Thần thi lễ. À, người chính là Sông Khói Nam, nghe nói hôm nay chỉ có ngươi nắm giữ Kim Ngọc Tiên Táo trồng trọt phương pháp. Diệp Thần nói. Giang Khói Nam nói, không dám làm, nơi này có chút Kim Ngọc Tiên Táo hạt giống, còn có cụ thể trồng trọt pháp môn, mời Luân Hồi chi chủ vui vẻ nhận. Hắn cầm ra một cái túi nhỏ, còn có một bản trục cuốn, hai tay dâng lên giao cho Diệp Thần. Nhỏ bên trong túi, là Kim Ngọc Tiên Táo hạt giống, vậy trục cuốn thì ghi lại trồng trọt phương pháp. Đa tạ. Diệp Thần cười nhận lấy. Cái này Kim Ngọc Tiên Táo tiểu cấm yêu rất thích ăn, nếu như có thể đại lượng trồng trọt, ngược lại là có thể tiết kiệm Diệp Thần không thiếu tài nguyên. Độc cô Giả La ngay tại núi này bên trong. Diệp Thần tròng mắt híp lại, lần nữa nhìn về phía trước mắt to lớn đến ngoại hạng núi cao. Nhưng chúng ta còn không tư cách mời nàng rời núi. Giang Khói Nam cười khổ một tí, Luân Hồi chi chủ, chỉ có ngươi ra mặt, mới có cơ hội mời được nàng. Thời gian không thể kéo. Ta nhận được tin tức, người Ngu Hoang Dã thủ lãnh thần Tuyết Giao Cơ, đã phái ra người, muốn tù binh Tôn Di đại nhân, làm đúc người ngu vật liệu. Còn có đạo tông hộ giáo sứ Giả Kiếm Tử Tiên Trần, cũng muốn cầm Tôn Di đại nhân bắt trở về, làm là đúc siêu phẩm thiên kiếm nhúng kiếm vật liệu. Nếu như chúng ta không hành động nhanh một chút mà nói, Tôn Di đại nhân liền nguy hiểm. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời rất giật mình, người Ngu Hoang Dã, Kiếm Tử Tiên Trần. Bọn họ cũng muốn bắt Tôn Di. Người Ngu Hoang Dã hắn nghe Nhâm Phi Phàm đề cập tới, đó là người ngu tín đồ tạo thành tổ chức, cũng là một đám dã tâm to lớn tồn tại. Trước đây, người Ngu Hoang Dã thậm chí muốn bắt Diệp Thần,
cầm đi đúc người ngu, bất quá còn không có động thủ, liền bị Nhâm Phi Phàm phát hiện, cũng bị đả kích lớn. Chẳng lẽ nói, bọn họ hiện tại rời đi mục tiêu, lại theo dõi Tôn Di? Còn như kiếm tử Tiên Trần, muốn đúc siêu phẩm thiên kiếm, cần nhúng kiếm vật liệu, Diệp Thần cũng nghe Thần Vẫn Thạch Cốc Sở Gia người nói qua. Sở Gia Sở Phong còn ủy thác hắn, đi cứu em gái hắn Sở Băng Tiếng nói. Bởi vì Sở Băng Tiếng nói, chính là kiếm tử Tiên Trần nhìn chúng nhúng kiếm vật liệu. Chẳng lẽ, một cái Sở Băng Tiếng nói, kiếm tử Tiên Trần còn chưa đầy đủ, còn muốn bắt cầm Tôn Di đi nhúng kiếm? Giang Khói Nam bất đắc dĩ nói, Tôn Di đại nhân là tương lai cỏ thần, hơn nữa có thể chế tạo ra rừng rậm sách, rừng rậm này sách chỉ là ảo tưởng khái niệm, thì có vô cùng to lớn giá trị, tự nhiên dụ cho người mơ ước. Người ngu hoang dã thủ lãnh Thần Tuyết Giao Cơ, và đạo tông kiếm tử Tiên Trần, cũng theo dõi Tôn Di đại nhân, chúng ta phải đuổi ở bọn họ trước mặt, đem Tôn Di đại nhân cứu ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy còn chờ gì, còn không mau một chút lên đường. Giang Khói Nam cười khổ nói, không được, tử thần giáo đoàn canh chừng thiên ma tinh hải, nếu như không có độc cô già la rời núi trợ giúp, chúng ta không thể nào lừa gạt được bọn họ tai mắt. Hơn nữa tương lai đối kháng hoa tổ, độc cô già la cũng là mấu chốt nhân vật. Nơi này là chúng ta ủy thác cửu đỉnh thương hội, điều tra được độc cô già la tất cả tình báo lai lịch, luân hồi chi chủ, ngươi lại xem qua. Giang Khói Nam lại móc ra một bản trục cuốn, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nhận lấy trục cuốn, mở ra nhìn xem. Trục cuốn bên trên, ghi lại độc cô già La Tu Vi, đã từng là thông thiên cảnh thần vương, sau đó bởi vì độc nhiệt tích lũy quá sâu, Tu Vi không ngừng bị ăn mòn, hôm nay đã đánh rơi đến thần đạo cảnh đỉnh cấp. Bất quá, bàn về độc công thành tựu mà nói, độc cô già La vẫn là thế gian thứ nhất, nàng nuôi dưỡng liền rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu độc thú, dựa hết vào những thứ này độc thú, nàng liền có thể độc bộ thiên hạ. Cũng không có người dám khi dễ. Nàng nắm giữ một ít vô thượng độc công, có thể lặng yên không một tiếng động, che đậy thiên cơ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thảo thần phái mời nàng rời núi, chính là muốn dựa vào nàng che đậy thiên cơ, lẻn vào thiên ma tinh hải, đem cỏ thần hoàng quan giao cho Tôn Di. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, tùy tiện đi thiên ma tinh hải nói, chỉ sẽ gặp phải tử thần giáo đoàn vây giết. Chỉ có mời độc cô già la rời núi, dựa vào nàng trợ giúp, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lập tức, Diệp Thần tâm thần chấn định lại, hướng về phía vậy già la núi thần, lớn tiếng kêu lên. Luân hồi người thừa kế Diệp Thần, cầu gặp độc cô già la, chờ mong mời khai sơn gặp nhau. Hắn liền lập lại hai lần, thanh âm xa xa truyền ra, chấn động cả tòa già la núi thần, làm được cây cối rung, khói mù cuồn cuộn, rất nhiều trùng thú bôn tẩu. Nhưng đợi sau một hồi, vậy không có nghe được có bất kỳ hồi âm truyền tới. Cả tòa già la núi thần, như cũ bao phủ ở nồng đậm chướng khí khói độc bên trong. Những cái kia chướng khí khói độc, giống như là một tầng đáng sợ cấm chế, ngăn cách người ngoài bước chân, nếu như dám qua loa xông vào nói, ắt phải gặp phải ngút trời chướng khí khói độc ăn mòn. Già la cô nương, ta mang theo chút lễ vật tới, xin khai sơn gặp nhau. Diệp Thần vừa nặng phục một lần. Cũng sử dụng một viên đan dược, chính là tố ảnh kêu hắn rèn luyện chín hồn đuổi mệnh đan. Diệp Thần linh khí bơm vào, vậy chín hồn đuổi mệnh đan, liền toát ra ngập trời kim mang, cuồn cuộn dược khí hội tụ thành đan lôi, ở chân trời ủng ủng vang dội, mười phần nguy nga. Tất cả dị thú viễn cổ hư ảnh, quanh quẩn ở viên đan dược này trên, phát ra dữ tợn gầm thét, chấn động tâm hồn người, để cho được cả tòa già la núi thần, tựa hồ cũng chấn động lên. Ừ. Già la núi thần bên trong, truyền ra một đạo kinh y tiếng, hiển nhiên người ở bên trong, đối viên này chín hồn đuổi mệnh đan khí tượng, cũng cảm nhận được khiếp sợ. Diệp Thần trong lòng động một cái, hắn biết độc cô già la, hàng năm tu luyện độc công, độc nhiệt tích lũy thâm hậu, đặc biệt khó khăn hóa giải. Mà đây viên chín hồn đuổi mệnh đan, đang có thể dựa vào dị thú viễn cổ thú hồn năng lượng, khu trừ độc nhiệt, đối độc cô già la mà nói, giá trị to lớn, nàng hiển nhiên động tâm. Già la cô nương, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút. Diệp Thần nói. Già la núi thần vẫn là một phiến yên lặng, nhưng ở yên lặng một lát sau, chính là có một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ truyền ra. Luân hồi chi chủ đại giá đến chơi, tiểu nữ không khỏi vinh hạnh. Bất quá, ta chỗ này, quanh năm khí độc tràn ngập,
người bình thường có thể không vào được. Luân hồi chi chủ, người có thể thử một chút, ta ở giữa sườn núi một tòa dưới thác nước chờ ngươi. Đó chính là Độc Cô Già La thanh âm. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, vậy bắt được Độc Cô Già La vị trí chỗ, nàng nếu chịu gặp mặt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần cũng không nói nhảm, ngoắc ngoắc tay, liền mang theo Giang Khói Nam mấy người, cùng bước vào Già La núi thần bên trong. Giang Khói Nam cũng là lớn vui, đi qua mấy ngày nay trong thời gian, hắn nhiều lần cầu gặp Độc Cô Già La, đáng tiếc đối phương chút nào chưa từng để ý tới, hắn lấy ra rất nhiều lễ vật, cũng không cách nào đánh động đối phương. Nhưng hiện tại Diệp Thần ra mặt, Độc Cô Già La liền không kiên trì. Khả năng này là Diệp Thần mặt mũi lớn, cũng có thể là chín hồn đuổi mệnh đan đủ cám dỗ, hoặc là đều có cả. Tóm lại, nếu như có thể mời Độc Cô Già La rời núi, giải cứu Tôn Di thì đơn giản nhiều. Diệp Thần các người bước vào Già La núi thần, hướng giữa sườn núi địa phương bay vút đi, chung quanh chướng khí khói độc vọt tới, khói độc bên trong hàm chứa muôn vàn độc trùng kiến thú, mười phần hiểm ác. Cổ độc thần mạch, mở. Diệp Thần thong thả, mở luân hồi huyết mạch bên trong cổ độc thần mạch, chung quanh tràn lên khói độc, cũng trực tiếp bị hắn hấp thu hết, không có tổn hại đến hắn chút nào. Giang Khói Nam các người, sớm chuẩn bị phòng độc linh phù, nhưng Già La núi thần chướng khí sương mù, rõ ràng vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Cho dù bọn họ có rất nhiều phòng độc thủ đoạn, đối mặt trong núi nồng đậm chướng khí, từng cái đáng sợ độc trùng, cũng là khó mà ngăn cản. Giang Khói Nam sau lưng, mấy cái thảo thần phái tu sĩ, cũng kêu thảm lên, bị độc trùng leo lên thân, gặm nhấm bắp thịt, liền hai cái hô hấp thời gian, liền xương cũng nhô ra, tình cảnh mười phần thảm thiết. Xem ra các người vẫn là cùng ta vô duyên, trở về đi thôi. Độc Cô Già La thanh âm xa xa truyền tới, hơi có chút không ăn nhân gian lửa khói lãnh đạm ý, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Già La cô nương, chúng ta duyên phận là có. Diệp Thần cười một tí, thong thả, trực tiếp vận dụng bộ phận mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng. Vù vù, một vòng mặt trời gay gắt, từ Diệp Thần sau lưng dâng lên, toát ra nóng rực chói lọi, nhất thời đem chung quanh khói độc xua tan, rất nhiều độc trùng độc thú, cũng là toàn bộ hí tan đi đi. Diệp Thần lại thi triển đạo tông chú đan thuật, lại vận dụng một chút gió tiếng nói hồ tiên năng lượng, chữa khỏi vậy mấy cái bị độc trùng vệ cắn thảo thần phái tu sĩ, mấy người kia đều là cảm kích bội phục. Giang Khói Nam cũng là kính nể không thôi, vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, có ngươi mặt trời gay gắt chiếu sáng, chúng ta sẽ không sợ cái gì chướng khí. Độc Cô Già La cảm nhận được mặt trời gay gắt mệnh tinh chói lọi, cũng là thở dài nói, không hổ là luân hồi chi chủ, người cái này mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu một cái, ta cái này Già La núi thần, sợ rằng đều phải bị ngươi hủy diệt. Diệp Thần cười nói, Già La cô nương nói đùa. Hắn điều khiển mặt trời gay gắt mệnh tinh, thả ra năng lượng, vừa đúng lúc, chỉ là không để cho chướng khí khói độc gần người, xua tan độc trùng, hắn thậm chí liền một con sâu cũng không giết được, chỉ là xua tan. Hôm nay Diệp Thần tu vi, so với trước kia, đã cường đại rất nhiều, đối mặt trời gay gắt mệnh tinh nắm trong tay, cũng là muốn gì được nấy, sử dụng thu thả tự nhiên, sẽ không giống như trước nữa như vậy cố hết sức. Ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu rọi xuống, Diệp Thần các người lại cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh đi tới Độc Cô Già La sở tại. Đó là một tòa thác nước, như bạch long treo ngược, nước chảy cuồn cuộn. Ở bên cạnh thác nước, là một nơi cỏ xanh, xây dựng có một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước, có một tòa giã thuốc dùng thạch đài, còn có một cái khung gỗ, phía trên để rất nhiều nuôi cổ hũ, có thể nghe được côn trùng tiếng kêu, từ bên trong truyền tới. Truyền thuyết năm đó độc thủ dược thần có tam tuyệt, nhất tuyệt là độc dược, hai tuyệt là độc cổ, tam tuyệt là độc thuật, đều là vô cùng đáng sợ tồn tại, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở nhà tranh trước cỏ xanh trên đất trống, đứng một người cô gái, nàng da thịt trắng như tuyết, người mặc đơn bạc quần áo đen quần đen, quần áo trên có chút kéo sợi trang sức cùng hoa văn, đơn giản mà không nhàm chán, cả người màu đen càng tôn lên nàng da thịt trắng nõn. Nàng mái tóc dài tùy ý xõa, thùy tới giữa eo, eo thon yêu kiều nắm chặt, một bộ yếu liễu đỡ gió hình dáng, mảnh khảnh bàn tay chống một cái màu đen cây dù. Nàng chính là độc thủ dược thần con gái, Độc Cô Già La. Ánh mặt trời cũng không lớn, nhưng nàng còn che dù. Vậy cầm màu đen cây dù, tựa hồ mang theo một tầng trong suốt cấm chế, ngăn cách ngoại giới tất cả hơi thở chập chờn.
Diệp Thần từ giang khói nam cho hắn tình báo trục cuốn bên trong, biết độc cô Giả La trạng thái. Nàng trong cơ thể độc nhiệt tích lũy thâm hậu, đã đến nhìn thấy mà giật mình bước, nàng nhất định phải thời khắc dựa vào cấm chế bảo vệ, không thể tay không tiếp xúc chuyện của ngoại giới vật, thậm chí liền không khí ánh mặt trời đều không thể tiếp xúc. Nếu như đem nàng màu đen cây dù vứt bỏ, để cho nàng trực tiếp cùng ngoại giới tiếp xúc, như vậy, chỉ là ánh mặt trời và không khí, cũng đủ để mục nát nàng ra, bởi vì nàng trong cơ thể độc tố lắng đọng quá sâu, chỉ cần hơi lơ là, cái này da thịt trắng noãn, bề ngoài trong trẻo lạnh lùng tuyệt lệ cô gái, cũng sẽ bị kịch độc cắn trả, hóa thành xương khô. Các ngươi hẳn điều tra qua ta chứ? Là ta xung động, suy nghĩ giết hoa tổ trả thù, cùng người bên ngoài tiếp xúc, để lại nhân quả dấu vết. Nếu không, thế gian sẽ không có người biết ta tồn tại. Thật ra thì mẫu thân ta đã cảnh cáo ta, kêu ta không nên vọng động, nhưng hoa tổ giết cha ta, cầm hắn hài cốt đúc đèn, ta thì như thế nào có thể nhẫn nại. Độc cô Già La che dù, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt phiền muộn độ cong, cười nói. Hoa tổ là đạo tông bát tổ một trong, thực lực quyền thế cực kỳ mạnh mẽ, nàng nếu như tùy tiện ra tay báo thù nói, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Nhưng, nàng không cách nào nhịn được, cuối cùng là thông qua thái như chăn, hủy diệt hoa tổ tiên thảo vườn, vậy độc giết không ít hoa tổ người bên dưới. Bước này, liền để lại nhân quả dấu vết, cuối cùng bị người tra được. Giang Khói Nam nói, Già La cô nương, theo chúng ta biết, người nương thân, tựa hồ chính là truyền thuyết bên trong, người ngu hoang dã thủ lãnh, thần tuyết giao cơ, không biết có phải hay không thật. Độc cô Già La chăn thủ nhẹ một chút, lại không có giấu giếm, thản nhiên nói, là thật, nàng chính là mẫu thân ta. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời trong lòng giật mình. Người ngu hoang dã, cũng không phải là cái gì hiền lành tổ chức, thậm chí bọn họ đã cùng luân hồi trận doanh, phát sinh qua mâu thuẫn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, người ngu hoang dã thủ lãnh, lại chính là độc cô Già La nương thân. Giang Khói Nam nghe được độc cô Già La thừa nhận, liền gật đầu một cái, vậy ở trong ý liệu, hỏi, không biết Già La cô nương, đối người ngu ý nghĩ, có ý kiến gì không? Độc cô Già La khẽ gật đầu một cái, nói, người ngu ý nghĩ quá mức điên cuồng, bất chấp lý lẽ, người ngu hoang dã bên trong, chân chính tin tưởng người, thật ra thì vậy lác đác không có mấy, chỉ có mẫu thân ta mới thật sự là tín đồ, ta muốn khuyên nàng quay đầu, nhưng đã không thể nào. Năm đó cha ta và mẹ ta, chính là bởi vì người ngu tín ngưỡng chuyện, hoàn toàn quyết liệt. Giang Khói Nam nói, Già La cô nương, chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn mời ngươi rời núi. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Ngươi nói như thế nhiều, vậy xem ra là đáp ứng rời núi. Ngươi một lời một hành động, nhất cử nhất động, cũng sẽ ở giữa trời đất lưu lại dấu vết. Độc cô Già La thổ lộ như thế nhiều bí mật, vậy nàng tồn tại, phỏng đoán rất nhanh thì phải bại lộ thế gian. Dẫu sao một cái độc công đệ nhất thiên hạ cô gái, muốn phải vĩnh viễn che giấu thiên cơ hồ là chuyện không thể nào. Độc cô Già La cười nói, các ngươi cũng cầm chín hồn đuổi mệnh đan đã lấy tới, ta há có thể bất tâm động. Ta độc nhiệt bệnh xấu quá sâu, nếu như không có đan dược chữa trị, rất nhanh thì phải hóa thành một đống xương khô, các ngươi tới đúng lúc, ta có thể rời núi giúp các ngươi, sau này liên thủ chu diệt hoa tổ, dẫu sao hắn cũng là ta cửu nhân. Nghe được nàng lời nói này, Diệp Thần và Giang Khói Nam, đều là đại hỷ, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Diệp Thần đem chín hồn đuổi mệnh đan lấy ra, giao cho độc cô Già La, nói, Già La cô nương, đan dược này cho ngươi. Chu diệt hoa tổ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tu được thảo luận kỹ hơn. Ngươi rời núi sau đó, xin theo chúng ta trước đi một chuyến Thiên Ma Tinh Hải, chúng ta cần ngươi trợ lực, lẻn vào Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần suy nghĩ có độc cô Già La trợ lực, vậy lẻn vào Thiên Ma Tinh Hải, thấy tôn di, vậy thì đơn giản nhiều. Độc cô Già La nhưng lắc đầu một cái, không có lập tức nhận lấy đan dược, nói, không được, ta rời núi, chỉ giúp các ngươi đối phó hoa tổ, Thiên Ma Tinh Hải ta không đi. Bởi vì, mẫu thân ta người, cũng ở đây Thiên Ma Tinh Hải, ta không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Người ngu hoang dã người, muốn bắt cầm tôn di, đảm nhiệm chế tạo người ngu vật liệu. Mà người ngu hoang dã sau lưng nắm giữ, chính là mẹ nàng thần tuyết giao cơ. Nàng cùng thần tuyết giao cơ, tuy nói đã hình cùng mạch lộ, nhưng dẫu sao vẫn là mẹ con gái, nàng tự nhiên chẳng muốn mâu thuẫn tranh đấu. Diệp Thần và Giang Khói Nam tương mong một mắt,
lại không nghĩ rằng còn sẽ sanh ra cái này trắc trở. Muốn lẻn vào Thiên Ma Tinh Hải, nhất định phải có Độc Cô Già La trợ lực, nàng là chỗ mấu chốt. Giang Khói Nam nói, Già La cô nương, người hẳn biết, chúng ta Thảo Thần Phái tương lai nắm giữ Tôn Di Đại Nhân, ngay tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong, chúng ta nhất định phải đem nàng cứu ra. Nếu là không có Tôn Di Đại Nhân chấn giữ, ta Thảo Thần Phái nhất định sụp đổ, vậy đừng nói chuyện gì chu diệt hoa tổ. Như ngươi không muốn cùng người ngu hoang dã phát sinh mâu thuẫn, vậy tận lực tránh bọn họ chính là, Thiên Ma Tinh Hải lớn như vậy, cũng chưa chắc sẽ gặp. Độc Cô Già La mắt nhìn trước Diệp Thần trong tay đan dược, ánh mắt tràn đầy khao khát, nói, nếu như ta không đi Thiên Ma Tinh Hải, đan dược này các ngươi sẽ không chịu cho ta, có phải hay không? Diệp Thần nói, cái này tự nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc Cô Già La nhất thời do dự, một hồi làm khó, vừa muốn đan dược, lại không muốn cùng người ngu hoang dã chạm mặt, trần chờ một lát sau, nàng rốt cục thì mở miệng nói. Luân hồi chi chủ, muốn ta đi Thiên Ma Tinh Hải cũng có thể, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Thần nói, à, muốn ta giúp ngươi cái gì? Độc Cô Già La nói, ta muốn ngươi giúp ta thí cổ. Nàng đi tới bầy thả cổ trùng trước cái giá, một hồi lục soát sau đó, liền lấy ra một cái màu đỏ cái bình, trở về lại Diệp Thần trước mặt, đem cái bình mở ra. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, liền thấy cái bình bên trong, đựng một cái tiểu tiểu côn trùng, toàn thân dịch thấu trong suốt, bề ngoài lại có thể như một viên giọt lệ, mười phần kỳ dị. Đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi, hắn biết Độc Cô Già La trừ phổ thông độc thuật ra, còn nắm giữ đệ nhất thiên hạ độc cổ phương pháp, dựa vào độc dược đào tạo được tất cả loại thiên hình vạn trạng cổ trùng, để cho người khó lòng phòng bị. Đây là một loại đặc thù cổ trùng, ta muốn ngươi giúp ta thí cổ, để cho ta cầm điều này cổ trùng, loại đến trong lòng của ngươi mặt. Độc Cô Già La nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, loại đến trong lòng của ta. Đây rốt cuộc là cái gì cổ? Độc Cô Già La nói, ngươi chỉ cần thử, tự nhiên biết, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, điều này cổ trùng, vậy tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi. Nàng trong suốt trong mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, mang kỳ đãi chi ý. Diệp Thần xem nàng ánh mắt, cũng biết nàng đích xác không có ác ý. Nếu như nàng có ác ý, khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt, là vô luận như thế nào cũng không giấu được, Diệp Thần nhất định có thể bắt được. Mà hiện tại, Diệp Thần cũng không có cảm nhận được Độc Cô Già La ác ý, ngược lại cảm thấy nàng tim tăng tốc độ nhảy lên, hô hấp cũng thay đổi phải gấp xúc, gò má trắng nõn hơi dâng lên đỏ ửng. Được, ta giúp người thí cổ, nhưng người phải cùng chúng ta đi Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, dù sao Độc Cô Già La cũng không có ác ý, hắn ngược lại muốn xem, điều này cổ trùng có đặc thù gì địa phương. Không thành vấn đề, người cùng ta tới. Độc Cô Già La nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nàng một tay cầm cổ trùng cái bình, một tay chống màu đen cây dù, sải bước đi nhập nhà tranh bên trong, vừa quay đầu hướng Giang Khói Nam các người nói. Chờ lát nữa các người bỏ mặc nghe được cái gì thanh âm, cũng không cần quản, chỉ làm không có nghe gặp, biết không? Nếu không ta cũng không cùng các người đi Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần trong lòng tò mò, vậy đi vào theo. Giang Khói Nam và Thảo Thần Phái các tu sĩ, thì ở ngoài cửa chờ, cũng là hết sức tò mò, không biết Độc Cô Già La muốn thí nghiệm cổ trùng, rốt cuộc có hiệu quả gì, hơn nữa còn muốn đặc biệt dặn dò bọn họ, coi như nghe được cái gì thanh âm, cũng không cần để ý. Độc Cô Già La cùng Diệp Thần sau khi đi vào, liền trở tay khóa cửa lại, nhà tranh bên trong, cũng chỉ có nàng và Diệp Thần hai người, mở tối ánh sáng, cô nam quả nữ, để cho được bầu không khí cũng có điểm cờ bay phất phới đứng lên. Người ở bên trong phòng cũng phải che dù sao. Diệp Thần gặp Độc Cô Già La cũng vào phòng bên trong, vẫn là che dù hình dáng, có điểm quái dị. Đúng vậy, cái này cây dù mới có thể bảo vệ được ta nếu như không có bất kỳ bảo vệ, trực tiếp tiếp xúc ngoại giới đồ, liền không khí cũng có thể giết chết ta. Độc Cô Già La nói, giọng mười phần bình tĩnh, tựa như nói chuyện của người khác. Nàng hàng năm tu luyện độc công, độc tố tác dụng phụ tích lũy, đã đến cực kỳ đáng sợ bước, thân thể đổi được vô cùng yếu ớt, liền một phiến mùa thu lá khô, nếu so với thân thể nàng cường nhận được hơn. Tại chưa có bất kỳ bảo vệ dưới trạng thái, liền không khí đều có thể ăn mòn nàng ra, ánh mặt trời có thể cầm nàng xương toàn bộ chiếu nát vụn hết. Diệp Thần cũng có thể cảm thấy nàng yếu ớt,
nhưng xem nàng tựa hồ vậy thói quen, hắn liền không có nói gì nhiều, nói, vậy hiện tại phải thử cổ liền sao? Ừ, người trước giúp ta che dù, ta có chút khẩn trương, bởi vì cái này cổ, ta cũng là lần đầu tiên nuôi đi ra, không biết hiệu quả như thế nào. Độc Cô Già La rất thản nhiên, cũng không có che giấu cái gì. Diệp Thần và nàng khoảng cách gần đứng, có thể thấy nàng trên cổ lông tơ, bởi vì khẩn trương mà có chút dựng đứng. Diệp Thần liền từ tay nàng bên trong, nhận lấy nàng dù, giúp nàng chống. Độc Cô Già hiện la hít sâu một hơi, từ từ mở ra vậy cổ trùng cái bình, đem vậy cái trong suốt như giọt lệ vậy cổ trùng lấy ra, lại ngâm đến một ly trà bên trong, cuối cùng cầm ly đưa cho Diệp Thần, uống vào. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp trong ly chính là trà thông thường nước, mới vừa vậy cái cổ trùng, lại là hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như hoàn toàn hòa tan đi vào, hơn nữa không màu không vị, bề ngoài không nhìn ra chút nào khác thường. Thấy vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là rét một cái, nếu là Độc Cô Già La âm thầm hạ cổ, vậy thì thật là dạy người không cách nào phòng bị, coi như là hắn, vậy không phát hiện được cổ trùng tồn tại. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần liền đem trong ly nước trà, hoàn toàn uống vào. Tuy nói Độc Cô Già La không có ác ý, nhưng Diệp Thần vẫn là âm thầm phòng bị, lặng lẽ điều động thái nhất âm dương bàn, bày một cái nhân quả luật, nếu như mình bản thể bị vết thương chí mạng hại, vậy liền đem tất cả mặt trái trạng thái, toàn bộ đổ lỗi đến Thanh Liên phân thân bên trong đi. Cái này thái nhất âm dương bàn, có thể chuyển giá nhân quả, là thập đại cổ thần khí một trong, là năm đó Viêm Thiên Đế, thu thập Mục Dã gia tộc hài cốt, đúc thành pháp bảo. Trước đây Diệp Thần Tằng Lợi dùng thái nhất âm dương bàn, đem băng thần đạo thống, chuyển tới Ngụy Dĩnh trên mình. Cái này thái nhất âm dương bàn, Diệp Thần ngày thường rất ít sử dụng, bởi vì mình nhân quả, tốt nhất vẫn là mình chịu đựng, như vậy mới được rèn luyện trưởng thành. Bất quá hiện tại muốn là Độc Cô Già La thí cổ, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm, tự nhiên phải làm cho tốt phòng bị. Như thế nào? Độc Cô Già La gặp Diệp Thần uống nước trà, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, khẩn trương hỏi. À, thật giống như không như thế nào. Diệp Thần nhướng mày một cái, ở uống cái ly này ẩn chứa cổ trùng nước trà sau đó, hắn không có cảm thấy bất kỳ khác thường, tim cũng không có cái gì khó chịu. Hắn vận chuyển linh khí, tìm kiếm kinh mạch toàn thân, vậy không thấy có cái gì cổ trùng tồn tại, khí tức trong người rất tinh khiết, cũng không có dính tạp chất gì. Phải không? Độc Cô Già La có chút thất vọng, nhưng tựa hồ lại không tin, nói, người nhìn ánh mắt ta. Diệp Thần liền ngắm nhìn nàng mắt, nhìn má của nàng, tim vào giờ khắc này, nhưng mãnh liệt tăng tốc độ nhảy lên. Không nghi ngờ chút nào, Độc Cô Già La trong trẻo lạnh lùng tuyệt lệ, là một cái đại mỹ nữ. Nhưng, Diệp Thần không phải là không có gặp qua người phụ nữ, ngược lại, hắn lịch duyệt vô cùng phong phú. Coi như Độc Cô Già La lại xinh xắn trăm lần, cũng không khả năng dung chuyển hắn đạo tâm. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Thần lại có chút động tâm cảm giác, nhìn Độc Cô Già La vậy trong suốt tròng mắt, mũi quỳnh đôi môi, nàng vậy hai phiến đôi môi thật mỏng, lại để cho hắn sinh ra một chút xung động, muốn hôn lên đi. Diệp Thần hô hấp có chút cấp tốc đứng lên, một tay che dù, một tay đè Độc Cô Già La vai, đem nàng đè ở trên vách tường, thân thể mình gần sát đi qua. Hắn thân thể, nhất thời cùng Độc Cô Già La mềm mại thân thể, không khoảng cách tiếp xúc, một hồi ấm nhang mềm mại truyền tới, lại để cho hắn cả người nóng bỏng nóng lên. Độc Cô Già La vừa mừng vừa sợ, lại có điểm sợ, nói, ngươi. Ngươi động lòng, có phải hay không? Diệp Thần nghe được Độc Cô Già La nói chuyện, chỉ cảm thấy nàng thanh âm vô cùng êm tai dễ nghe, lòng hắn thần lại là nóng như lửa, nuốt nước miếng một cái, không thể kiềm được, cầm trong tay dù đen vứt bỏ. Hai tay đè lại Độc Cô Già La bả vai, thì phải hôn lên đi. À, nhưng mà, hắn ném một cái hết dù đen, Độc Cô Già La mất đi dù đen bảo vệ, lập tức liền hét sầm lên. Cái này tiếng thét chói tai, là như vậy thê lương, thảm thiết, thống khổ, so Diệp Thần trước kia nghe qua thét chói tai, đều phải nhọn trăm lần, giống như có thể biến dạng màng nhĩ của người ta cùng linh hồn. Nhà tranh bên ngoài giang khói nam các người, nghe cái này thét chói tai, cũng là vô cùng giật mình, muốn vọt vào xem kết quả một chút. Nhưng, nghĩ đến mới vừa Độc Cô Già La dặn dò, kêu bọn họ vô luận nghe được cái gì thanh âm, cũng không cần để ý, giang khói nam lại dừng lại ở bước chân, chỉ là trong lòng hết sức tò mò, không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra. Độc Cô Già La ra, tiếp xúc đến không khí, giống như một tầng mong mỏng sương tuyết,
tiếp xúc đến lò lửa, lập tức tí tách vang dội, bốc hơi lên bốc khói. Nhà tranh bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, chiếu vào trên người nàng, nàng da liền ngay tức thì rạn nứt, lộ ra màu máu thịt, máu loãng vậy đi theo chảy ra, hình dáng đổi được vô cùng thảm thiết, thét chói tai được kinh khủng hơn. Diệp Thần màng nhĩ đều sắp bị đâm xuyên qua, lại thấy Độc Cô Già La như vậy thảm thiết hình dáng, lập tức phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức nắm lên trên đất dù đen, lần nữa là nàng chống lên. Độc Cô Già La lấy được bảo vệ, trạng thái lập tức chậm tách ra, kịch liệt thở dốc một tiếng, gương mặt trắng bệch, cả người mồ hôi đầm đìa, giống như thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nắm Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần vội vàng sử dụng đạo tông chú đan thuật, hòa lẫn gió tiếng nói hồ tiên năng lượng, thay nàng chữa trị. Nàng nứt ra da, chậm rãi khép lại, nhưng trên mặt như cũ mang to lớn kinh hoàng ý. Thật xin lỗi. Diệp Thần nói xin lỗi, cũng không nghĩ tới Độc Cô Già La hộ thân thủ đoạn, lại cũng chỉ có một cái dù đen. Nàng sắp tối dù giao cho mình, vậy ngang hàng là giao phó tánh mạng, đối hắn là đặc biệt tín nhiệm. Không có sao, là ta bỏ quên, ngươi ăn vào si tình cổ, tất nhiên không cách nào giữ thanh tỉnh. Độc Cô Già La trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, gặp lúc này Diệp Thần, ánh mắt đã khôi phục trong sạch, liền hỏi, ngươi. Ngươi đã tỉnh táo lại. Diệp Thần lúc này dĩ nhiên là thanh tỉnh, hắn hồi tưởng lại mình mới vừa hình dáng, lại có thể sẽ đối với Độc Cô Già La động tâm, thậm chí muốn dùng mạnh, cũng không khỏi được rất ngạc nhiên, nói. Ngươi mới vừa cho ta dùng cổ trùng, kêu si tình cổ. Độc Cô Già La lấy lại bình tĩnh, nói, đúng vậy, đó là cha ta độc thủ dược thần nghiên cứu ra được cổ, có thể để cho người rơi vào si tình trạng thái, khăng khăng một mực yêu mình. Diệp Thần cả kinh nói, lại còn có cái loại này cổ. Độc Cô Già La nhưng lộ ra một cái cười khổ, khá lòng hơi chua xót nói, mẫu thân ta năm đó, si mê người ngu truyền thuyết, đã đến điên đến nước, thật muốn đem chư thiên sinh linh, toàn bộ đúc nóng một thể, đúc thành cái gì người ngu. Nàng một tay sáng lập người ngu hoang dã, từ bỏ cha ta và ta, cha ta vì vãn hồi nàng, liền nghiên cứu ra si tình cổ, muốn cho nàng uống, để cho nàng hồi tâm chuyển ý, đừng nữa suy nghĩ gì người ngu. Nhưng tiếc là, cái này si tình cổ, cha ta còn không sử dụng, hắn liền bị hoa tổ giết chết. Cái này si tình cổ, từ đây vậy thất truyền, ta là hao tốn cực lớn tâm huyết, mới lần nữa nghiên cứu ra được, nhưng không biết hiệu quả như thế nào. Diệp Thần sờ một cái tim mình, lại nhìn xem Độc Cô Già La, trầm ngâm sau một hồi, nói. Ngươi cầm ta thí cổ, thật ra thì chừng mực thỏa đáng. Bởi vì ta là luân hồi chi chủ, huyết mạch quá mức đặc thù, ngươi si tình cổ, ở trên người ta là một cái hiệu quả, ở trên người người khác, có thể chính là một cái khác hiệu quả. Độc Cô Già La cười nói, ngươi đã vừa mới bị si tình cổ ảnh hưởng, đạo tâm hỗn loạn, còn muốn thân ta đây. Nói tới chỗ này, gò má nàng hơi đỏ lên. Ho. Diệp Thần ho khan hai tiếng, cảm thấy lúng túng. Độc Cô Già La nói tiếp, người đều bị si tình cổ đầu độc, vậy mẫu thân ta liền càng không cần phải nói, chỉ cần ta ở trên người nàng trồng si tình cổ, nàng nhất định có thể thoát khỏi người ngu truyền thuyết mê muội, lần nữa quay đầu. Năm đó độc thủ dược thần, nghiên cứu ra si tình cổ, chính là vì Độc Cô Già La nương thân thần tuyết giao cơ, hồi tâm chuyển ý. Hiện tại, Độc Cô Già La là phải thừa kế phụ trí. Dẫu sao, người ngu thần thuật truyền thuyết, chân thực quá mức điên cuồng, nếu như là giả tin, vậy cũng được, nhưng thần tuyết giao cơ, nhưng là thật tin tưởng, vô cùng là si cuồng đáng sợ. Chúc ngươi thành công. Diệp Thần nói. Độc Cô Già La móc ra một viên màu đỏ viên thuốc, đưa cho Diệp Thần, nói, đây là si tình cổ giải dược, ngươi tuy đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng cũng có thể còn có cổ độc lưu lại. Giải dược này có thể giúp ngươi thanh độc. Đa tạ. Diệp Thần xem cũng không xem, liền trực tiếp nhận lấy viên thuốc, uống vào. Độc Cô Già La cầm hộ thân dù đen giao cho hắn, đối hắn như thế tín nhiệm, vậy hắn tự nhiên cũng là thẳng thắn đối đãi. Nuốt vào giải dược sau đó, Diệp Thần liền sắp tối dù trả lại cho Độc Cô Già La. Độc Cô Già La nhẹ khẽ gật đầu, yếu ớt nói, vậy hôm nay, chúng ta là muốn đi Thiên Ma Tinh Hải sao? Diệp Thần nói, tự nhiên, đi ra ngoài hãy nói. Liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Độc Cô Già La nói, không muốn bại lộ si tình cổ sự việc, ta sợ mẫu thân ta bắt được thiên cơ, vậy thì thật to không ổn. Diệp Thần nói, ta biết. Hắn lúc này mở cửa,
và Độc Cô Già La lần nữa ra đi ra bên ngoài. Hắn y thuật cực tốt, Độc Cô Già La che dù, bề ngoài không nhìn ra một chút khác thường, mới vừa ra dạn nứt, máu loãng chảy dòng thảm thiết hình ảnh, không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm vết sẹo. Giang Khói Nam thấy hai người đi ra, liền hỏi, như thế nào, Già La cô nương, nguyện ý cùng chúng ta đi Thiên Ma Tinh Hải sao? Mới vừa vậy thê lương tiếng thét chói tai, rốt cuộc duyên cớ như thế nào, Giang Khói Nam liền nửa câu cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi Độc Cô Già La ý nguyện. Độc Cô Già La gật đầu nói, có thể, các ngươi an bài là được. Giang Khói Nam nghe được Độc Cô Già La đáp ứng, nhất thời đại hỉ, biết công lao đều ở đây Diệp Thần, là Diệp Thần dùng thân thể thí cổ, mới đánh động Độc Cô Già La. Vậy chúng ta liền lập tức lên đường. Giang Khói Nam nói. Độc Cô Già La nói, đừng nóng, ngày mai lại xuất phát cũng không muộn, luân hồi chi chủ, người trước cầm chín hồn đuổi mệnh đan cho ta. Nàng thân thể chân thực quá yếu đuối. Cái này chín hồn đuổi mệnh đan, có thể chậm tách ra nàng trong cơ thể tích lũy rất nhiều độc tố, như vậy thứ nhất, nàng cũng không cần giống như trước như vậy, hoàn toàn dựa vào vậy dù đen bảo vệ, một khi thoát khỏi dù đen, liền không khí đều có thể giết chết nàng. Đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Thần lúc này đem vậy chín hồn đuổi mệnh đan, giao cho Độc Cô Già La. Kế tiếp một ngày thời gian, Độc Cô Già La liền luyện hóa chín hồn đuổi mệnh đan, đến được sáng sớm ngày thứ hai. Đoàn người liền chính thức lên đường, ngồi Diệp Thần Titan thần hạm, đi Tử Thần giáo đoàn lãnh địa, Thiên Ma Tinh Hải ở địa phương đó. Titan thần hạm trên bong, Diệp Thần, Giang Khói Nam, Độc Cô Già La các người ngồi xếp bằng. Độc Cô Già La cầm ra một cái chai nhỏ, nói, đây là ta tối hôm qua đặc chế ẩn linh hoa bột, các người đem những phấn hoa này thoa lên người, là được che giấu hơi thở, che đậy thiên cơ, sẽ không bị Tử Thần giáo đoàn phát hiện. Tử Thần giáo đoàn có chứa nhiều thủ đoạn, đề phòng luân hồi trận doanh, chín thần trận doanh, thiên khư thần điện, cổ tinh môn cùng nhóm thế lực xâm lược, cho nên giống vậy thế lực, Tử Thần giáo đoàn hết sức quen thuộc bọn họ nhân quả hơi thở, khó mà ẩn núp. Nhưng Độc Cô Già La, nhưng không người biết nàng tồn tại. Nàng dựa vào thuốc bột đặc chế, đủ để che đậy Tử Thần giáo đoàn. Diệp Thần, Giang Khói Nam các người, liền đem hoa bột thoa lên người, những phấn hoa này. Chứ có thể che giấu hơi thở bên ngoài, còn có đặc thù phòng vệ hiệu quả, có thể ngăn cản Thiên Ma Tinh Hải dơ bẩn ăn mòn. Ở làm đủ chuẩn bị sau đó, Diệp Thần chính là hết tốc lực mở Titan thần hạm, một đường phá toái hư không, rất nhanh là đến Tử Thần giáo đoàn lãnh địa. Tử Thần giáo đoàn là biến vô vô thời không cao cấp thế lực, bọn họ lãnh địa, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, khó mà dùng lời nói hình dạng, nếu như dựa hết vào phi hành, từ phía đông bay đến phía tây. Có thể tiêu phí mấy chục triệu năm thời gian đều không thể đến. Ở nơi này phiến thật lớn lãnh thổ trên, xây có vô số bóng tối cung điện, lầu các, tế đàn, sơ sắc tiêu điều hơi thở tràn ngập, âm phong thảm thảm. Ở Tử Thần giáo đoàn bên trong, có vô số vặn vẹo ma thần quái vật, chúng số lượng nhiều nhất, có chút lạ vật lực lượng, thậm chí so với Tử Thần giáo đoàn tinh nhuệ đệ tử lực lượng, mạnh hơn. Đây là một cái ma vật hoành hành địa phương. Phần lớn ma vật đều là từ Thiên Ma Tinh Hải đản sanh ra, chúng chỉ có giết hại và tín ngưỡng bản năng, giết hại hết thảy sinh linh, tín ngưỡng tử thần. Tử Thần giáo đoàn giống vậy đệ tử, lấy đủ loại bí pháp, điều khiển ma thần quái vật, cho mình sử dụng, hoặc là dứt khoát cầm mình cải tạo thành quái vật. Cho nên chỗ này, tràn đầy tất cả loại yêu quái quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Còn như Tử Thần giáo đoàn cao tầng, và một ít cao cấp đệ tử chân truyền. Bọn họ có mình đặc biệt trật tự cùng quy luật, rất ít cùng ma vật nhập bọn. Bọn họ đến từ hắc ám, nhưng lại cao hơn hắc ám, từ vô biên hắc ám hỗn loạn bên trong bộc lộ tài năng, người người đều là nhất lưu cường giả. Diệp Thần cưỡi Titan thần hạm, đi tới Tử Thần giáo đoàn phía trên trời cao, che giấu ở bầu trời tầng mây tới giữa. Hắn nhìn xuống đi xuống, liền thấy vô cùng một màn nguy nga, Tử Thần giáo đoàn minh mông lãnh thổ, bị một phiến hắc ám dơ bẩn đại dương vây lại. Vậy vùng đại dương, lại là mênh mông vô biên, thiên thiên vạn vạn viên trời trăng sao đông thăng tây rơi. Tử Thần giáo đoàn lãnh thổ, đã có thể nói to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, nhưng cùng vậy vùng đại dương so sánh, lại cũng lộ vẻ được 10 phần nhỏ bé, toàn bộ tử thần địa giới, giống như là trong biển rộng cô đảo. Mà vậy phiến hắc ám dơ bẩn đại dương, khắp nơi nhấp nhô xương trắng thi hài và bẩn thỉu đồ, nước biển là dơ bẩn, tản ra cổ quái mùi thúi. Tựa hồ không giống như là nước biển, mà là loại nào đó sành sệt hôi thối bùn nát,
Đây chính là Thiên Ma Tinh Hải, một cái vô cùng bẩn thỉu, vô cùng dơ bẩn, vô cùng hắc ám, tràn đầy các loại quỷ dị không rõ đáng sợ chi địa. Người bình thường coi như chỉ là đến gần Thiên Ma Tinh Hải, cũng sẽ bị kinh khủng kia hắc ám sát khí trực tiếp cắn nuốt hết, căn bản không cách nào đến gần. Đây là Thiên Ma Tinh Hải, làm sao khổng lồ như vậy? Diệp Thần là hoàn toàn kinh hãi, Thiên Ma này tinh hải diện tích, so hắn tưởng tượng, còn to lớn hơn ngàn gấp vạn lần, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Liên Tử Thần giáo đoàn lớn như vậy lãnh thổ, ở trên trời Ma Tinh Hải nổi bật hạ, đều được cô đảo vậy tồn tại, cái này cô đảo cũng là duy nhất có trật tự địa phương, những địa phương khác, toàn bộ là hắc ám bẩn thỉu cùng hỗn loạn. Ở bốn đại chí cao thần khí bên trong, Thiên Ma Tinh Hải là đặc biệt nhất, nó có thể không ngừng hấp thu trong thiên địa hắc ám khí tức, không ngừng bành trướng lớn mạnh. Gần đây vô thời ý không hắc ám năng lượng, rõ ràng so với trước kia hung mãnh nhiều, đây là chí cao hắc ám nắm giữ, hồn thiên đế trở về dấu hiệu. Có thể là hồn thiên đế sắp trở về, cho nên giữa trời đất ma khí nhô lên, Thiên Ma Tinh Hải diện tích, chỉ ít so với trước kia lớn ngàn gấp vạn lần. Độc Cô Già La quan sát Thiên Ma Tinh Hải, trong mắt híp lại, giải thích nói. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chậm rãi mở miệng nói, hồn thiên đế muốn trở về sao? Độc Cô Già La lắc lắc đầu nói, ta không xác thực định, chỉ là suy tính. Diệp Thần cơn sóng trong lòng phập phồng, nói Thiên Ma Tinh Hải hung mãnh như thế nhiều, nếu là ai có thể chấp trưởng, há chẳng phải là vô địch. Độc Cô Già La lại lắc đầu, nói, không phải vậy, lực lượng là có cực hạn, cấp 9 thiên đế lực lượng, cũng đã là cực hạn, đi lên nữa, tăng lên không phải lực lượng, mà là thần thông phép tắc tu vi. Pháp bảo thần khí lực lượng, cũng có cực hạn, thần chí cao khí lực lượng, liền đã đến cực hạn, bỏ mặc như thế nào đi nữa bành trướng, chỉ cần trụ cột quy luật không thay đổi, lực sát thương cũng không cần tăng lên nữa. Mà xem luân hồi vãng thế thư, rừng rậm sách, quang minh chi tâm cùng vượt qua trí cao ý nghĩ, những thứ đó lợi hại không phải lực lượng, mà là thần thông phép tắc biến hóa. Đơn thuần bàn về lực sát thương, bốn đại trí cao thần khí, chính là cực hạn. Diệp Thần nghe Độc Cô Già La giải thích, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn cảnh giới tu vi cuối cùng thấp chút, coi như sức chiến đấu cường hãn, nhưng vô thời ý không hệ thống tu luyện rất nhiều nghĩa sâu xa, trước mắt hắn còn không nắm giữ. Giang Khói Nam nói, luân hồi chi chủ, không cần phải để ý đến như thế nhiều, dù sao chúng ta vậy không cướp nổi Thiên Ma Tinh Hải, chỉ cần có thể đem cỏ thần hoàng quan, đưa đến tôn di trong tay đại nhân, liền coi là đại công cáo thành. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Lần này tới Thiên Ma Tinh Hải, hắn mục tiêu, chính là cầm cỏ thần hoàng quan, giao cho tôn di. Tử thần giáo đoàn phòng thủ xâm nghiêm, trực tiếp mang đi tôn di mà nói, vô cùng là khó khăn, cơ hồ không thể nào. Duy nhất phương pháp, chính là để cho tôn di thừa kế cỏ mộ đạo thống, lên trời thành thần, dựa vào chính nàng lực lượng, đột phá tử thần giáo đoàn phong tỏa đi ra. Thiên Ma Tinh Hải tuy lớn, nhưng khắp nơi đều tràn đầy tử thần giáo đoàn ý chí, chỉ cần tôn di dám mạo hiểm đầu, nàng lập tức cũng sẽ bị phong tỏa. Cho nên, hôm nay tôn di cũng chỉ có thể ẩn thân ở trên trời ma tinh biển sâu chỗ, cùng đợi cơ hội. Như vậy, chúng ta đi xuống đi, chỉ cần xé nát cái này đạo linh phù, tôn di đại nhân liền có thể biết chúng ta ở nơi nào, nàng sẽ đích thân đến tìm chúng ta. Giang Khói Nam móc ra một tấm màu xanh linh phù, phía trên hội họa trước cỏ xanh cùng hoa tươi, khá là lộng lẫy. Ở lúc trước, Thảo Thần phái vậy nhiều lần thử nghiệm cứu qua tôn di, hai bên đã thành lập liên lạc. Bất quá là một phương diện liên lạc, Thảo Thần phái chỉ có thể bị động cùng Tôn Di đến cửa, không cách nào chủ động đi tìm đến Tôn Di. Bởi vì, tử thần giáo đoàn đang ngó chừng, nếu là Tôn Di bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần nghĩ đến cũng nhanh có thể thấy Tôn Di, tâm tình cũng là hết sức hưng phấn cùng mong đợi. Lập tức, Diệp Thần và Độc Cô Già La, còn có mấy cái Thảo Thần phái tu sĩ, liền đi theo Giang Khói Nam, từ Titan thần trên hạm bay xuống. Lặng yên không tiếng động đi Thiên Ma Tinh Hải rơi xuống đi. Có ẩn linh hoa bột che giấu, Diệp Thần các người tự nhiên sẽ không bại lộ, cũng sẽ không kích động tử thần giáo đoàn ý chí. Người không che dù sao. Diệp Thần gặp Độc Cô Già La hạ xuống lúc đó, đã thu hồi vậy cầm dù đen, liền hỏi. Không cần, đa tạ ngươi đan dược, ta thân thể khỏe rất nhiều, coi như không che dù, vậy có thể kiên trì 2-3 ngày thời gian. Độc Cô Già La mỉm cười nói,
nàng uống 9 hồn đuổi mệnh đan sau đó, trạng thái thân thể đã tốt lắm rất nhiều, không giống trước đây yếu ớt như vậy. Trước nàng thân thể, yếu ớt đến liền không khí ánh mặt trời cũng không chịu nổi, bây giờ là tốt hơn nhiều. Đoàn người hạ xuống thiên ma tinh hải, liền trực tiếp lẻn vào trong nước biển đi. Thiên ma này tinh hải nước biển, có thể nói là thế gian nhất là dơ bẩn bẩn thỉu địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có ma thần cùng quái vật tư sinh ra, tràn đầy quỷ dị cùng không rõ. Diệp thần các người vận chuyển linh khí, ngăn cách nước biển, bảo vệ được thân thể, hơn nữa có ẩn linh hoa bột phòng vệ, ngược lại cũng không có cái gì khó chịu. Một lẻn vào trong nước biển, Diệp thần liền bắt được từng đạo quen thuộc thiên cơ hơi thở. Đầu tiên, hắn bắt được thiên nữ hơi thở. Thiên nữ mang theo không thiếu tử thần giáo đoàn đệ tử, ở trên trời ma tinh biển bên trong, tìm kiếm khắp nơi Tôn Di tung tích. Lần trước ở thần vẫn thạch cốc, nàng không có thể bắt được đại lộ làm, vậy không có được viêm thiên đế đùi phải, tay không mà quay về, xấu hổ không, muốn lập công nói, trừ phi là có thể tìm được Tôn Di. Ngoài ra, Diệp thần còn cảm nhận được liền Hàn Diễm hơi thở. Hàn Diễm cũng ở nơi đây. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Diễm lại có thể cũng tới. Cuối cùng, Diệp thần lại cảm nhận được liền người ngu hoang dã hơi thở. Người ngu hoang dã quả nhiên phái người tới, vậy đang siêu tầm Tôn Di tung tích. Chỉ bất quá, Tôn Di không biết ẩn núp ở địa phương nào, liền Diệp thần cũng không cảm ứng được nàng tồn tại, nàng rõ ràng che đậy mình hơi thở. Mà Diệp thần đám người hơi thở, tự nhiên vậy không người có thể phát hiện, độc cô già la ẩn linh hoa bột, che giấu hiệu quả tốt vô cùng. Giang khói nam mang Diệp thần và độc cô già la, đi tới một nơi biển sâu vùng, nơi này đáy biển, lại có thể không có gì xương trắng hải cốt dấu vết, lộ vẻ được 10 phần sạch sẽ, dùng đá san hô và vỏ sò xây dựng mấy tòa đơn sơ nhà. Nơi này là chúng ta thảo thần phái trước kia một cái cứ điểm, đi xuống đi. Giang khói nam liền dẫn Diệp thần và già la đi xuống, sử dụng vậy đạo màu xanh lá cây linh phù, trực tiếp xé nát, một cổ bích lục chói lọi liền dòng nước chảy ra, thấm vào nhập đen nhánh trong nước biển đi. Ở chỗ này chờ đi, ta đã đem thiên cơ tín hiệu phát đi, Tôn Di đại nhân bắt được sau đó, nàng lập tức sẽ đến tìm chúng ta. Giang khói nam ánh mắt nhìn phương xa, nói. Chỉ đơn giản như vậy, chờ là được. Diệp thần tim tăng tốc độ nhảy lên. Chỉ muốn nhanh lên một chút thấy Tôn Di. Giang khói nam nói, hì hì, ngày hôm nay chúng ta vận khí không tệ, lại có thể liền một đầu ma thần quái vật đều không đụng phải, trước kia thiên ma này tinh hải, khắp nơi đều là quái vật cùng quỷ dị tồn tại, ta mỗi lần liên lạc Tôn Di đại nhân, cũng phải đi qua rất nhiều trắc trở, mới có thể gặp mặt. Ngày hôm nay không có ma vật qua lại, có lẽ Tôn Di đại nhân, rất thuận lợi là có thể tới. Nghe được Giang khói nam mà nói, Diệp thần và độc cô già la nhìn nhau một mắt, đều là cau mày, cũng cảm nhận được không đúng. Đúng là, thiên ma tinh hải tối như vậy ám địa phương hỗn loạn, chắc có vô số ma vật tàn phá, nhưng bọn họ lẻn vào sau khi đi vào, lại không có gặp phải bất kỳ công kích nào, vậy không đụng phải một đầu ma vật, thật sự là cổ quái. Cái này nhìn như bình tĩnh sau lưng, khẳng định cất giấu hung hiểm, không phải bề ngoài như thế đơn giản. Không đúng, có cổ quái. Lại có thể liền một đầu ma vật cũng không có, sau lưng nhất định có kỳ hoặc, các ngươi chưa thấy được cái này giống như là bão táp đêm trước, quá an tĩnh. Diệp thần trầm giọng nói. Đích xác kỳ hoặc. Độc cô già la gương mặt khá là ngưng trọng, nàng vốn là chuẩn bị rất nhiều độc dược, dự định dùng để đối phó ma vật, nào nghĩ tới lại liền một đầu ma vật đều không đụng phải. Giang khói nam nụ cười cũng là đọng lại xuống, vậy cảm thấy ngày xưa hung hiểm hỗn loạn thiên ma tinh hải. Ngày hôm nay tựa hồ bình tĩnh được có chút lạ thường. Bỏ mặc, chỉ cần có thể thấy Tôn Di đại nhân, cầm cỏ thần hoàng quan cho nàng, chúng ta liền coi là công đức viên mãn. Giang khói nam nhìn xung quanh bốn phía, sẽ chờ Tôn Di đến. Nhưng mà, đợi ước chừng 4 tiếng trình sau đó, vậy không đợi được Tôn Di bóng người. Chuyện gì xảy ra, đã lâu như vậy, Tôn Di đại nhân thế nào còn chưa tới? Giang khói nam có chút nóng nảy. Trước kia vậy lúc này, Tôn Di nhất định là đến. Lại là 2 tiếng trôi qua, vẫn không có Tôn Di bóng dáng, thậm chí liền một chút thiên cơ dấu vết cũng bắt không tới, tựa như nguyên phiến thiên ma tinh hải, cũng không có Tôn Di tồn tại. Diệp thần vốn là tràn đầy hy vọng, muốn gặp Tôn Di, nào nghĩ tới đợi lâu như vậy, vậy không có chút nào hồi âm. Hắn nội tâm cũng có chút lo lắng, chỉ sợ Tôn Di xảy ra chuyện.
Suy nghĩ một chút, Diệp Thần lấy ra một cái túi gấm. Đây là vậy năm cái mộ cung túi gấm, cái cuối cùng. Cái này cái cuối cùng túi gấm, giá trị to lớn, rất có thể sẽ ở Diệp Thần sau này thời điểm nguy hiểm, dành cho hắn chỉ dẫn. Nhưng hiện tại, hắn vội vã gặp Tôn Di, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, đem cái cuối cùng túi gấm mở ra. Túi gấm sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết xong Xà Ma Sơn 4 chữ, còn có một cái tọa độ. Xong Xà Ma Sơn, chẳng lẽ Tôn Di ở chỗ này? Diệp Thần nhướng mày một cái, dọc theo cẩm nang nhắc nhở, hơi đẩy một cái coi là, phát hiện cái này xong Xà Ma Sơn, ngay tại Thiên Ma Tinh Hải đáy biển, cách nơi này ước chừng có ngàn dặm đường xá. Chẳng lẽ, Tôn Di ngay tại xong Xà Ma Sơn? Luân hồi chi chủ, đây là cái gì? Xong Xà Ma Sơn. Giang Khói Nam cũng nhìn thấy cẩm nang nhắc nhở, nhất thời hết sức ngạc nhiên. Tôn Di có thể ở xong Xà Ma Sơn, chúng ta đi tìm nàng. Diệp Thần đứng dậy, đã có cẩm nang nhắc nhở, hắn liền muốn lên đường. Giang Khói Nam lại nói, không được, luân hồi chi chủ, ta phải ở chỗ này chờ Tôn Di đại nhân, nếu không nếu là nàng tới, thấy không có một người, đây chẳng phải là gay gâu. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền nói, vậy ngươi ở lại chỗ này, ta đi xong Xà Ma Sơn một chuyến. Độc Cô Già La nói, ta cũng đi. Nàng chống lên dù đen, đi theo Diệp Thần phía sau. Lập tức, Giang Khói Nam và Thảo Thần phái người, tiếp tục lưu tại chỗ chờ. Diệp Thần và Độc Cô Già La, nhưng lên đường đi xong Xà Ma Sơn. Tại sao lại che dù? Diệp Thần gặp Độc Cô Già La chống lên dù, liền thuận miệng nói tiếng. Độc Cô Già La nói, ta cảm thấy nguy hiểm. Cái này xong Xà Ma Sơn, rất có thể và trong truyền thuyết đôi rắn tròm sao có liên quan. Diệp Thần nói, đôi rắn tròm sao? Độc Cô Già La nói, đúng vậy, đôi rắn tròm sao, chính là 33 thiên thần thuật, 8 đại tròm sao một trong, truyền thuyết uy lực vô cùng lợi hại, nhưng cùng vậy Titan tròm sao như nhau, người bình thường rất khó nắm trong tay, cũng khó mà phát huy ra uy lực chân chính, tu luyện ngưỡng cửa quá cao, cho nên ở 33 thiên thần thuật bên trong, hạng không hề cao, nhưng nếu như có thể chân chính nắm trong tay, lực tàn phá tuyệt đối đáng sợ. Diệp Thần rất ngạc nhiên, nói cái này đôi rắn tròm sao rốt cuộc là cái gì? Độc Cô Già La mang trên mặt một chút sắc thái thần bí, nói ta cũng chỉ là nghe qua một ít truyền thuyết. Nghe nói, đôi rắn tròm sao, là do hai cái cổ rắn hóa thành. Vậy hai cái cổ rắn, một cái là thời gian rắn, đại biểu thời gian bí ẩn, khác một cái là không gian rắn, đại biểu không gian quy luật lực lượng. Thời gian rắn cùng không gian rắn, đầu đuôi tướng nuốt, hoàn mỹ đóng vòng, không ngừng tuần hoàn diễn hóa, có thể diễn sinh ra vô số thời không thế giới. Hôm nay chư thiên tất cả cùng thời gian không gian tương quan thần thông, đều là từ hai cái này thời không thân rắn trên chảy ra. Hai cái này rắn, nghe nói cũng là nguyên sơ thế giới nền tảng, duy trì thời gian cùng không gian ổn định. Sau đó, không biết là ai, chém giết hai cái này thời không rắn, đưa đến nguyên sơ thế giới nền tảng sụp đổ, cả thế giới đi về phía hủy diệt. Vậy hai cái thời không rắn sau khi chết, bọn chúng tinh hồn ý chí hóa thành tròm sao, chính là đôi rắn tròm sao. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, nói, vậy nói như thế tới, nếu ai nắm giữ đôi rắn tròm sao, há chẳng phải là có thể nắm trong tay thời gian cùng không gian cao nhất nghĩa sâu xa. Thậm chí cái này đang chiến đấu phương diện còn có cực kỳ kinh khủng tác dụng. Thời không đôi rắn đại biểu lúc ban đầu thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật, nếu có thể nắm trong tay đôi rắn tròm sao, đúng là có chỗ tốt vô cùng. Diệp Thần trong cơ thể có trụ quang huyết mạch và quá vũ huyết mạch tồn tại, bản thân liền nắm giữ không ít thời gian cùng không gian tinh túy, nếu như có thể chấp trưởng đôi rắn tròm sao mà nói, hắn thời không tu vi thành tựu, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Độc Cô Già La nói, đúng vậy, nhưng cái này đôi rắn tròm sao, đã sớm thất truyền, thế gian không người biết rơi ở nơi nào, hôm nay xem ra, cái này đôi rắn tròm sao, tựa hồ liền núp ở Thiên Ma Tinh Hải bên trong. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ muốn xuyên qua Thiên Ma Tinh Hải tầng tầng hắc ám, thấy rõ vậy xong Xà Ma Sơn bí ẩn. Nàng tu luyện độc công, đối đôi rắn tròm sao, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đôi rắn tròm sao này cùng cao nhất thần thuật, xuất thế địa phương, nhất định có kinh thiên khí tượng, rất có thể sẽ tạo ra đặc thù gì thiên tài địa bảo, có thể cho nàng luyện chế độc dược, hoặc là nuôi độc thú độc trùng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Tôn Di phải đi liền xong Xà Ma Sơn,
tìm đôi rắn tròm sao, cho nên không có thể đáp lại thảo thần phái triệu hoán. Hắn nghĩ như vậy, tâm thần lại là nóng rực, tăng thêm tốc độ, hướng song xà ma sơn phương hướng bay vút đi, nước biển đều bị hắn thân thể, khuấy được rào 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 vang dội. Độc cô già la thì theo thật sát Diệp thần phía sau, hai người cấp tốc đi tới trước, ước chừng một lúc lâu sau, liền đi tới túi gấm nhắc nhở nói địa phương, song xà ma sơn. Xuất hiện ở Diệp thần và độc cô già la trước mặt, có thể đúng là một ngọn núi, nhưng hai người không dám quá xác định. Bởi vì, trên ngọn núi này mặt, đóng đầy ma thần quái vật. Thiên thiên vạn vạn đầu ma thần quái vật, thể hình có lớn có nhỏ, điên cuồng trào ở song xà ma sơn bên trên, tầng tầng chồng, tựa như trong núi có vật gì đang hấp dẫn chúng. Chúng liều mạng hướng tới vách núi bên trong chui vào, vì thế lẫn nhau tranh đấu giết hại, kịch liệt tiếng gầm gừ cùng tranh đấu thanh âm, truyền tới Diệp thần và độc cô già la trong lỗ tai. Rất nhiều ma vật bẩn thỉu máu tươi. Bị xé rách xương cốt cùng da thịt, ở cái hải vực này tung tóe, tình cảnh mười phần dữ tợn. Lúc đầu ma vật cũng chạy đến nơi đây, khó trách chúng ta không có đụng phải. Độc cô già la che dù bàn tay, hơi phát run, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế nhiều ma vật, hình ảnh quá khủng bố, quá nguy nga. Diệp thần con người co rúc lại, xuyên thấu qua thiên thiên vạn vạn đầu chồng chất ma vật, hắn bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Đó là tôn di hơi thở. Tôn Di quả nhiên ngay tại song xà ma sơn bên trong. Vô số ma vật chồng chen chúc, Tôn Di bị khốn ở bên trong, không cách nào thoát thân, cho nên không có thể đáp lại thảo thần phái triệu hoán. Tôn Di ở bên trong. Diệp thần ra mặt run lên, nhìn khắp núi ma vật, ánh mắt bỗng nhiên run lên, lập tức sử dụng thiên kiếm, một kiếm vung chém ra, muốn đem ma vật bổ ra, đem Tôn Di giải cứu ra. Suy rồi. Kiếm khí bay chém. Ít nhất có mười mấy đầu ma vật, bị Diệp thần một kiếm chém chết, máu tươi văng tung tóe. Vậy mười mấy đầu ma vật, thi thể từ trên núi đánh mất, lập tức bị chân núi ma vật cắn nuốt hết, vị trí của bọn họ cũng bị cái khác ma vật điền vào. Nơi này ma vật, số lượng thực ra quá nhiều, làm ra đầu tê dại, Diệp thần mới vừa chém giết, chỉ là không đáng nhắc tới tồn tại. Hơn nữa, hắn ra tay đánh chết ma vật, nhưng đưa tới cái khác ma vật ánh mắt. Trong thoáng chốc, có nhiều ma vật, ánh mắt mang cảnh giác ý, nghiêm ngặt nhìn về Diệp thần. Rồi sau đó, tất cả ma vật, liền từ trên núi đi xuống, lớn tiếng gầm thét, đằng đằng sát khí hướng Diệp thần bạo xông lên tới. Rút lui. Diệp thần nhất thời ra đầu tê dại, hắn đánh giá thấp ma vật thực lực, một cái ma vật có lẽ không mạnh, nhưng vô số đầu ma vật liều chết xông tới, tình cảnh kia nhưng là vô cùng là khủng bố. Hắn lập tức kéo độc cô già la, xoay người chạy. Tràng diện này, rõ ràng không thích hợp chính diện giao phong, tu được ngoài ra nghĩ biện pháp, mới có thể đột phá ma vật phong tỏa, thấy Tôn Di. Những cái kia ma vật, đuổi tận cùng không buông, ở trong biển vậy như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh, tựa hồ không đem Diệp thần cắn chết, chúng liền sẽ không nghỉ. Độc cô già la quay đầu nhìn đuổi giết mà đến ma vật, ánh mắt run lên, tay nắm một cái độc châm, liền muốn phát xạ ra ngoài. Thiên phù bạo diệt, vạn vạch trần bể. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm ổn, bỗng nhiên từ cạnh vang lên. Chỉ gặp có một cái núi cao vậy to lớn nam tử, tay vung ra mảng lớn linh phù, những cái kia linh phù mang kinh khủng năng lượng khí lưu, một phiến phiến nổ, nổ ra kinh khủng vòng xoáy. Rất nhiều đuổi giết mà đến ma vật, liền toàn bộ bị nam tử kia vỡ nát. Luân hồi chi chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Còn như vậy chật vật. Núi kia nhạc vậy to lớn nam tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp thần, tựa hồ là mười phần bất ngờ. Ngươi là người nào? Diệp thần trong mắt lạnh lẽo, nam tử này trên người tán phát ra hơi thở, rõ ràng không quá bản thân. Càng mấu chốt chính là, đối phương lại có thể ăn mặc đạo tông đệ tử phục trang, thân phận tuyệt không đơn giản. Nam tử kia đang định nói chuyện, bỗng nhiên phía sau có người hét lớn, đại ca. Chỉ gặp lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ. Nam một mặt hào hứng diễn cảm, bước nhanh chạy nhanh đến Diệp thần bên người, kêu lên. Đại ca, trời ạ, ta lại có thể ở chỗ này thấy ngươi. Chúng ta thật là duyên phận à. Người này chính là Hàn Diễm. Ở Hàn Diễm bên người, đi theo cả người đoạn xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, một bộ gầy yếu hình dáng, người mặc màu trắng nhạt đạo bào, tóc khoác liền một cái búi tóc, môi đỏ răng trắng, ngược lại cũng mười phần khả ái, hướng Hàn Diễm và vậy to lớn chàng trai nói. Hàn đại ca,
Lâm đại ca, các ngươi đợi chút ta à? Diệp Thần tỉnh bơ, hướng Hàn Diễm hỏi, Hàn đệ, những thứ này đều là bạn ngươi sao? Hàn Diễm hưng phấn nói, đúng vậy, là ta cái này hai ngày mới quen bằng hữu. Hướng Diệp Thần giới thiệu, vị cô nương này kêu Sở Băng tiếng nói, là kiếm tử tiên Trần tọa hạ đệ tử, đại ca, ngươi hẳn nghe nói qua nàng. Vị huynh đài này kêu Lâm Chấn Nhạc, là phù tổ thủ hạ học trò, tinh thông phù lục chi đạo. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về vậy thân mặc đạo bào xinh đẹp thiếu nữ, nói, lúc đầu cô nương chính là Sở Băng tiếng nói, ca ca ngươi ủy thác ta giải cứu ngươi. Trước đây ở thần vẫn thạch cốc Sở ra thời điểm, Sở Phong vậy xin nhờ qua Diệp Thần, hy vọng hắn có thể ra tay, cứu hắn muội muội Sở Băng tiếng nói. Nếu không, em gái hắn sẽ bị kiếm tử tiên Trần, cầm đi rèn luyện. Cô gái kia gò má một đỏ, gật gật đầu nói, ừ, ta biết, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi. Thật ra thì sư phụ đối với ta tốt như vậy, hắn muốn bắt mạng ta nhúng kiếm, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng, ta cuối cùng không có chết qua, trong lòng sợ rất, ngươi muốn giải cứu ta, cùng sư phụ ta đối nghịch là không được, cần muốn tìm một người thay thế ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói thay thế ngươi. Sở Băng tiếng nói, đúng vậy, sư phụ ta nói, ta muốn sống, liền cần phải tìm được người thay thế thay ta, đi đầu lò nhúng kiếm. Người này phải là huyết mạch tinh thuần, linh khí nội tình dư thừa tồn tại. Hắn cùng ta nói, có một cái kêu là Tôn Di người, trên mình mang theo rừng rậm sách ảo tưởng khái niệm, so ta còn có tư cách nhúng kiếm, hắn nói ta nếu có thể tìm được Tôn Di làm người chết thế, ta liền không cần chết. Diệp Thần nghe được người chết thế ba chữ, chỉ cảm thấy mười phần chói tai, trong lòng lão đại không phải mùi vị, nói cho nên ngươi ngày qua ma tinh biển, là muốn bắt tóm Tôn Di, làm ngươi người chết thế. Sở Băng tiếng nói nhất thời hốt hoảng, nói, không phải vậy, ta không muốn thương tổn người bất kỳ. Ta nghe Hàn đại ca nói, Tôn Di là bạn ngươi, là tương lai thảo thần phái chủ thần, ta nào dám tổn thương. Nàng xem Hàn Diễm một mắt, hiển nhiên là từ Hàn Diễm trong miệng, biết Diệp Thần và Tôn Di quan hệ. Chỉ là Lâm đại ca nếu không phải là ta tới, hắn nói trong thiên hạ người phụ nữ đều có thể chết, duy chỉ có ta không thể chết được. Vừa nói nàng lại nhìn hướng Lâm Chấn Nhạc, gò má một hồi đỏ ửng, rất là bức xúc không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải. Cái này Lâm Chấn Nhạc, chính là phù tổ học trò, mới vừa hắn một tay linh phù bạo diệt đạo pháp, vậy để cho Diệp Thần thấy được hắn thực lực. Diệp Thần cười nói, đây có thể đúng dịp, ta cũng cảm thấy, giữa thiên hạ nơi có phụ nữ đều có thể chết, duy chỉ có phụ nữ của ta, không thể chết. Lâm Chấn Nhạc ra mặt co giúp một tí. Nói, luân hồi chi chủ, người có ý gì? Hàn Diễm lật đật đi ra, ngăn ở trong hai người lúc đó, hướng Diệp Thần nói, đại ca, vị này Lâm Chấn Nhạc Lâm huynh đệ sư phụ, chính là đạo tông bát tổ một trong phù tổ, rất lợi hại, các ngươi không nên đả thương hòa khí. Ta cùng hắn so tài qua, ta cũng không đánh lại hắn. Nói đến Lâm Chấn Nhạc thời điểm, Hàn Diễm trong giọng nói vậy mang một chút kính sợ. Hắn trời xanh tính hiếu chiến, thích cùng người đánh nhau. Chỉ cần người khác có chiến thắng hắn thực lực, hắn liền vô cùng bội phục. Mà đây cái Lâm Chấn Nhạc, nhưng là có thể thắng qua hắn, cho nên hắn nói chuyện vậy không dám thở ơ. Diệp Thần đánh giá Lâm Chấn Nhạc, gặp đối phương tu vi, đạt tới thần đạo cảnh đỉnh cấp, rõ ràng không kém, hơn nữa một tay linh phù thần thông, vậy tuyệt không phải bình thường, đúng là không phải phiếm phiếm hạng người, khó trách có thể chiến thắng Hàn Diễm. Hàn đệ, ngươi làm sao cùng bọn họ cùng nhau? Diệp Thần cau mày hỏi. Hàn Diễm hoảng hốt vội nói, đại ca, hôm đó ở hồn cảnh thời không, ta bị bảy bảo liên đăng gây thương tích, Tố Ảnh tỷ chữa hết ta, còn nói cho ta ngươi có chuyện đi trước. Ta sợ sẽ có cái gì hậu di chứng, liền dự định đi Cát Thành mua chút thuốc trị một chút, kết quả đụng phải Lâm huynh đài. Hắn mắt nhìn hướng Lâm Chấn Nhạc, hắn lúc ấy và Sở Băng tiếng nói muội muội, đang chuẩn bị ra khỏi thành, ta gặp hắn tu vi tựa hồ không tầm thường. Liền nổi lên so tài chi tâm, quấn hắn cùng ta đánh một tràng. Hi hi, tỉ thí này mà, ta bị đánh bẹp, chân thực có chút mất thể diện, vị này Lâm huynh đài phù lục tu vi, vừa thực rất lợi hại. Lâm Chấn Nhạc nghe được Hàn Diễm tán dương, khóe miệng nhếch một cái nụ cười, hơi có chút đắc ý hình dáng. Hàn Diễm là kiếm ma chuyển thế, chuyện này đã truyền ra, hắn cũng biết. Có thể chiến thắng ngày xưa kiếm ma chuyển thế thiên tài chi tử. Hắn dĩ nhiên là cảm thấy đắc ý.
Hàn Diễm lại nói tiếp, đây là không đánh nhau thì không quen biết, ta mới biết bọn họ là muốn đi Thiên Ma Tinh Hải, tìm kiếm Tôn Di, coi là người chết thế. Ta lúc ấy thì sợ hết hồn, Tôn Di có thể là đại ca bạn ngươi à, vẫn là tương lai Thảo Thần phái chủ thần, làm sao có thể đi làm người chết thế. Coi như muốn tìm người chết thế, vậy cũng nên tìm đảm nhiệm thiên nữ. Ta xem đảm nhiệm thiên nữ tư chất, cũng là nhất lưu, đủ thay thế Sở Băng tiếng nói muội muội nhúng kiếm, đại ca, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, nếu có thể bắt thiên nữ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hắn đã sớm muốn diệt trừ thiên nữ, cây tuyệt hậu hoạn, nếu là hiện tại thật có thể bắt được, để cho thiên nữ đi làm Sở Băng tiếng nói người chết thế, lưỡng toàn kỳ mỹ, đó là tốt nhất kết cục. Độc Cô Già La đôi mi thanh tú hơi cao lại, nói chỉ sợ thiên nữ không tốt bắt. Lâm Chấn Nhạc cũng là cười ha ha một tiếng, nói, không sai, nơi này chính là tử thần giáo đoàn địa bàn, muốn bắt thiên nữ, nơi nào có như thế dễ dàng. Hắn ánh mắt nhìn về song Xà Ma Sơn, trong mắt lướt qua một chút xâm nghiêm, nếu là bắt Tôn Di, vậy thì đơn giản nhiều, nàng ở nơi này, ta rất cảm giác được. Sở Băng tiếng nói hoảng hốt vội nói, Lâm đại ca, thôi, không nên thương tổn người khác, đây đều là mạng ta. Giọng nói mang khổ sở. Lâm Chấn Nhạc cắn răng nói, không, Băng tiếng nói muội muội, ngươi sẽ không chết, ta cái này thì bắt Tôn Di, để cho nàng làm ngươi người chết thế, như vậy ngươi liền không cần chết. Xem hắn hình dáng, hiển nhiên là trung tình Sở Băng tiếng nói, không nhẫn tâm thấy nàng chết, liền muốn cầm Tôn Di làm người chết thế. Ngươi dám? Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức ngăn ở Lâm Chấn Nhạc trước mặt, hắn có thể không thể nhìn Tôn Di xảy ra chuyện. Lâm Chấn Nhạc hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người hậu cung nữ vô số người, cũng không kém cái này một cái, chỉ cần ngươi cầm cái này Tôn Di giao cho ta, sau này chúng ta liền là bạn. Sư phụ ta là đạo tông bát tổ bên trong phù tổ, tu vi thông thần, chúng ta ngày hôm nay kết cái thiện duyên, sau này cùng đạo tông thi đấu bắt đầu. Ta có thể kêu sư phụ chiếu cố nhiều hơn ngươi, giúp ngươi đoạt cúp. Nếu không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn một phen vừa đấm vừa xoa, tiếng nói vừa dứt, quanh thân liền hiện ra từng tầng một linh phù, năng lượng khí tức nổ, thần quang lóe lên, thật giống như Diệp Thần chỉ cần dám nói cái chữa bất, hắn lập tức phải ra tay. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Bầu không khí lập tức đổi được lạnh lùng, Độc Cô Già La che dù. Đứng ở Diệp Thần bên người, chỉ cần mâu thuẫn cùng nhau, nàng nhất định là không điều kiện trợ giúp Diệp Thần. Hàn Diễm muốn đi ra giảng hòa, nhưng xem Diệp Thần và Lâm Chấn Nhạc kiếm bạt nỗ trương hình dáng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Sở Băng tiếng nói chính là tay chân luống cuống, cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng dĩ nhiên không muốn thương tổn Tôn Di, nhưng lại khuyên không cản được Lâm Chấn Nhạc. Vù vù, ở nơi này gươm tuốt vỏ, nỏ dương câu dây để gặp. Một đạo to lớn ông minh tiếng, từ song Xà Ma Sơn bên trong truyền ra. Chỉ gặp một đạo tinh quang, xông phá vách núi, phóng lên cao, ánh sao tạo ra đục ngầu thiên ma nước biển, chống đỡ ra một phiến vũ trụ vậy hư không, ở đó phiến trong hư không, từng vì sao lững lờ, lẫn nhau câu nối thành một bức kỳ diệu chòm sao hình ảnh. Cái này chòm sao hình ảnh, giống như là hai con rắn, đầu đuôi tướng nuốt, tạo thành một cái chậm rãi chuyển động vòng tròn, cổ xưa không gian quy luật. Thời gian pháp tắc bí ẩn tràn ra tới. Thấy khí này voi, Lâm Chấn Nhạc thần sắc trầm xuống, nói, đôi rắn chòm sao lập tức phải xuất thế, lớn như vậy khí tượng, khẳng định sẽ đem tử thần giáo đoàn và người ngu hoang dã người dẫn tới đây. Luân hồi chi chủ, bây giờ trời bỏ mặc ngươi có chịu hay không, ta phải đem Tôn Di mang đi. Diệp Thần nghe hắn nói đến người ngu hoang dã, trong đầu nghĩ cái này Lâm Chấn Nhạc, đúng là có ít đồ, lại có thể liền người ngu hoang dã cũng biết. Muốn động người ta, người trước hết giết ta nói sau. Diệp Thần cũng không nói nhảm, xế kiếm nơi tay, sau lưng đã dâng lên mặt trời gay gắt khí tượng, liền chuẩn bị động thủ. Hống hống hống. Mà lúc này, theo đôi rắn chòm sao sắp xuất thế, bốn phương tám hướng ma vật, đều điên cuồng trào hướng song Xà Ma Sơn, trên núi tầng tầng chồng chất ma vật, cũng là điên cuồng hướng vách núi bên trong chui vào, nhưng thật giống như bị một tầng vô hình cấm chế ngăn trở. Thiên bạo phù. Phá cho ta. Lâm Chấn Nhạc quát to một tiếng, sử dụng trăm ngàn đạo phù lục, mỗi một đạo phù lục phía trên, cũng in một cái to lớn bạo chữ, là phù tổ nhất phái đặc chế thiên bạo phù, có vô cùng mạnh mẽ nổ lực. Hắn sử dụng trăm ngàn đạo phù lục,
cũng không phải công kích Diệp Thần, nhưng là nổ hướng vậy song xà ma sơn. Oanh oanh oanh, từng đạo phù lục, hung hăng oanh tạc đi qua, giống như là từng hạt tròn to lớn bạo đánh nổ tung, đợt khí kích động, đá vụn hòa lẫn mưa máu bốn phía tung tóe. Cả ngọn núi thể, đều bị nổ được lay động, trên núi xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng lỗ thủng, mà trồng ở trên núi rất nhiều ma vật, liền bị Lâm Chấn Nhạc nổ được máu thịt tung tóe, tình cảnh mười phần nguy nga. Lại có rất nhiều ma vật, dọc theo vậy lỗ thủng lỗ hổng, điên cuồng gầm thét chui vào. Diệp Thần mặt liền biến sắc, như thế nhiều ma vật, nếu là công kích Tôn Di, đây chẳng phải là gai gâu. Luân hồi chi chủ, phụ nữ của ngươi lập tức phải bị ma vật ăn, ta hiện tại đi vào cứu nàng, không cần cảm ơn ta. Lâm Chấn Nhạc khóe miệng vuốt một chút lãnh khốc nụ cười, bước chân đạp một cái, hướng vậy lỗ thủng lỗ hổng phi thân đi. Cho ta lăn xuống tới. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục mặt trời gay gắt mệnh tinh, cuồng bạo tinh hoa mặt trời gay gắt ngọn lửa, điên cuồng bơm vào đến trên thân kiếm, nhất kiếm nữ nghịch thiên vậy chém ra, nóng rực mặt trời kiếm mang, xuyên qua đục ngầu thiên ma nước biển, chém thẳng hướng Lâm Chấn Nhạc. Núi cao phù, sắc. Lâm Chấn Nhạc thong thả, sử dụng mấy đạo hội họa trước núi cao đồ đằng linh phù, trên không trung huyễn hóa ra một tòa tòa thật to đỉnh núi, vây quanh tự thân chuyển động. Phịch. Diệp Thần mặt trời kiếm mang, biểu chém tới, lại bị những cái kia đỉnh núi ngăn trở, không cách nào thương tổn tới Lâm Chấn Nhạc bản thể. Lôi hỏa thiên bạo phù, đi. Hạ một sát, Lâm Chấn Nhạc phát động phản kích, ba đạo thiên bạo phù có hình chữ phẩm, hướng Diệp Thần nổ đi. Cái này ba đạo thiên bạo phù, so với giống vậy thiên bạo phù, muốn hung mãnh rất nhiều, mang theo sấm sét cùng lửa trời hơi thở, mười phần hung mãnh. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần trong lòng thật sự nổi giận, giờ phút này lại không cất giữ, lập tức mở luân hồi nguyên thể, trên trán hiện ra một đạo xanh mưa lất phất gió sắc đồ đằng. Oanh! Luân hồi nguyên thể mở một cái, cuồng bạo gió lốc lớn, liền từ Diệp Thần quanh thân nổ lên, cuốn lên nước biển, biến dạng quy luật. Lâm Chấn Nhạc bắn tới lôi hỏa thiên bạo phù, một tí liền bị Diệp Thần quanh thân cuốn lên gió lốc lớn nghiền nát. Hiu! Một đôi huy hoàng sáng chói tự do rực, từ Diệp Thần sau lưng hiện lên, ở luân hồi nguyên thể nếp sống bơm vào hạ, cái này đôi tự do rực mãnh liệt tới cực điểm, Diệp Thần cánh rung lên, người liền phá không thiểm lược đến Lâm Chấn Nhạc trước mặt, một kiếm trẻ đánh tiếp. Lâm Chấn Nhạc con người co giúp một cái, cũng không nghĩ tới Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể sau đó, sẽ thành được như thế mạnh mẽ, để cho hắn cái này thần đạo cảnh đỉnh cấp võ giả, cũng cảm nhận được liền to lớn uy hiếp. Mắt xem Diệp Thần đã gần người, Lâm Chấn Nhạc lại sử dụng mấy đạo lôi hỏa thiên bạo phù, khoảng cách gần như vậy dưới, cái này mấy đạo thiên bạo phù, tất có thể nổ trúng Diệp Thần. Bình bịch bịch, vậy mấy đạo lôi hỏa thiên bạo phù, ngay tại Diệp Thần trước mặt nổ tung, nhưng mà, Lâm Chấn Nhạc tưởng tượng máu thịt tung tóe tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Đang nổ phát sinh ngay tức thì, Diệp Thần thân thể liền quỷ dị hóa thành từng cái màu máu con rơi, tránh thoát nổ đánh giết. Rồi sau đó, vậy từng cái màu máu con rơi, ngay tại Lâm Chấn Nhạc sau lưng, lần nữa hội tụ thành Diệp Thần thân hình. Huyết rực tròm sao, làm sao có thể? Lâm Chấn Nhạc thần sắc đại biến, mới vừa Diệp Thần thân hóa con rơi thần thông, chính là tám đại tròm sao bên trong huyết rực tròm sao, vốn là đêm minh minh chủ, mộ đạo bảng hạng thứ ba, đêm mạnh mẽ bí kỹ. Mấy ngày nay, Lâm Chấn Nhạc vậy nhận được tin tức, biết đêm mạnh mẽ bị Diệp Thần giết chết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể học biết liền đêm mạnh mẽ tuyệt chiêu, hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi thời gian, còn nắm giữ được thành thạo như vậy, thậm chí đạt tới nháy mắt phát cảnh giới. Cái này một tí ra dữ liệu, Lâm Chấn Nhạc hoàn toàn không phản ứng kịp. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, kiếm trong tay không chút do dự chặt chém đi xuống. Suy rồi, Lâm Chấn Nhạc thân thể bão tố máu, vô cùng chật vật từ không trung rơi xuống, trùng trùng ngã ở đáy biển. Đại ca thật lợi hại. Hàn Diễm thấy một màn này, nhất thời thán phục rung động không dứt, mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Diệp Thần thần thông đạo pháp, hiển nhiên lại có tinh tiến, liền Lâm Chấn Nhạc cũng có thể đánh bại. Phải biết, Lâm Chấn Nhạc nhưng mà phù tổ đệ tử, cả người tu vi thần thông cường hãn rất, Hàn Diễm vậy hoàn toàn không đánh lại hắn. Đánh rơi Lâm Chấn Nhạc sau đó, Diệp Thần thì nhanh chóng hướng song xà ma sơn bay đi. Ho! Lâm Chấn Nhạc chật vật rơi xuống sau đó, ho ra một hơi máu đen. Lâm đại ca, ngươi không có sao chứ?
Sở Băng tiếng nói lật đật đi tới. Lâm Chấn Nhạc khẽ cắn răng, từ dưới đất bò dậy, nói ta không có sao. Hắn sử dụng mấy đạo chữa thương linh phù, cưỡng ép chấn áp thương thế, trong tay lại hiện ra từng đạo linh phù, tụ lại thành một cái phù kiếm, liền muốn hướng Diệp Thần đuổi giết. Ở Sở Băng tiếng nói trước mặt, hắn có thể không cam lòng lúc này nhận thua. Suy suy suy. Nhưng lúc này, có mấy đạo mịn phi châm, xuyên phá nước biển, quay đầu hướng Lâm Chấn Nhạc bắn tới. Lâm Chấn Nhạc mặt liền biến sắc, lập tức huy động phù kiếm ngăn cản, ánh mắt nhìn về đứng một bên Độc Cô Giả La. Ngươi là người nào? Lâm Chấn Nhạc quát to. Mới vừa vậy mấy đạo kịch độc phi châm, chính là Độc Cô Giả La phát ra, Lâm Chấn Nhạc hoàn toàn không nhìn thấu nàng thân phận, mơ hồ có thể bắt được mấy cái thiên cơ mạch lạc, nhưng đặc biệt nông cạn nhỏ loáng, không cách nào suy tính ra sau lưng nhân quả lai lịch. Ngươi còn không tư cách biết ta thân phận, đứng ở chỗ này, không nên lộn xộn. Ta xem ở phù tổ mặt mũi, không giết ngươi. Nhưng, nếu như ngươi cố ý cùng luân hồi là địch, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ. Độc Cô Già La trống rủ đen, giọng nói lãnh đạm, một cách tự nhiên thấm ra một cổ không ăn nhân gian lửa khói, trong trẻo lạnh lùng tới cực điểm uy nghiêm. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Lâm Chấn Nhạc, Sở Băng tiếng nói, Hàn Diễm ba người, đều là trong lòng phát rét, cảm thấy một cổ kinh khủng. Lâm Chấn Nhạc cũng không dám lộn xộn, bởi vì hắn biết, người phụ nữ này không phải nói đùa, nếu là mình dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng lập tức liền biết nhúc nhích sát thủ. Tuy nói hắn là phù tổ đệ tử, nếu là hắn bị giết, phù tổ khẳng định sẽ thay hắn báo thù, nhưng coi như có thể báo thù, hắn là không thể nào lại sống lại. Độc Cô Già La có hoàn toàn tiêu diệt hắn thủ đoạn. Diệp Thần cảm kích nhìn lại Độc Cô Già La một mắt, hắn biết. Độc Cô Già La là không thể tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nàng chỉ cần ra tay một cái, liền sẽ làm động tới thiên cơ, bại lộ thân phận. Đến lúc đó, Hoa Tổ liền sẽ bắt được nàng tồn tại, nàng sắp có tai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại, vì duy trì hắn, Độc Cô Già La rất nhiều phấn đấu quên mình hình dáng. Có Độc Cô Già La chấn giữ, Lâm Chấn Nhạc cũng không dám lại làm loạn, Diệp Thần liền muốn dọc theo vậy lỗ thủng, tiến vào song xà ma sơn bên trong. Nhưng lúc này, biến cố lại nổi lên, chỉ gặp tất cả ma vật, đột nhiên hướng Diệp Thần đạp chết tới. Những thứ này đạp chết mà đến ma vật, động tác rất kỳ quái, mang chút cứng ngắc, giống như là con rối vậy. Diệp Thần thậm chí thấy, những cái kia ma vật trên mình, có từng cái thật nhỏ linh khí dây nhỏ, thật giống như có người nào, ở sau lưng điều khiển chúng. Phong chi đạo, thiên nhận phá giết. Diệp Thần vận dụng luân hồi nguyên thể lực lượng, trên trán phong chi đồ đằng. Thanh quang tách thả ra, kiếm trong tay múa ra từng cái đao gió, vặn cắt vỡ giết, đem những cái kia đạp chết mà đến ma vật, toàn bộ vặn cổ thành thịt bể. Nhưng hạ một sát, lại có nhiều hơn ma vật, bị người điều khiển ở, đều là như con rối vậy, lần nữa điên cuồng đạp chết tới. Độc Cô Già La thấy một màn này, tựa hồ cảm giác được cái gì, quát lên. Mộ Thiên Châu, ngươi cho ta dừng tay, cút ra đây. Thanh âm này rơi xuống. Những cái kia hướng Diệp Thần nhào tới ma vật, toàn bộ cứng ngắc ở giữa không trung, rồi sau đó rơi xuống. Một đạo thân ảnh, từ song xà ma sơn phía sau đi ra. Đó là một cái đặc biệt quái dị nam tử, hắn thân thể không phải người sống thân thể, mà là tượng gỗ con rối vậy thân thể, đi đường tới thoáng một cái, khớp xương rắc rắc sát vang dội, chỉ có mắt mang theo máu thịt hoạt khí, thân thể những bộ phận khác, giống như là gỗ và cục sắt đúc thành. Trong tay hắn còn mang từng cái linh khí dây nhỏ, mới vừa chính là hắn, điều khiển ma vật, đi công kích Diệp Thần. Mà Độc Cô Già La, rõ ràng cho thấy biết hắn. Phải, đại tiểu thư, đừng tức giận. Như tượng gỗ quái dị nam tử, tức giận hướng Độc Cô Già La nói, lại vuốt tay. Ngươi lúc nào cùng luân hồi chi chủ chung một chỗ, vậy không nói cho giao cơ nương nương sao? Dừng một chút, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía song xà ma sơn. Thiên ma này tinh hải, lại có thể cất giấu đôi rắn tròm sao bí pháp, thật là bất ngờ à. Hơn nữa, tôn di người phụ nữ kia, tựa hồ vậy ở trong núi chứ. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Đại tiểu thư, cái này tôn di nhưng mà giao cơ nương nương nhìn chúng người, ta phụng mệnh bắt nàng trở về, coi là đúc người ngu vật liệu. Độc Cô Già La lạnh lùng nói, Mộ Thiên Châu, nơi này không chuyện ngươi, ngươi đi thôi. Một bên Lâm Chấn Nhạc. Nhìn xem Mộ Thiên Châu,
lại nhìn xem Độc Cô Già La, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, ngươi là người ngu hoang dã đại tiểu thư. Thần Tuyết Giao Cơ chính là mẹ ngươi. Thần Tuyết Giao Cơ lúc nào, lại có một đứa con gái. Độc Cô Già La cắn răng nói, im miệng, chuyện không liên quan ngươi. Mộ Thiên Châu nói, đại tiểu thư, Giao Cơ nương nương nhớ mong ngươi rất, nàng nói nếu là ta gặp phải ngươi, liền đem ngươi mang về người ngu thần điện, ha ha, vậy ngươi hãy đi theo ta đi. Vừa nói, Mộ Thiên Châu móc ra một khối ngọc bội, ở trong tay bóp nát, một cổ linh quang nổi lên, hóa thành một đạo pháp bảo hư ảnh. Đó là một cái ánh vàng rực rỡ cọc, phía trên có khắc hình rồng đồ đằng, trên cọc có ba cái màu vàng cô vòng, toàn thân thụy khí nhô lên, lại là tiên thiên độn long thung. Diệp Thần thấy cái này tiên thiên độn long thung, nhất thời thất kinh. Tiên thiên độn long thung, đã từng là cổ tinh môn chế tạo thần chí cao khí, sau đó bị ban thiên đế ô nhiễm, cuối cùng rơi vào phách đao thương lôi trong tay, bị phách đao thương lôi trọng mới rèn luyện qua, hôm nay đã thành phách đao thương lôi pháp bảo, có chui long bắt tiên, khóa thần buộc ma oai. Diệp Thần gặp Mộ Thiên Châu, lại có thể nhúc nhích dùng tiên thiên độn long thung pháp bảo hư ảnh, trong đầu nghĩ chẳng lẽ người ngu hoang dã lãnh chúa Thần Tuyết Giao Cơ, lại có thể cùng phách đao thương lôi có sâu xa. Liền gặp Mộ Thiên Châu, thúc giục tiên thiên độn long thung, một cổ cường đại nhân quả lực lượng bộc phát ra, Độc Cô Già La tại chỗ liền bị khóa đến tiên thiên độn long thung phía trên. Trên cọc ba cái kim vòng, phân biệt giữ lại nàng cổ và hai chân, để cho nàng nhúc nhích không được, trong tay dù đen rớt xuống đất. A, à, dù đen một đánh mất, Độc Cô Già La liền lộ ra một chút vẻ thống khổ. Nàng ăn Diệp Thần chín hồn đuổi mệnh đan sau đó, thân thể tuy không có yếu ớt như vậy, nhưng cái này song xà ma sơn vùng lân cận, ma khí đặc biệt là nồng nặc, không có dù đen bảo vệ, nàng mười phần khó chịu. Đại tiểu thư, mời ngươi chờ chốc lát, chờ ta bắt ở Tôn Di sau đó, mới đi ra mang ngươi hồi người ngu thần điện. Mộ Thiên Châu hướng Độc Cô Già La chắp tay một cái, liền hướng song xà ma sơn bay đi. Hắn ngược lại không lo lắng Độc Cô Già La an toàn, vậy thiên thiên độn long thung phong tỏa, tuy khóa lại Già La, nhưng vậy là nàng cung cấp che chở, người bình thường không tổn thương được nàng. Diệp Thần gặp Độc Cô Già La bị nguy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngăn ở Mộ Thiên Châu trước mặt, nói thả người. Mộ Thiên Châu cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, Già La đại tiểu thư là chúng ta người ngu hoang dã thánh nữ, ta sẽ chiếu cố nàng chu toàn, cũng không nhọc đến người phí tâm. Xem ở đại tiểu thư mặt mũi, ta ngày hôm nay sẽ không cùng ngươi là địch, bất quá ngươi vị kia kêu Tôn Di bằng hữu, chỉ sợ là không thể còn sống. Đây là, từ vậy song xà ma sơn bên trong, truyền ra à, một tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy sợ hãi chấn động sợ hãi ý. Diệp Thần đã hiểu, đây chính là Tôn Di tiếng kêu. Mộ Thiên Châu lỗ tai động một cái, cười nói, ta được nhanh lên một chút, nếu không tế phẩm bị ma vật ăn, vậy cũng thật to không ổn. Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua Diệp Thần, dọc theo vậy lỗ thủng, phi thân tiến vào song xà ma sơn bên trong. Diệp Thần khua kiếm bổ ra mấy đạo kiếm khí, muốn cản lại Mộ Thiên Châu, nhưng người sau thi triển con rối bí pháp, dùng linh khí dây nhỏ kéo tới mấy đầu ma vật khi thì thuẫn, ngăn trở Diệp Thần cản đường, cuối cùng là thuận lợi tiến vào ma sơn bên trong. Đáng chết! Hàn đệ, chăm sóc kỹ Già La cô nương! Diệp Thần khẽ cắn răng, quay đầu hướng Hàn Diễm phân phó một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo Mộ Thiên Châu đi vào. À! Hàn Diễm đáp một tiếng, tâm loạn như ma, muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng lại sợ giúp qua loa, không thể làm gì khác hơn là là thủ ở Độc Cô Già La bên cạnh, Sở Băng tiếng nói vậy rụt rè đứng ở một bên. Lâm Chấn Nhạc ánh mắt liếc một cái, xác định Độc Cô Già La bị hoàn toàn khốn khóa lại sau đó, trong mắt run lên, vậy phi thân lên, dọc theo hắn mới vừa nổ đi ra ngoài lỗ thủng, bay vào ma sơn bên trong. Hắn vậy muốn bắt Tôn Di, dùng để đảm nhiệm Sở Băng tiếng nói người chết thế. Vù vù, song xà ma sơn bên trong, lại truyền ra một cổ to lớn khí tượng chập chờn, trong hư không đôi rắn tròm sao đồ đằng, lộ vẻ được càng rõ ràng nguy nga. Điều này đại biểu, đôi rắn tròm sao thần thuật bí tịch, cho dù xuất thế. Lần này phiền toái, lớn như vậy khí tượng, khẳng định sẽ đem tử thần giáo đoàn người dẫn tới đây. Độc Cô Già La chân mày nhíu chặt, cảm giác sâu sắc lo âu, hướng Hàn Diễm nói. Có thể giải khai ta sao? Hàn Diễm cẩn thận quan sát tiên thiên độn long thung một mắt, bất đắc dĩ nói, không thể, pháp bảo này thật lợi hại, ta không giải được.
Độc Cô Già La cổ và hai chân, cũng xít sao bị kim vòng trói, nếu như Hàn Diễm dùng sức mạnh phá giải, sợ rằng còn không giải khai, thì phải trước thương tổn tới nàng. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi che dù. Một bên Sở Băng tiếng nói, nhìn xem trên đất dù đen, tựa hồ cảm thấy được cái gì, liền cầm lên dù tới, là Độc Cô Già La che dù. Độc Cô Già La thư ra một hơi, tâm thần thoáng buông lỏng một ít. Nhưng mà, lúc này, phương xa có một từng đạo thần quang, phá vỡ bóng tối nước biển, phóng tới, nhưng để cho nàng thần kinh ngay tức thì căng thẳng. Bay vụt đến người, có 4-5 cái, một người cầm đầu, người mặc đồ trắng, cho dù là ở hắc ám đục ngầu thiên ma tinh hải bên trong, vậy duy trì sáng bóng cùng tuyệt đẹp, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Song xà ma sơn khí tượng, rốt cục thì cầm đảm nhiệm thiên nữ dẫn tới. Thiên nữ đại nhân, tôn di tiện nhân kia, tựa hồ ngay tại núi này bên trong. Luân hồi chi chủ cũng ở đây. Thiên nữ sau lưng một người tùy tùng, chỉ song xà ma sơn nói. Song xà ma sơn bên trên, vẫn là tầng tầng ma vật chồng, vô số ma vật phát điên vậy, dọc theo vậy lỗ thủng lỗ hổng chui vào. Thiên nữ ánh mắt hơi chăm chú, nhìn xem song xà ma sơn, lại nhìn xem Độc Cô Già La các người. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền nói, trời cũng giúp ta, ngày hôm nay liền đem luân hồi chi chủ và tôn di tiện nhân kia, một lưới bắt hết. Cũng theo ta đi vào. Nàng vung tay lên, chính là mang người bên dưới, đi song xà ma sơn bay đi, cũng không để ý Hàn Diễm các người, bắt Diệp Thần và tôn di muốn chặt. Thiên nữ đại nhân, muốn không muốn kêu hộ pháp tiệc những đại nhân tới đây. Một người tùy tùng nói, chỉ sợ thiên nữ một người, đối phó không được cục diện trước mắt. Nếu như triệu hóe nhải đăng phong uyên lan, hắc mặt trời mạnh thiên tàn, hoàng hôn cự nhân cùng hộ pháp hạ xuống, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiên đao thể ước tuy có hạn chế, những thứ này cao cấp cường giả, không thể tùy tiện ra tay. Nhưng hiện tại, là Diệp Thần trước đạp nhập tử thần giáo đoàn địa giới, tầng chót các cường giả, có thể không bị ảnh hưởng ra tay. Một khi những cái kia cao cấp cường giả ra tay, muốn tiêu diệt Diệp Thần, bất quá giơ tay tới giữa. Thiên nữ lại nói, tạm thời không cần, đừng để cho người ngoài đoạt công lao. Nơi này là tử thần giáo đoàn địa bàn, nàng chiếm cứ địa lợi, cho dù đối mặt Diệp Thần, cũng có chiến thắng chắc chắn. Nếu quả thật không đánh lại, lại triệu hoán người giúp cũng không muộn. Lập tức, thiên nữ liền và thủ hạ nàng tùy tùng, cùng tiến vào song xà ma sơn. Hàn Diễm vô cùng nóng lòng, muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng lại sợ mình đi, chung quanh ma vật sẽ xông tới, cầm Sở Băng tiếng nói và Độc Cô Già La đều ăn hết, hắn cũng chỉ tốt lưu tại chỗ. Song xà ma sơn bên trong, Diệp Thần, Lâm Chấn Nhạc, Mộ Thiên Châu, thiên nữ các người sau khi tiến vào, liền phát hiện vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Núi này trong cơ thể bộ, lại có thể tự thành hư không, là một mảnh hỗn độn vậy không gian, chung quanh có một tầng tinh bích hệ rủ xuống trước. Ánh sao chấm, 10 phần kỳ diệu. Tầng kia tinh bích cột lên mặt, lại ấn nổi một cái cổ rắn đồ đằng. Vậy cái cổ rắn, tràn ra từng tia mãi mãi không gian quy luật lực lượng, mở ra cái này phiến hư không. Cái này phiến hư không, thiên là hỗn độn hắc ám màu sắc, là hệ thống trạng, bị từng cái ngang dọc đan vào thẳng tắp, phân chia thành từng cái ô, nhìn như mộng như ảo. Mà ở trong hư không, có vô số ma vật trong gầm thét bôn tẩu trước. Chúng điên cuồng sông ngang đánh thẳng, tựa hồ đang tìm trước chút gì, rõ ràng cho thấy muốn tìm đôi rắn tròm sao bí tịch rơi xuống. Đôi rắn tròm sao bí tịch, là ngày xưa thời không đôi xà tinh hồn biến thành, bí tịch này đặc biệt đặc thù, vốn là có hào hùng linh khí nội tình, coi như không tu luyện, chỉ cần hấp thu bí tịch linh khí, đều có thiên đại chỗ tốt. Cho nên, song xà ma sơn vùng lân cận ma vật, đều bị cổ linh khí này, điên cuồng hấp dẫn. Chúng ở trong hư không sông ngang đánh thẳng, phá vỡ tinh bích hệ, bước vào khác một tầng bên trong không gian. Cái này song xà ma sơn nội bộ, không biết có nhiều ít tầng không gian, Diệp Thần đại khái có thể bắt được tôn di hơi thở, nhưng không gian lần lượt thay nhau hỗn loạn, hắn không cách nào tinh chuẩn xác định. Diệp Thần xuyên qua tinh bích hệ, đi ra không gian, nhưng lại tiến vào khác một tầng không gian bên trong. Cái này từng tầng một không gian, tựa hồ là tuần hoàn, đi đi. Diệp Thần lại trở về tại chỗ. Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc, thiên nữ các người, cũng là tình huống giống nhau. Bọn họ đi đi, rất nhanh liền đụng đầu. Diệp Thần, ta không nghĩ tới người biết tới. Thiên nữ trong mắt đánh giá Diệp Thần, môi nhấp vẻ lãnh khốc độ cong.
liền một mình ngươi sao? Không đem các ngươi tử thần giáo đoàn cao tầng hộ pháp kêu đến. Diệp Thần lạnh lùng nói, hắn biết mình đạp nhập tử thần giáo đoàn địa giới, là sẽ không bị thiên đao thể hẹn bảo vệ, tử thần giáo đoàn cao tầng cường giả, tùy thời có thể ra tay đánh chết hắn. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn có một đạo đế rơi vũ trụ phù chiếu, có thể triệu hoán một lần đế rơi vũ trụ lực lượng, coi như thật có cường giả gì hạ xuống, cũng không khả năng thật giết chết hắn. Huống chi, tôn di ở nơi này, coi như là núi đao biển lửa, hắn đều phải xông vào một lần. Không cần, ta có thể đối phó ngươi. Thiên nữ rửng rưng cười nói, lại nhìn xem đứng ở cách đó không xa xem kịch vui Mộ Thiên Châu và Lâm Chấn Nhạc, nói. Hai vị, và ta cùng nhau đánh chết luân hồi chi chủ, ta có thể tha các ngươi, tự tiện xông vào tử thần giáo đoàn tội. Thật ra thì Lâm Chấn Nhạc và Mộ Thiên Châu đến, thiên nữ đã sớm thông qua tử thần giáo đoàn thám tử, biết tin tức. Nàng còn biết, Lâm Chấn Nhạc và Mộ Thiên Châu, cũng là đi tìm một chút tôn di. Nàng không có bước dây động dừng, suy nghĩ Lâm Chấn Nhạc và Mộ Thiên Châu cùng nhau tìm, có lẽ thật có thể tìm được tôn di tồn tại. Chỉ bất quá, đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, tôn di ở nơi này, hơn nữa nơi này còn cất giấu đôi rắn tròm sao cự đại cơ duyên. Lâm Chấn Nhạc lãnh khốc nói, ta phạm xuống tội gì qua sao? Ta làm sao không biết? Thiên ma này tinh hải, các ngươi tử thần giáo đoàn, còn không chân chính nắm trong tay chứ? Ta tiến vào nơi đây, làm sao xúc phạm các ngươi giới luật? Bất quá, đánh chết luân hồi chi chủ, ta đây là có chút hứng thú, thằng nhóc này như vậy ngoan cố không thay đổi, là đáng chết. Vừa nói, tay hắn một nặn quyết, quanh thân từng đạo linh phù nổi lên, xúc thế đãi phát. Mộ Thiên Châu vậy không nói nhảm, đi qua một bên. Hai cánh tay giống như một động vật chân đốt vậy nâng lên, bàn tay rụt tay về cánh tay bên trong đi, lại tranh đích một tiếng đánh ra, hai bàn tay cũng đã biến thành hai cây dao nhọn. Hắn thân thể cũng không phải là thân máu thịt, mà là gỗ và cục sắt đúc thành con rối thân thể, có thể biến hóa ra các loại binh khí cơ quan, mười phần kỳ diệu. Ba người có tam giác thế, đem Diệp Thần vây quanh. Bầu không khí đổi được nghiêm túc xiết, chung quanh sông ngang đánh thẳng rất nhiều ma vật yêu thú. Tựa hồ vậy cảm nhận được liền sát khí lạnh lẽo, rối rít trốn chạy cái này mảnh không gian. Rất nhanh, cái này mảnh không gian bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần, thiên nữ các người. Xem ra, các người đã thuộc về chung một chiến tuyến, muốn người nhiều khi dễ người ta thiếu. Đáng tiếc, ta không có ngu như vậy, không sẽ cùng các người lãng phí thời gian. Diệp Thần cười một tí, không chút do dự nào, lập tức đem luân hồi nguyên thể năng lượng, mở đến mức tận cùng. Oanh! Cuồng bạo gió lốc lớn, nhất thời tuôn ra. Thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, đều là bị gió lốc lớn ép lui ra, gió bão thổi cạo dưới, bọn họ thậm chí không cách nào mở mắt ra. Hưu! Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức mở tự do rực, ngự gió bay vút lên, muốn bay khỏi cái này mảnh không gian. Muốn chạy! Ngàn táng thiên bạo! Lâm Chấn Nhạc trước tiên động thủ trước, ngàn đạo thiên bạo phù chi chít. Đánh giết hướng Diệp Thần. Mỗi một đạo thiên bạo phù, cũng rèn luyện đặc thù nhân quả luật lực lượng, chỉ cần bộc phát ra, là có thể tinh chuẩn nổ chúng kẻ địch, kêu người không cách nào né tránh. Diệp Thần chấn động tự do rực, vốn là đã bay khỏi đi xa, nhưng Lâm Chấn Nhạc thiên bạo phù nổ, ở nhân quả luật ra chỉ xuống, lại có thể đột phá không gian hạn chế, khí lãng nổ lập tức oanh cuốn đến Diệp Thần trước mặt. Cái này nổ uy thế, là mãnh liệt như vậy. Coi như Diệp Thần vận dụng huyết dực tròm sao thần thông, cũng khó mà hoàn toàn phòng ngự xuống. Thiên ma cổ bảo, ngự. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thúc giục thiên ma cổ bảo, hóa thành một bộ áo choàng phúc đắp trên người, cứng rắn bị Lâm Chấn Nhạc nhất kích. Ở thiên ma cổ bảo dưới sự bảo vệ, Diệp Thần tuy bị to lớn nổ đánh vào, nhưng không có bị nhiều ít tổn thương. Cùng lúc đó, thiên nữ và Mộ Thiên Châu, cũng là ngang nhiên ra tay. Hai người một trái một phải, đao kiếm ám sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa ngăn cản Lâm Chấn Nhạc nổ đánh vào, nhìn như khó đi nữa chống đỡ, nhưng lúc này, trong cơ thể hắn truyền ra một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn này, như hoàng hôn phù đêm, mang say lòng người thơm mát, đãng nịch ra, tẩy tâm hồn người. Mộ Thiên Châu và Thiên Nữ, nghe được cái này tiếng đàn, đầu nhất thời có chút choáng váng, thật giống như bị người thôi miên, trong tay đao kiếm quỹ tích nhất thời nghiêng về.
không có đâm trúng Diệp Thần, mà là từ Diệp Thần bên người thiếp qua. Ám hương phù giả, cầm đế thiên tôn bài hát, ngươi làm sao sẽ? Lâm Chấn Nhạc thất kinh, từ Diệp Thần trong cơ thể phát ra tiếng đàn, nhưng là truyền thuyết bên trong, năm đó cầm đế thiên tôn lưu lại thập đại giang khúc một trong, ám hương phù giả. Cái này ám hương phù giả, mang theo mãnh liệt thôi miên hiệu quả, hắn và thiên nữ đạo tâm bền bỉ, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị mấy đạo nốt nhạc thôi miên, thế nhưng khúc thôi miên mãnh liệt hiệu quả, vẫn là để cho bọn họ thế công, xuất hiện sai lệch, không có tổn hại đến Diệp Thần. Diệp Thần vui vẻ cười to, nói ta muốn đi, các ngươi còn không để lại ta. Dứt lời, Diệp Thần liền cuốn lên đi, xuyên phá tinh bích hệ, rời đi cái này mảnh không gian, dáng người tự nhiên hết sức. Cái này mảnh không gian bên trong, giống như còn lưu lại ám hương phù giả tiếng đàn, để cho được thiên nữ, Mộ Thiên Châu, Lâm Chấn Nhạc các người, đều cảm thấy tâm diêu thần trì, đạo tâm phập phồng, đầu choáng váng. Diệp Thần thuận lợi rời đi, luân hồi mộ địa bên trong, cầm đế khen. Mộ chủ, người thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy là có thể đạt tới tim phát tiếng đàn, hay như vậy sẵn có cảnh giới. Mới vừa Diệp Thần trong cơ thể phát ra tiếng đàn, nhưng thật ra là hắn tiếng lòng. Hắn thiên phú năng lực cực cao, vậy ám hương phù dạ, đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa thành tựu có thể nói lô hỏa thuần thanh, coi như không cần đàn, chỉ là dựa vào trong lòng ảo tưởng, liền có thể phát ra tiếng đàn. Khúc đàn chi đạo, vậy như kiếm đạo vậy. Trong tay không đàn, trong lòng có đàn, như nhau có thể tấu ca đánh tiếng. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, hay là dùng đàn khí khải đàn, khúc đàn uy lực sẽ lớn hơn.